chương 626, mục đích. Bệnh viện, hành lang dài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Bánh xe chuyển động giống như số mạng tàn nhẫn phá vỡ không khí lạnh lẽo. Bác sĩ và y tá, nhanh chóng đẩy giường bệnh di động màu trắng đầy máu, chạy tới phòng cấp cứu, trước giường treo bình nước biển truyền cứu vớt sinh mạng, lại rất chậm rãi và vô tình. Cả người đường khả hình ướt đấm, khắp người dính máu, đầu tóc rối bời rũ xuống, hai mắt run rẩy nước mắt, nắm tay tưởng thiên lỗi thật chặt, vừa thở hổn hển đi theo giường di động, nhanh chóng đi về phía trước, vừa đau lòng nhìn anh nằm ở trên giường bệnh thoi thóp, đang co giật khổ sở co quắp, con mắt hé mở, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nhưng vẫn thâm tình và nhớ thương nhìn đường khả hinh, ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Giống như sợ không còn kịp cáo biệt nữa, cả đời luân hồi sẽ không gặp lại. Thiên lỗi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức nắm chặt tay của anh, nước mắt nhanh chóng rớt xuống, đau lòng nhìn anh, nóng nảy khổ sở run rẩy khóc nói, anh nhất định phải chống đỡ, không có việc gì. Anh đã từng cứu em một lần, nếu như ông trời muốn mạng của em, em tình nguyện chết ngay bây giờ. Chấm than ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi hiện lên nước mắt, thâm tình nhìn cô, đôi môi khẽ mở, giống như có lời muốn nói. Anh muốn nói gì, đường khả hình đau đến nói không ra lời, chỉ nắm chặt bàn tay anh lạnh lẽo tràn máu, dán lên khuôn mặt mình, rơi lệ nói, có lời gì, chờ anh bình phục rồi sẽ nói với em, anh nhất định phải chống nổi. Nhất định phải chống đỡ, chỉ cần anh không có việc gì, em tình nguyện tiếp nhận tất cả báo ứng. Trong lòng tưởng thiên lỗi đau nhói, nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Đừng khóc, đừng khóc, em không muốn nhìn thấy nước mắt của anh, không nên dùng loại phương thức này cáo biệt với em, như vậy quá tàn nhẫn, anh nhất định phải sống, chỉ cần anh sống, chấm ngoặc kép, đường khả hình nắm chặt tay của anh, lại đau khổ thất thanh khóc giống, lời muốn nói nuốt ở trong cổ không nói ra. Khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi hiện lên mấy phần đau đớn, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng khổ sở vừa kéo, máu ở khóe miệng tuôn ra. "Thiên Lỗi." chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn anh, tiếng nói sợ hãi khóc lớn, "anh cố chống đỡ." "Chống đỡ? Em cầu xin anh." chấm than ngoặc kép. Audio điện tử Võ Tấn Bền bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy tưởng thiên lỗi đi vào phòng cấp cứu đường khả hình đang khổ sở muốn đi theo vào cô không thể đi vào chấm than ngoặc kép bác sĩ nhanh chóng đẩy đường khả hình ra ngăn ở ngoài cửa phòng cấp cứu muốn đẩy tưởng thiên lỗi vào trong cấp cứu thiên lỗi đường khả hình lập tức ngã trên sàn nhà lạnh lẽo tay không nhịn được buông tay anh nhìn tay của anh rũ xuống ở một bên cả người lạnh như băng nằm ở trên giường bệnh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu cửa phịch một tiếng, đóng lại trong tuyệt vọng, cô vẫn ngã trên đất, nhìn cánh cửa kia, lại nhớ tới tưởng thiên lỗi mới vừa ở trong mưa, đẩy mình ra, một mình ngăn chiếc xe lao tới, phịch một tiếng, thân thể bị đụng vô tình tàn nhẫn, máu tươi từ trên đầu tràn ra, hai mắt ảm đạm nhìn bầu trời vẫn lộ ra thâm tình và nhớ thương. Trong lòng của cô như dao cắt, đầu không ngừng đập vào cửa chính phòng cấp cứu, tay liều mạng vỗ, khóc lớn, mặt dính vào trên cửa lạnh lẽo, giống như dán vào khuôn mặt ấm áp của người đàn ông kia mấy người y tá nhanh chóng đi tới, muốn đỡ cô, đau lòng nói, cô đứng lên trước đi, đừng ngồi ở chỗ này, sẽ ảnh hưởng bác sĩ chúng tôi làm cấp cứu. Đường khả hình lại liều mạng không chịu đi, chỉ quỳ một chân trên sàn, dùng sức níu tay y tá, khóc nói, tôi cầu xin mọi người, nhất định phải cứu anh ấy, nhất định phải cứu anh ấy, anh ấy không thể chết được, anh ấy không thể chết được. Tôi không thể để cho anh ấy cứ ra đi như vậy. Chấm ngoặc kép. Sẽ, sẽ chấm than ngoặc kép, lúc này y tá trưởng cũng nhanh chóng đi tới, đỡ cô gấp gáp nói, cô đừng kích động, bác sĩ đang cấp cứu ở bên trong. Tất cả đều sẽ thuận lợi, đừng sợ, mau dậy đi. Cả người đường khả hình đã không còn hơi sức, được đỡ lên thì cả người nằm trên người của y tá, nhưng vẫn nhìn cánh cửa kia, khóc giống nói tưởng thiên lỗi, anh phải chống đỡ. Ông trời ơi, sao không muốn mạng của đi, tôi cũng chỉ là một người không đáng kể, anh ấy không thể chết. Anh ấy không thể chết, chấm ngoặc kép hành lang thật dài truyền tới từng trận tiếng bước chân gấp rút tưởng Vĩ quốc và Diệp Mạn Nhi còn có tưởng Viết Nhi kể cả viện trưởng cùng tất cả chuyên gia đang nhanh chóng đi tới bên này người còn chưa đến cũng đã nghe được tiếng khóc khàn khàn từ hành lang dài bác sĩ bác sĩ chấm than ngoặc kép Diệp Mạn Nhi bước nhanh đi tới trước chồng và viện trưởng sắc mặt tái nhợt hai mắt nổi lệ đau lòng run rẩy căng thẳng kêu to bác sĩ bác sĩ con tôi ra sao tại sao nó đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, chấm hỏi ngoặc kép. Đường khả hình đang tựa vào trên người của y tá khóc giống, lập tức ngẩng đầu lên, thấy tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nhi tới, trong lòng của cô cảm thấy hoảng sợ, nước mắt từng viên chảy xuống, lại hoảng sợ đến nói không ra lời. Tình huống cụ thể chúng tôi không còn rõ ràng lắm, chỉ là bệnh nhân bởi vì gặp sự cố, cho nên bị xe đụng. Vị tiểu thư này là người chứng kiến, mọi người có thể hỏi cô ấy một chút y tá trưởng nhanh chóng báo cáo cho vợ chồng tưởng vĩ quốc và viện trưởng. Viện trưởng vừa nghe, vẻ mặt lập tức lộ ra nặng nề, dẫn cả đám chuyên gia đi trước vào bên trong phòng cấp cứu. Khuôn mặt Diệp Mạn Nghi lập tức căng thẳng tức giận, nhìn đường khả hinh mất hồn chật vật, dáng vẻ như làm chuyện trái với lương tâm, hai mắt bà nóng lên xúc động phẫn nộ, khí thế mãnh liệt đi đến trước mặt cô, cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao con trai của tôi bị xe tông? chuyện này có liên quan với cô phải không? Hiện có tương đương 90 chương đã được dịch mặt cười, nếu ai muốn mua giá rẻ ủng hộ dịch giả thì gửi gmail, tttukidmsa.gmail.com nhé. Tưởng Vĩ Quốc cũng xúc động phẫn nộ đi đến trước mặt cô, nhìn cô giống giật nói. Không phải cô mới cùng nó đi ra ngoài không đến bao lâu sao? Tại sao bị xe tông? Vẻ mặt đường khả hình run rẩy, bắp thịt trên khuôn mặt khổ sở co giật, nước mắt từng viên nhỏ xuống, đau lòng, khổ sở sụp đổ khóc nói, lúc chưa chúng con đi ra, mới vừa nói xong chuyện không đến bao lâu, con một mình trở về, không ngờ con đi ra trước công viên, đi tới ngã tư đường, một chiếc Ferrari màu đỏ thấm sắp đụng vào con, tổng giám đốc tưởng vì cứu con, đẩy con ra, bản thân mình bị xe đụng. Chấm ngoặc kép, tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nhi nghe xong lời này, lập tức đau lòng kinh hãi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, đường khả hình khổ sở cúi đầu, rơi lệ ái náy nói xin lỗi. Tưởng Vĩ Quốc nóng mắt, lập tức giận giữ nhìn cô. Ánh mắt của Diệp Mạn Nghi cũng kích thích mấy phần tức giận, nhớ tới ván cờ ngày hôm qua, bộ dáng con trai cầu xin, bà cắn răng nghiến lợi nói cô. Cô có mục đích gì? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, mất hồn, kinh ngạc, rơi lệ nhìn bà. Cô làm như vậy là vì hạo nhiên chứ? Thiên lỗi của tôi chết rồi, hoàn cầu đều là của nhà họ trang bọn họ đấy. Chấm than ngoặc kép. Diệp Mạn Nghi đã hoàn toàn mất lý trí, nhìn Đường Khả Hinh tức giận nói, nói không chừng, tất cả chuyện này đều là cô lập kế hãm hại nó. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, uất ức lắc đầu, sụp đổ bật khóc nói, con không có, con không có. Con không thể nào làm như vậy, con không biết làm chuyện này, con thề với trời, con hy vọng anh ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai. Gì không thể nói con như vậy? con tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện không có lương tâm. Nếu muốn mạng của con, gì giết con đi, gì giết con đi, chỉ cần mạng của con có thể trả lại mạng cho anh ấy, con sẽ trả lại. Cô chết có gì đáng tiếc, chấm than ngoặc kép, Diệp Mạn Nghi cảm thấy tức giận, không nói hai lời liền vung tay lên, cắn răng vung trên mặt của cô, hung hăng tát một bà tai. Chát, một tiếng, vang dội cả hành lang. Đường khả hình khổ sở quay mặt đi, nước mắt tuôn ra tại sao cô muốn cho con tôi ngăn tai nạn chết thay cho cô? Diệp Mạn Nghi lại đau lòng vung tay lên, ra sức tát trên mặt của cô một bạt tai. Trên mặt đường khả Hinh đau rát, nhưng vẫn chỉ khổ sở nức nở. Nếu như nó có chuyện gì, cô có mấy cái mạng cũng không bồi thường nổi cho nó. Tiễn người, chấm than ngoặc kép, Diệp Mạn Nghi nói xong, vẫn oán hận khó hiểu, lại cắn răng vung tay lên, tát một bạt tai trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đường khả Hinh, lạnh lẽo rơi lệ, Vừa nghẹn ngào cắn răng nói, cô trả mạng cho con trai tôi. Sao cô không chết luôn đi? Cả hành lang đều là âm thanh tát vào mặt. Các y tá hoảng sợ đến đứng ở một bên, tất cả đều có chút đồng tình hoảng sợ nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh bị đánh đến đau đớn khó chịu, lỗ tai kêu ong ong, nhưng cũng không nhúc nhích rơi lệ, giống như đã không biết đau đớn trên thế gian này. "Mẹ." Tưởng Tuyết Nhi giấy dụa thoát khỏi bị người giúp việc kiềm chế, đi tới mẹ bên cạnh, nắm chặt tay của mẹ mắt to lộ ra bi thương hiếm thấy, nói, không nên đánh chị. Cô ta không phải chị của con, cô ta là một con quỷ. Chấm than ngoặc kép, Diệp Mạn Nghi lại cắn răng nghiến lợi nhìn đường khả hình, lại tắt một bà tai trên khuôn mặt cô. Đường khả hình lệch mặt đi, rốt cuộc khóe miệng tràn máu tươi, hòa vào nước mắt chảy xuống khuôn mặt trắng nõn. Vĩ quốc, chấm than ngoặc kép, đăng trước một giọng nói truyền đến. Tưởng Vĩ quốc và Diệp Mạn Nghi, hai người đồng thời xoay người, lập tức nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ, Ân Nguyệt Dung, còn có Trang Ngải Lâm nhanh chóng đi về phía bên này, Trang Tĩnh Vũ càng đau lòng hỏi: "Thiên Lỗi ra sao?" Tưởng Vĩ Quốc nhìn thấy Trang Tĩnh Vũ, trong cơn giận dữ, liền cắn răng nghiến lợi nói: "Nếu như không phải ông nêu ý kiến để cho cô ấy lựa chọn, sợ rằng cô ấy sẽ không đi quấy rầy con tôi. Hiện tại Thiên Lỗi vì cô ấy mới bị xe đụng, nằm ở phòng cấp cứu sống chết không rõ. Nếu như con tôi xảy ra chuyện gì, tôi muốn cả nhà các người chôn theo." chấm than ngoặc kép giọng ông tức tối nói xong thân thể run rẩy trang tính vũ và ân nguyệt dung nghe vậy lập tức hoảng sợ biến sắc trang ngải lâm càng đau lòng nhìn đường khả hinh hư mềm đứng ở giữa hành lang cả người ướt đẫm khuôn mặt sụp đổ tái nhợt má trái lại xương đỏ đáng thương khóe miệng dịn tia máu và nước mắt cùng nhau chảy xuống khả hinh sốt cuộc xảy ra chuyện gì không phải mới trò chuyện một chút sao trang tính vũ cũng gấp gáp cùng vợ đau lòng đi tới trước mặt cô hỏi đường khả hình chỉ đau lòng, mệt mỏi rơi lệ, cũng không nói được lời nào. Đúng vậy, mau nói cho gì, đã xảy ra chuyện gì? Chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung cũng đau lòng bưng khuôn mặt cô sưng đỏ, hỏi. Đừng hỏi nữa, chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm là người sáng suốt nhất trong mấy người, cô vội vã gấp gáp nói, hiện tại tình hình quan trọng nhất chính là thiên lỗi đã xảy ra chuyện. Viện trưởng đi vào chưa? Sốt cuộc người ra sao? Cửa phịch một tiếng mở ra. Mới vừa đi vào, viện trưởng nghiêm túc đi ra. chương 627, một giọt lệ. Viện trưởng, con tôi ra sao? Diệp Mạn Nghi lập tức cùng mọi người đi đến trước mặt viện trưởng, hai mắt nổi lệ khổ sở hỏi. Đường khả hình cũng lập tức ngẩng đầu, lên đôi mắt đẫm lệ, nóng nảy đau lòng nhào tới, gấp gáp nhìn ông ta. Sắc mặt của viện trưởng nặng nề, thở dài một cái, lắc đầu một cái nói, tình huống không lạc quan, bởi vì thân thể bị tông quá mạnh, gãy bảy xương xương, tình trạng xuất huyết ở bên trong rất nghiêm trọng, đầu cũng phải lập tức tiến hành phẫu thuật mở não lấy mảnh vỡ. Hiện tại chuyên gia toàn thành phố đang chạy tới đây, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực xử lý, nhưng mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất cứ lúc nào bệnh nhân cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Diệp Mạn Nghi lập tức khiếp sợ nhìn viện trưởng, tay đè chặt lồng ngực phập phồng, chấp hai mắt hỏi, bất cứ lúc nào cũng có thể cái gì. Mạn Nghi, chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc đau lòng ngăn cản vợ, buông tay, chấm than ngoặc kép, bà tức giận đẩy tay chồng ra. Viện trưởng chỉ đành phải ngẩng đầu lên, nhìn bà bất đắc dĩ nói, tổng giám đốc tưởng bị tông quá nặng, người nọ giống như muốn lấy tính mạng của cậu ấy. Chấm ngoặc kép, Diệp Mạn Nghi cảm giác khổ sở, đau đến hít thở không thông, tức giận, lập tức lại xoay người, mười ngón tay nắm chặt đường khả hình. Nóng mắt khổ sở nói chính là cô. Chính là cô muốn mạng của con trai tôi. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh đau khổ rơi lệ nhìn Diệp Mạn Nghi lắc đầu, khóc nói, không có. Con không có, chấm ngoặc kép. Mạn Nghi, trang tính vũ đau lòng nhìn Diệp Mạn Nghi bất đắc dĩ nói, bà đừng đối với Khả Hinh như vậy. Cô ấy không phải đứa bé như thế. Làm sao ông biết cô ta là đứa bé như thế nào? Trong lúc nhất thời Diệp Mạn Nghi đã mất hết lý trí nhìn trang tính vũ, khổ sở chỉ vào đường Khả Hinh nói, nếu như tối hôm qua cô ta xuất hiện, hôm nay tất cả đều sẽ không xảy ra chỉ là một điệu nhảy không hơn. Cô ta cố ý, cô ta muốn hãm hại thiên lỗi nhà tôi. Cô ấy hãm hại thiên lỗi nhà bà làm gì? Hai mắt trang tính vũ nóng lên, gầm lên, ý của bà là cô ấy hãm hại thiên lỗi nhà bà, cô ấy có thể cùng hạo nhiên nhà chúng tôi ở chung một chỗ. Chẳng lẽ không có khả năng này sao? Diệp Mạn Nghi giận dữ hỏi. Ý của bà là, người nhà họ trang chúng tôi cố ý bày ra chuyện này, sau đó trở thiên lỗi chết. Chấm than ngoặc kép. Trang tính vũ lại đau lòng nói, sau đó tất cả đều là của nhà họ Trang chúng tôi. Chấm than ngoặc kép. Tưởng Vĩ quốc ngẩng đầu lên nhìn Trang tính vũ một cái, liền vô cùng phiền lòng nói, được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Ân Nguyệt Dung cũng bất đắc dĩ đau lòng đỡ nhẹ Đường Khả Hinh, mang theo vài phần tức giận nói, mặc kệ như thế nào, vào lúc này bà cũng không nên nghi ngờ đứa bé này. Hiện tại cô ấy có thể khổ sở hơn so với bất cứ ai. Đường Khả Hinh khổ sở rơi lệ khổ sở hơn so với bất cứ ai. Diệp Mạn Nghi lập tức tức giận đi tới trước mặt của Ân Nguyệt Dung, đau lòng nói, nếu như người nằm ở bên trong là Hạo Nhiên, các người còn có thể vì cô ta nói một câu như vậy sao? Khổ sở hơn so với bất cứ ai, con trai là núm ruột trên người tôi cắt ra, ngay cả tôi rất có thể không nhìn được nó sống một lần cuối cùng. Vào lúc này bà lại nói thống khổ nhất là cô ta. Cả nhà TTL đều là thứ người không ưa được. Sắc mặt của Ân Nguyệt Dung nhanh chóng tái nhợt đau lòng gọi mạn nghi. Chấm than ngoặc kép, đó là con trai của tôi. Chấm than ngoặc kép, Diệp mạn nghi lập tức vỗ lồng ngực, kích động nhìn ân nguyệt sung, sắc mặt run rẩy rơi lệ nói, đứa bé ưu tú nhất của nhà họ tưởng. Vì cái nhà này, vì tập đoàn bỏ ra tất cả, bao gồm tình yêu của chính mình. Chấm than ngoặc kép, Diệp mạn nghi xúc động phẫn nộ, chợt cảm thấy dâng lên khổ sở mãnh liệt, nói còn chưa dứt lời, bởi vì không ức chế nổi bi thương, thân thể nhất thời hư mềm, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mạn Nghi chấm than ngoặc kép, mọi người cùng nhau khiếp sợ, đau lòng nhào tới, mấy người lớn lập tức ôm chặt bà, Trang Ngải Lâm cũng lập tức tiến lên, đỡ Diệp Mạn Nghi, nhìn mấy y tá, hai mắt bốc cháy quá to, chết à. Không thấy người đã xảy ra chuyện sao? Còn không tới đây cho tôi, lập tức mở phòng bệnh, gọi bác sĩ. Chấm than ngoặc kép. Mau mau gọi bác sĩ. Chấm than ngoặc kép, viện trưởng cũng vội đi tới gấp gáp kêu to, lập tức thông báo bác sĩ phòng cấp cứu tới đây. Nhất thời, xung quanh như chiến trường hỗn loạn, mọi người cùng nhau gấp gáp đỡ Diệp Mạn Nhi đi khỏi. Chỉ có Đường Khả Hinh, sắc mặt cô tái nhợt, lập tức ngã xuống đất, rơi lệ lắng nghe những lời nói của Trần Mạn Nhi, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, đã khóc đến mờ mịt, hoàn toàn mất lý trí, chỉ ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, giống như thượng đế cũng cướp mất linh hồn của mình. Hai mắt buồn bã nhìn tới trước lộ ra đau thương thất thường. Không có bất kỳ người nào đồng tình với cô gái này, đối với tình yêu, cô không thể từ chối, cô cũng không thể tiếp nhận, cô giống như người bấp bênh, bị vận mệnh đánh một kích không chịu nổi. Lời editor, tôi cũng không đồng tình, đây là cái giá mà đờ cây phải trả cho sự do dự, ửa mơ, nửa vời của cô, thậm chí tôi rất ác cảm với cách sống của đờ cây ngay từ đầu, tại sao lúc đánh cờ cô không phản ứng, cô có phải là rẻ rách đâu mà để mặc người sắp đặt. Thần chí cô mơ hồ nhìn xung quanh, trên mặt kéo một nụ cười khổ, nước mắt từng viên lăn xuống. Từng viên rơi trên mặt đất, cũng không sánh bằng trời mưa to rào rào bên ngoài bệnh viện. Một tiếng sấm sét rung chuyển trời đất vang lên. Cây cối ở trong mưa lay động rất lợi hại. Một chiếc Audi PP màu trắng, từ đàng xa nhanh chóng chạy tới, tốc độ 360 km/h ở trước đài phun nước bệnh viện, kịch liệt xoay một xoay tròn, cuối cùng két một tiếng ngừng lại. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đẩy cửa xe ra, đi xuống, đội gió mưa phịch một tiếng đóng cửa lại, nhanh chóng vòng qua cửa bệnh viện, chạy như bay đến phòng cấp cứu, cả người nhanh chóng ướt đẫm, hai mắt nóng bỏng hiện lên mấy phần đau lòng, nhớ tới mới vừa ở nhà nhận được điện thoại của chị, nói tưởng thiên lỗi vì cứu Khả Hinh mà bị chiếc Ferrari tông mạnh, hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu sống chết không rõ, muốn anh nhanh qua đây. Trái tim như bị người đập một búa. Trang Hạo Nhiên thở dài một cái, nhớ tới cuộc cãi vả ở phòng ăn hôm nay, ánh mắt tưởng thiên lỗi khổ sở tức giận, vẻ mặt đường khả hình bất đắc dĩ, anh lại cảm thấy hối tiếc thở dài một cái, tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Hành lang cong cong màu trắng thật dài, giống như dài vô tận, chỉ còn lại tiếng bước chân rồn rập. Trang hạo nhiên vừa chạy thật nhanh vào hành lang phòng cấp cứu, vừa đau lòng nhìn trước mặt, rốt cuộc dừng bước lại, nặng nề thở gấp một hơi, nhìn trước cánh cửa lớn phòng cấp cứu sáng ngọn đèn đỏ, có một bóng dáng cô đơn mà yếu ớt, cô ngã trên mặt đất tóc ướt đẫm rũ xuống sắc mặt tái nhợt còn dính vết máu đỏ tươi hai mắt nổi lệ cúi đầu nhìn sàn nhà lạnh lẽo không khí mông lung và thê lương như khói xương tản ra anh lập tức đau lòng nhìn cô đường khả hinh giống như đã chết sắc mặt như cho tàn hai mắt khẽ chớp nước mắt không ngừng chảy xuống trang hạo nhiên cắn chặt răng cố đè nén xúc động mãnh liệt nắm chặt quả đấm từng bước từng bước đi tới cô khả hinh chấm ngoặc kép anh nhẹ nhàng đứng ở trước mặt cô, nghiêng mặt đau lòng nhìn cô, lúc này mới phát hiện má trái cô sưng đỏ, khóe miệng dịn tia máu, hai mắt anh nghi ngờ khổ sở chợt lóe, lập tức vươn tay muốn chạm nhẹ khuôn mặt sưng đỏ của cô. Đường khả hình đột nhiên cúi đầu, sợ hoảng sợ tránh ánh mắt anh, chỉ thở gấp, lo sợ luống cuống. Trang hạo nhiên đau nhìn bộ dáng cô, hai mắt lóe lên ánh sáng đau lòng mâu thuẫn, lại muốn vươn tay đỡ cô. Đường khả hình tức lập tức giống như người kinh hoàng mất hồn trí, né tránh anh chạm tới, đôi môi mím chặt, mặc cho nước mắt chảy xuống, hàng ngàn lời nuốt ở trong cổ họng, đau đến hít thở không thông, muốn nói nhưng không thốt nên lời. Hai mắt trang hạo nhiên rưng rưng, nhìn bộ dáng cô, đau lòng gật đầu. Thân thể đường khả hình nhanh chóng run rẩy, bắp thịt trên khuôn mặt chợt co rúm, cười như không cười, giống như khóc không phải khóc, thần chí thất thường chống mặt sàn, chậm rãi xê dịch về cạnh cửa phòng cấp cứu, mặt dán vào tường, nước mắt dọc theo cánh cửa nhỏ xuống. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, cắn chặt răng đè nén xúc động mãnh liệt, khổ sở nói anh tình nguyện bị tông là anh. Nếu như có thể, có được một giọt nước mắt của em, chấm ngoặc kép, đường khả hình cắn răng, tay vịn chặt cánh cửa kia, run rẩy nắm thành quả đấm, trên mặt co quắp khổ sở, mặc cho nước mắt chảy xuống. Trang hạo nhiên chậm rãi đứng dậy, đau lòng tuyệt vọng nhìn cô gái trước mặt, rơi lệ ngã ở trước một cánh cửa khác giống như một chút mùi hoa đón mùa lãng mạn tỏa ra mà một chút mùi hoa này cuối cùng không phải vì mình bởi vì anh hiểu quá khứ ngọt ngào của hai người cũng chỉ là một chút may mắn ẩn ở trong khe hở số mạng mà tình yêu cuối cùng rồi sẽ đi về phía nơi nào chúng ta không thể lựa chọn tình yêu thật ra chính là một ván cờ số mạng giống như một cái bẫy một cái bẫy tàn nhẫn người yêu ơi em có biết mùa hè sắp tới hoa nho nở, rượu đỏ trong thùng dưới hầm đất sâu sẽ như thế nào? Nó sẽ bởi vì một chút mùi hoa này mà sôi trào. Tiếng thầm thì của dịch rượu vang lên, từ từ tràn ra, dọc theo mép thùng rượu, giống như nước mắt tuôn xuống. Trang hạo nhiên, người đàn ông kiên nghị này chậm rãi xoay người, dọc theo đường lúc đến đi tới, hai tròng mắt ẩn nhẫn thâm tình, cuối cùng chảy xuống một giọt lệ vì tình yêu trong cuộc đời anh. chương 628, trột dạ. Thời gian từng giờ trôi qua, mưa to điên cuồng rơi xuống ảo ảo, cho đến khi bầu trời trong lại. Ánh đèn phòng cấp cứu, từ giữa trưa tới 8 giờ tối vẫn sáng, vô số chuyên gia tới tới lui lui ra vào, sắc mặt mọi người nghiêm túc. Người nhà họ tưởng và người nhà họ trang đang lo lắng chờ đợi, đường khả hình lại như người bị cuộc đời vứt bỏ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiêu tụy ngây ngô ngồi xổm ở bên cạnh ghế dựa, đầu dựa vào tường, sợi tóc vẫn rũ xuống khuôn mặt của cô, ánh mắt mờ mịt đáng thương, nhìn tới trước. Trang Hạo Nhiên cùng với cha mẹ ngồi ở bên cạnh, sắc mặt nặng nề và lo lắng, thỉnh thoảng chuyển mắt nhìn cô gái kia. Trang Ngải Lâm nhìn em trai một cái, lập tức dùng sắc mặt ra hiệu cho anh. Trang Hạo Nhiên hiểu ý, không thể làm gì khác, thở mạnh một hơi, nhìn ánh đèn phòng cấp cứu. Đèn chợt tối. Mọi người lập tức gấp gáp kinh ngạc đứng dậy nhào tới trước, Đường Khả Hinh cũng lập tức chống mạnh tay trên mặt sàn, mệt mỏi đứng lên, thở gấp đi về phía cửa chính phòng cấp cứu. Rốt cuộc viện trưởng dẫn cả đám giáo sư, mặc đồng phục giải phẫu, mang khẩu trang đi ra. "Viện trưởng, con tôi ra sao?" Tưởng Vĩ Quốc ôm lấy bà vợ không đến bao lâu đã tỉnh lại, lập tức tiến lên, nhìn viện trưởng, căng thẳng hỏi. Mọi người cũng thiết tha nhìn ông ta. Viện trưởng bình tĩnh tháo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười, thở dài, mới nói, "Có lúc, thật không thể không cảm thán, khi chúng tôi đã cố gắng xong" tất cả phải dựa vào bản thân người đó. Cảm ơn bản tính kiên cường tổng giám đốc tưởng, lúc phẫu thuật mấy lần trải qua nguy hiểm, cũng bình an đi qua. Phẫu thuật rất thành công, bây giờ cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, mọi người có thể yên tâm. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe xong, tất cả đều mãnh liệt thở vào nhẹ nhóm, nhất là Diệp Mạn Nghi và tưởng Vĩ Quốc, hai mắt lập tức tràn ra nước mắt, cười biết ơn, nhìn viện trưởng vô cùng cảm ơn, nói cảm ơn ông viện trưởng cảm ơn các vị giáo sư bác sĩ đường khả hình cũng dưng dưng thở dài nở nụ cười nhớ tới mới vừa rồi một phút một giây cũng dài giống như một thế kỷ nặng nề đầu óc của cô giống như thiếu dưỡng khí nhanh chóng muốn ngã xuống nhưng vẫn cố chống đỡ lúc nào tôi có thể gặp được con trai của tôi diệp mạn nghi vội vàng kích động rơi lệ nhìn bác sĩ tổng giám đốc tưởng mới vừa tiến hành phẫu thuật xong thuốc mê chưa tan nên vẫn phải ở phòng chăm sóc đặc biệt được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, hôm nay phải cách ly, cho từ lối đi phòng giải phẫu, trực tiếp đẩy cậu ấy tới phòng VIP, hiện tại mọi người có thể đi nhìn. Viện trưởng mỉm cười nói. Mọi người cùng nhau mỉm cười, rối rít kích động bước đi. Đường khả hình cũng kích động muốn đi về phía trước. Diệp mạn nghi đang được chồng ôm lấy, lạnh lùng ngừng lại, tức giận nhìn đường khả hình, nói cô còn có mặt mũi ở chỗ này. Cô chê con trai tôi không có chết, muốn hại nó lần thứ hai phải không? Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận muốn tiến lên. Trang Ngải Lâm lập tức nắm chặt tay em trai, móng tay ngắt vào trong thịt của anh. Đường Khả Hinh uất ức bất đắc dĩ dưng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mạn Nghi, trong lòng chua xót van xin nói con chỉ muốn nhìn anh ấy. Cũng chỉ liếc anh ấy một cái. Chấm ngoặc kép. Mạn Nghi, Trang Tính Vũ cũng lập tức nói, mặc dù nói thiên lỗi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng trước lúc nó gặp chuyện không may, vẫn lo an nguy cho Khả Hinh, nếu như bà để cho cô ấy đi, thiên lỗi nhớ tới khả hình, nhìn không thấy, đối với thân thể của nó cũng có ảnh hưởng. Diệp Mạn Nghi nghe nói như vậy, tạm thời im lặng. Ánh mắt tưởng vĩ quốc chợt lóe, liền đưa ra quyết định nói, để cho cô ấy đi. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tưởng vĩ quốc. Diệp Mạn Nghi không muốn nói chuyện, lạnh lùng xoay người đi về phía trước, tưởng vĩ quốc cùng Tuyết Nhi cũng bước đi, người nhà học trang đi theo sau, Lúc này Trang Ngải Lâm mới đi đến bên cạnh Đường Khả Hinh, tay nắm chặt cổ tay của cô, nói khẽ cô phải tha thứ một chút, tưởng phu nhân không phải là người bình thường, cô vẫn còn làm việc và thi đấu ở hoàn cầu, còn có sự nghiệp của cô, không nên tùy ý lộ ra ý nghĩ của cô. Bà ấy không tiếc bất cứ giá nào để cho cô biến mất khỏi thế giới này. "Em biết rõ." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mệt mỏi nói. Trang Ngải Lâm lập tức quay đầu lại, nhìn bộ dáng tiểu tụy của Đường Khả Hinh thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Phòng chăm sóc đặc biệt, trước vách tường thủy tinh trong suốt. Mọi người đi tới trước cửa kính, vẻ mặt kích động nhìn vào bên trong. Đôi tay đường khả hình chống nhẹ trước cửa kính, nhìn tường thiên lỗi bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên chán quấn vải băng, đắp chăn dày cộm nặng nề, nằm ở trên giường bệnh, xung quanh vang lên âm thanh máy điện tâm đồ, lại chìm vào ngủ say. Hai tròng mắt của cô kịch liệt đỏ bừng, nóng lòng nhìn người đàn ông bên trong phòng bệnh, nhớ tới anh ở trong mưa đẩy mình ra, thân thể bị tông mạnh hộp máu, cảm xúc của cô mãnh liệt xáo trộn, nhìn anh thật sâu. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, cũng đau lòng quay đầu nhìn cô. Đường khả hình lại dịu dàng nghiêng mặt nhìn khuôn mặt kiên nghị của tưởng thiên lỗi, lộ ra một chút màu hồng sự sống, lúc này mới giống như không còn ở trong ác mộng, anh vẫn sống. Trong thân thể cô dâng lên cảm giác đau xót hai mắt đỏ bừng lại không khỏi cảm thấy cuộc sống quá ảm đạm mệt mỏi, chỉ nhìn thật chặt người đàn ông trong phòng bệnh, trong lòng thầm cầu nguyện, chỉ cần anh vui vẻ là được, đừng bỏ ra bất cứ chuyện gì vì em. Trang hạo nhiên mất mát khổ sở nhìn cô. Được rồi, suốt cuộc thiên lỗi không sao, chúng ta cũng yên tâm. Trang tính vỗ thở vào một hơi, nhìn tưởng thiên lỗi bên trong bức tường thủy tinh, đang ngủ say, ông nói với tưởng Vĩ Quốc nói, Vĩ Quốc, rằng có cả ngày, hai người cũng mệt mỏi, Tuyết Nhi cũng mệt mỏi, không bằng đi nghỉ ngơi đi, tôi để Ngải Lâm và Hạo Nhiên ở chỗ này coi chừng. Chấm ngoặc kép. Không, tôi muốn ở cùng với con trai của tôi. Diệp Mạn Nghi chua xót kích động rơi lệ nhìn con trai bên trong bức tường thủy tinh, lại xúc động dữ dội, cho rằng đời này không nhìn thấy anh được nữa. Như thế nào đi nữa cũng phải cẩn thận nghỉ ngơi, nếu như bà ngã xuống, nó tỉnh lại cũng không nhìn thấy được. Trở về đi, chấm ngoặc kép bản thân trang tính vũ cũng hơi có vẻ mệt mỏi, nói. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, ân Nguyệt Dung cũng gấp nhìn về phía Diệp Mạn Nhi, bất đắc dĩ nói, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Tôi đưa bà đi, chấm ngoặc kép, mới vừa dứt lời, không đến bao lâu, phía trước chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Cấp dưới của tưởng thiên lỗi, ba phó tổng giám đốc, thẩm quân dụ, Trần Tuấn Nam, Tiêu Nại, thư ký Đông Anh, còn có bốn người lâm sở nhai cùng tiêu đồng cũng mới vừa chủ trì xong cuộc họp quan trọng hôm nay lo lắng chạy tới sau lưng còn đi theo ba viên cảnh sát lão đại tổng giám đốc tưởng không có sao chứ lâm sở nhai nhớ tới chuyện ở trong phòng ăn nhân viên hôm nay trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trang hạo nhiên hỏi không sao chấm ngoặc kép trang hạo nhiên mệt mỏi nói tất cả phó tổng nhất thời thở phào nhẹ nhóm đông anh quan tâm tưởng thiên lỗi nhất Hai tròng mắt của cô dương dưng nghẹn ngào nói, tại sao đột nhiên bị xe tông? Là cố ý hay? Chấm ngoặc kép. Chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát tổ trọng án khu Tây. Ba viên cảnh sát đồng thời đưa thẻ ngành, nhìn mọi người nói, chúng tôi nhận được tin báo án, nói ở công viên Hoa Anh Đào có người bị xe đụng. Vừa rồi chúng tôi cùng pháp y đến hiện trường tìm hiểu tình huống, từ vết xe trên đường, cùng phân tích tình trạng hiện trường vụ án, to gan đặt ra, đây là một âm mưu ám sát mọi người cùng nhau căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn anh ta đường khả hình cũng lập tức kích động lạnh lẽo nhìn ba viên cảnh sát có âm mưu ám sát khuôn mặt trang hạo nhiên đông lại hai mắt mãnh liệt trợt lóe nắm chặt quả đấm nói phân tích vụ án như thế nào tình huống cụ thể còn chờ báo cáo mới có thể giải thích cho các vị hiện tại chúng tôi muốn tới hỏi đường tiểu thư mấy vấn đề tại hiện trường lúc ấy ba viên cảnh sát nghiêm túc nói mọi người đều nhìn đường khả hình Đường khả hình cũng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cảnh sát, gấp gáp nói, mời ngài hỏi. Tôi nhất biết gì nói nấy không lừa gạt. Cảnh sát cất bước đi về phía đường khả hình, đầu tiên nhìn cô thật kỹ, mới nhàn nhạt hỏi, chúng tôi tìm hiểu tình huống, các người đến công viên Hoa Anh Đào vào lúc 12 giờ 50 phút. Hai mắt đường khả hình lóe lên, suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm. Cảnh sát gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi, lúc ấy trên đường đến công viên Hoa Anh Đào, cô có phát hiện người hoặc xe khả nghi theo dõi mọi người hay không? Đường khả hình nhàn nhạt suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Khi đó, cảm xúc hai người cũng cực độ minh mông, làm sao có thể chú ý những thứ này? Cảnh sát quay đầu, lại nhìn mọi người nói, chúng tôi biết được, tổng giám đốc tưởng bị một chiếc Ferrari màu đỏ thấm tông chúng. Dưới tình huống bình thường, nếu như có âm mưu gây án, cũng không thể lợi dụng màu sắc nổi bật như vậy dễ làm người khác chú ý, trừ khi người đó căn cứ vào mức độ tình trạng bị kích thích mới quyết định hành động, nhưng tôi đã hỏi nhân viên quản lý công viên, lúc 12 giờ 10 phút tới 5 giờ chiều cũng không có nhìn thấy bóng dáng chiếc Ferrari màu đỏ. Không nhìn thấy, nếu các người không nhìn thấy là xác định không có hay. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên hỏi tiếp. Cảnh sát suy nghĩ một chút, ngay lập tức nhìn Đường Khả Hinh nói, "Đường tiểu thư, chúng tôi có rất nhiều giả thuyết, cần cô phối hợp phân tích hoàn cảnh." có thể mời cô đến hiện trường một lần không? chúng tôi muốn dựng lại tình huống lúc đó. chấm ngoặc kép thân thể đường khả hình rét lạnh run lên. diệp mạn nghi lạnh lùng nhìn cô nói thế nào? trột dạ à? gì? chấm ngoặc kép trang ngải lâm tiến lên một bước mỉm cười nhìn về phía diệp mạn nghi dàn xếp ổn thỏa nói con biết rõ hiện tại tâm trạng của dì vô cùng kích động nhưng diêm vương muốn thu người cũng phải có sổ sinh tử mọi việc phải có chứng cứ nếu quả thật do khả hình làm mỗi người chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho cô ấy, nhưng chuyện này, rõ ràng vẫn không đáng tin, tại sao gì muốn châm trích như vậy. Như vậy thật không tốt, dù sao cô ấy là người trong lòng của thiên lỗi, thiên lỗi cũng không thích người mẹ yêu quý nhất và cô gái mình yêu nhất có xung đột nào. Bây giờ cảm xúc của mọi người cũng cực độ sụp đổ và mệt mỏi, bao gồm cô gái này, cho cô ấy một chút thời gian, phối hợp với cảnh sát hành động. chương 629, chấp nhận. Sáng sớm hôm sau, phải đến hiện trường dựng lại vụ án. Mọi người bởi vì quá mức mệt mỏi, cũng dối giết im lặng đi khỏi, bao gồm Diệp Mạn Nghi và tưởng Vĩ Quốc vì con trai mà hao tổn tâm tư, tưởng Tuyết Nhi ôm gấu bông, quay đầu nhìn đường khả hình ở xa xa vẫn một thân một mình, đứng ở trước phòng săn sóc đặc biệt, nhìn tưởng thiên lỗi bên trong, dáng vẻ lộ ra mệt mỏi và tiêu tủy. Chị, tưởng Tuyết Nhi đột nhiên lặng lẽ tránh thoát cánh tay cha, chậm rãi đi đến trước mặt của đường khả Hinh. Đường khả Hinh trước mắt, quay đầu mệt mỏi nhìn tuyết nhi tưởng tuyết nhi mở to đôi mắt ảo mộng nhìn đường khả hinh dịu dàng giống như đứa bé nói đừng tiếp xúc với hoa hồng không nên chấm ngoặc kép đường khả hinh ngạc nhiên nhìn cô tưởng tuyết nhi không nói gì nữa vội vàng xoay người đi theo cha mẹ đã đi xa đường khả hinh nhìn bóng lưng tưởng tuyết nhi đi xa suy nghĩ tới lời cô mới nói nghi ngờ lời của cô liền theo bản năng rỗi ngón tay ngửi nhẹ đầu ngón tay một cái còn lưu lại mùi thơm sữa tắm hoa hồng ngày hôm qua. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lãnh mạc hàn đứng ở một bên, nhìn về phía người nhà họ trang còn chưa đi khỏi, nghi ngờ nói có thể có quan hệ đến khả hình bị đâm lần trước hay không. Trang hạo nhiên đỡ mẹ đứng ở một bên, sắc mặt cũng đông lại. Chuyện lần trước, không phải tổng giám đốc tưởng vẫn luôn điều tra sao? Lâm sở nhai nhìn bọn Trần Tuấn Nam, nghiêm túc hỏi. Trần Tuấn Nam chậm rãi gật đầu, Nói chuyện Đường tiểu thư bị đâm lần trước, tưởng tổng hạ lệnh đã phái người vẫn điều tra đến bây giờ, nhưng hoàn toàn không có manh mối. Chấm ngoặc kép. Hoàn toàn không có manh mối. Tô Lạc Hoành cũng nghi ngờ nhìn anh, nói, "Lưới trời tuy thưa, người gây án không thể nói biến mất liền biến mất chứ." Đường Khả Hinh đứng ở một bên, mệt mỏi không lên tiếng, bởi vì sau đó cảnh sát cũng tới hỏi mình tình huống lúc ấy, cô đã nói hết chuyện mình biết cho cảnh sát. Trần Tuấn Nam cũng hết sức khổ não chuyện này nói, kẻ gây án rất có kinh nghiệm, chọn lúc trời mưa to mới ra tay, phải biết gây án lúc trời mưa, dấu vân tay hoặc dấu vết tại hiện trường cũng sẽ bị trôn lấp hoặc tẩy rửa, cho nên đây là vấn đề khó khăn rất lớn của cảnh sát, nhưng có một chuyện có thể khẳng định. Mọi người cùng nhau nhìn anh. Trần Tuấn Nam cũng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, chậm rãi nói, chính là người này hết sức quen thuộc kiến trúc và hoàn cảnh của bệnh viện. Hết sức quen thuộc bệnh viện. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn anh. Đúng vậy, Trần Tuấn Nam khẽ gật đầu, nói, lúc ấy tập đoàn Á Châu chúng tôi xây dựng bệnh viện cao cấp này đã nghĩ tới phục vụ cho khách tham dự hội nghị tại khách sạn và câu lạc bộ, cùng căn hộ cao cấp gần đây nhất công ty địa ốc xây dựng cho tập đoàn chúng tôi. Như vậy nơi này cũng thuộc về một trong những công trình của tập đoàn Á Châu chúng tôi. Lúc ấy Tổng Giám Đốc Tưởng ra lệnh, nhất định phải xây bệnh viện sang trọng nhất thành phố, cho nên kỹ sư thiết kế. Chấm ngoặc kép. Văn phong. Trang Hạo Nhiên nói nhanh tên của người này. Trần Tuấn Nam gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy cậu chủ tưởng tiếp nhận xây dựng bệnh viện này, phát huy trọn vẹn trí tuệ và tài năng của mình, cố ý tính toán khu rừng dừa và bụi cây thấp ở phía trước bệnh viện, cách bài trí địa hình xây dựng giống như mê cung, nó sẽ đón lấy ánh mặt trời, phát ra màu xanh khác nhau, có thể che ánh sáng rất tốt, hơn nữa chỉ có rất ít người nhà họ tưởng và tôi biết, cách bài biện rừng cây này có thể tránh được camera. Nhưng, chấm ngoặc kép, cái gì mọi người cùng nhau nhìn anh hỏi trần tuấn nam bất đắc dĩ nói chúng tôi vì bảo đảm bệnh viện được theo dõi chặt chẽ các bệnh nhân có thể an tâm ở lại chúng tôi lại nghiên cứu kiểm tra lại đối với từng rừng cây giống như mê cung lại đặt camera một lần nữa theo lý mà nói người kia không thể biến mất ở trong rừng cây như vậy trừ khi sau khi anh ta gây án quay trở lại bệnh viện một lần nữa ý của cậu là chấm ngoặc kép trang ngải lâm nghe cũng không khỏi cau mày nghi ngờ nói tên hung thủ này sau khi gây án có thể trở về bệnh viện đúng vậy trần tuấn nam gật đầu vậy lập tức tra điều màn hình giám sát xem trang ngải lâm nói trần tuấn nam bất đắc dĩ nở nụ cười nói đúng vậy nhưng biểu hiện màn hình giám sát sau khi đường tiểu thư chúng giao cũng không có người đi vào bệnh viện lúc đó hơn nữa bên ngoài bệnh viện cũng không có phát hiện người nào chấm ngoặc kép mọi người cùng nhau im lặng tổng giám đốc tưởng vì chuyện này hao tổn tâm tư thậm chí còn làm áp lực với thị trường có thể muốn đòi cho đường tiểu thư một công đạo thôi chấm ngoặc kép trần tuấn nam cười khổ nói đường khả hình sững sờ nghe lời này hai mắt khẽ lóe lên chậm rãi quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi bên trong phòng bệnh anh vẫn ngủ say trang tính vũ nhìn cô một cái liền trầm trọng nói mặc kệ như thế nào tập đoàn chúng ta xảy ra chuyện như vậy thật sự quá đáng sợ hạo nhiên lần này thiên lỗi gặp chuyện không may, con nhất định phải phối hợp với cảnh sát điều tra, bao gồm chuyện của khả hình lúc trước. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, im lặng gật đầu. Chúng ta trở về thôi, nơi này có bảo vệ và vệ sĩ, không có việc gì. Trang tính vũ mệt mỏi đỡ vợ, khuyên mọi người đi khỏi. Đường khả hình vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt nhìn tưởng thiên lỗi. Khả hình, trở về đi, cô chờ ở nơi này cũng vô ích, chấm ngoặc kép, Trang Ngải Lâm vẫn có chút đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn tưởng thiên lỗi ở bên trong bức tường thủy tinh, cũng không nhúc nhích. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, ngẩng đầu lên đau lòng nhìn cô. Ân Nguyệt Sung nhìn bộ dáng đường Khả Hinh, liền đau lòng tiến lên, mới vừa muốn khuyên cô. Trang Ngải Lâm lại nắm chặt cổ tay của mẹ, ý bảo đừng đi qua, chỉ nhắc nhở mọi người im lặng đi khỏi, thậm chí đẩy nhẹ em trai bước đi. Trang Hạo Nhiên im lặng đứng ở một bên, trái tim giống như nổ tung, đè nén một ngạt đau xót, nhưng chỉ đành phải chậm rãi xoay người, vẻ mặt cứng ngắc, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng kịch liệt, đi khỏi. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh khẽ co rúm, ánh mắt đau lòng chợt lóe, lại ở trước bức tường thủy tinh, nắm chặt quả đấm, đau lòng tràn lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, từ trong thân thể kêu phát một hy vọng thật sâu. Anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Cô gái này dần dần mệt mỏi, dọc theo tường thủy tinh trong suốt, lại ngã trên mặt đất, rất cô đơn ôm đầu gối, cúi đầu. Một chiếc Land Rover màu đen thắng gấp ở trước cửa bệnh viện. Tô Thủy Kỳ chỉ mặc sơ mi kẻ ô trắng đen đơn giản, quần tây màu nâu, nhanh chóng đi xuống xe, sắc mặt nặng nề, phịch một tiếng đóng cửa xe, nhớ tới cuộc điện thoại mới vừa nhận được, anh lập tức đau lòng thở dài một cái, xông vào bệnh viện, đi tới phòng chăm sóc đặc biệt lập tức nhìn thấy cuối hành lang xa xa có một cô gái đứng ở phía trước, rất cô đơn và không còn hơi sức. Tôi chính là ghét đờ cây ếch ở chỗ này, cứ phải làm cho người ta quan tâm chăm sóc, thì SN đau lòng vẫn phải nhờ ti cây tới chăm sóc. Anh dừng bước lại, nhìn cô, trong lòng đau nhói. Đường khả hình giống như mệt mỏi, rất nhanh ngủ thiếp đi, mặt dính vào trên đầu gối, khuôn mặt tiều tụy và tái nhợt. Tô Thụy bước thật nhanh đi tới trước mặt của đường khả hình, ngồi xổm xuống đau lòng nhìn cô vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô kêu nhỏ khả hinh đường khả hinh chậm rãi khẽ chấp hai mắt ngẩng đầu lên nhìn tô thủy kỳ giống như đứa bé mới sinh khẽ lộ ra nụ cười yếu ớt và đơn thuần vừa đến trên thế giới này nụ cười thật khổ sở thật khổ sở tô thủy kỳ đau lòng nhìn cô đường khả hinh cũng mỉm cười nhìn anh thân thể hư mềm giống như trôi trên mặt biển cuộn trào nhưng không nói được nên lời tô thủy kỳ nhìn vẻ mặt cô Lập tức bất đắc dĩ, đè nén đau lòng nói, trời ạ, à, rốt cuộc thế giới này, còn muốn nhét thứ gì cho em? Từ lúc khuôn mặt em bị phá hủy, cuộc đời của em cũng chưa có một ngày yên tĩnh, có lẽ em chỉ muốn bình an sống qua mỗi ngày. Nếu như có thể, anh tình nguyện không quen biết em trong thế giới chúng ta, em chỉ cần biết rượu đỏ của em là được, bởi vì em không phải là một cô gái dễ dàng bị cô đơn. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình ứa ra, nhìn anh, nở nụ cười nhàn nhạt từ trong thân thể yếu ớt khẽ thở ra mấy hơi, khàn khàn bất đắc dĩ, nói anh ấy sống rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ sửng sốt nhìn cô. Anh ấy sống rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại từ trong thân thể kéo lên mấy hơi thở, nhìn Tô Thủy Kỳ nói nhỏ. Hai mắt Tô Thủy Kỳ dâng lên chút chua sót, khẽ gật đầu. Đường khả hình chậm rãi xoay người, mặt dán nhẹ vào tường thủy tinh, nước mắt từ từ chảy xuống, tâm lại lĩnh ngộ được bản chất khác của sinh mạng, bi thương, Buồn Bã nói, có lúc, sinh mạng là một cơn gió nhẹ, nó theo thế giới này vì mình cần mà tới, nó cũng theo thế giới này vì mình không cần mà đi, sinh mạng còn sống, nhất định là ý chỉ của Thượng Đế dành cho mình, cho dù bất kỳ ai cũng không thể một mình cân nhắc, quyết định và hãm hại người khác. Tưởng Thiên Lỗi không thể đi, anh ấy không thể đi. Bởi vì sinh mạng của anh ấy không chỉ là cơn gió nhẹ, anh ấy còn là một tượng đài trên thành phố biển này, hô gió gọi mưa, tạo ra cơ hội và vui vẻ cho rất nhiều dân chúng. Có lẽ thượng đế gọi anh ấy đến đây, mà em cũng chỉ là một cơn gió nhàn nhạt, nhạt, một chút mùi hoa, đi theo chu kỳ bốn mùa. Chấm ngoặc kép. Hai tròng mắt Tô Thủy Kỳ hiện lên một chút nước mắt. Không ai nên đi, chấm ngoặc kép, thân thể đường khả hình khổ sở run rẩy trên mặt lại vặn vẹo một chút bi thương sâu sắc, nhớ tới người đàn ông kia mới vừa đi khỏi, cô cắn răng nghẹn ngào khổ sở rơi lệ nói, người nên đi. Là em, người đáng chết, là em, tôi đồng ý, Khả Hinh, Tô Thủy Kỳ lại đau lòng gọi cô. Thật ra em không thể đưa ra lựa chọn ích kỷ. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nhớ tới cha khuyên và phản đối tình yêu của mình. Khổ sở đè nén rơi lệ nói, em mang theo tình thương yêu của cha mẹ cho em mà đến. Cuối cùng em không thể ích kỷ buông bỏ tình yêu này, cho nên đây là thượng đế trừng phạt em. Em chấp nhận, em chấp nhận, em chấp nhận, chấm ngoặc kép chấm. Cô nói xong đột nhiên kịch liệt thống khổ, đau thương lập tức ập tới, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, cả người mỏi mòn bi thương, hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt dọc theo cánh mũi thê lương chảy xuống. Khả hình, tiếng của Tô Thủy Kỳ đau đớn, kích động vang lên. chương 630 là một phụ nữ. Sáng sớm hôm sau, bầu trời hơi trong, đường khả hình mặc một bộ váy ngắn màu trắng cổ lá sen, cùng Tô Thủy Kỳ. Nhã tuệ và đám người lãnh mặc hàn trở lại công viên Hoa Anh đào một lần nữa, cảnh sát đã sớm chờ đợi ở nơi đó đã lâu. Xa xa rừng núi truyền đến tiếng chim hót, dòng sông lặng lặng chảy, vang lên tiếng róc rách. Mấy viên cảnh sát đứng ở vị trí tưởng thiên lỗi bị đụng xe, đang thảo luận gì đó. Đường khả hình ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa xe một đoạn đường ngô đồng ở đối diện bị bao quanh, cô lập tức nhớ lại tưởng thiên lỗi bị đụng xe ầm một tiếng, thân thể nện ở mặt đất, trong miệng phun ra một búng máu, ngón tay của cô lập tức vặn chặt, Sắc mặt lập tức trắng bệch. Tô Thủy Kỳ cầm tay lái, đau lòng quay đầu nhìn Đường Khả Hinh một cái, sắc mặt nặng nề nói, "Đừng sợ, thật ra trên thế giới này vẫn tràn đầy âm mưu, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Tất cả chân tướng cũng lộ ra ngoài ánh sáng, chúng ta có thể sống chính là nhân chứng tốt nhất đối với mình." Tâm trạng Đường Khả Hinh cũng không có buông lỏng, chỉ thở nhẹ một hơi. Chiếc Land Rover ngừng lại. Lãnh Mạc Hàn và Tô Lạc Hoành cũng lần lượt xuống xe tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn khắp công viên hoa anh đào, khắp nơi một mảnh xanh đậm tỏa ra khí oxy mát mẻ, làm cho người ta nặng nề thở dốc một hơi. Cảnh sát ngẩng đầu lên thấy Tô Thủy Kỳ và Đường Khả Hinh đi xuống xe, lập tức cung kính đi tới, sau khi chào hỏi xong, liền mời Đường Khả Hinh đi tới trước hiện trường xảy ra tai nạn, để phân tích thêm. Lãnh Mạc Hàn là người có tâm tư cực độ kín đáo, anh từng dùng năng lực trinh sát siêu cường phá được vụ án buôn bán đồ cổ, lần này Trang Hạo Nhiên đặc biệt ra lệnh cho anh theo dõi toàn bộ vụ án này, chỉ thấy hai mắt anh lóe lên, đứng ở phía sau hiện trường xảy ra tai nạn, nhìn khắp địa thế công viên Hoa Anh Đào, nhàn nhạt gọi tiểu đường. Đường khả hình chậm rãi quay đầu, nhìn anh. Đôi tay lãnh mặc hàn cắm vào túi quần, nhìn bờ sông đối diện công viên Hoa Anh Đào, hỏi lúc các người mới vừa đi ra, vị trí nói chuyện ở chỗ nào. Đường khả hình nghe vậy, liền chỉ về phía con đường ngô đồng bên trái công viên, mệt mỏi không còn hơi sức nói, lái xe đi vào không bao lâu, liền dừng ở trước một gốc cây hoa anh đào cao lớn nhất, nơi đó còn treo bảng hiệu ghi chú thực vật có liên quan cây anh đào. Lãnh mặc hàn không nói gì thêm, mà nhanh chóng bước đi. Đi đâu, Tô Lạc Hoành bước nhanh theo sát anh đi về phía trước, ngạc nhiên hỏi. Lãnh mặc hàn vừa bước đi về phía trước, vừa lạnh lùng nói, nếu quả có âm mưu ám sát, như vậy đối phương nhất định sẽ theo dõi toàn bộ hành trình tiểu đường và tổng giám đốc tưởng nhưng chiếc Ferrari màu đỏ quá rõ ràng, tuyệt đối không thể đi theo vào. Công viên Hoa Anh đào nơi này có ba cổng vào, chắc chắn anh ta theo vào từ một cổng khác. Chúng ta chỉ cần làm xong hiện trường xảy ra vụ án, cũng rất dễ dàng đoán ra anh ta ở nơi nào quan sát tổng giám đốc tưởng và tiểu đường. Tôi đột nhiên có chút kỳ lạ, Tô Lạc Hoành Cao Mày ngạc nhiên nói, vụ án lần trước của tiểu đường và tổng giám đốc tưởng, tất cả đều thực hiện lúc trời mưa, đây là trùng hợp sao? Ông trời nhất định là trùng hợp, chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn đứng ở trước bụi hoa anh đào, ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng ghi chú kia, vừa lúc ánh mặt trời chiếu đến, cả vườn hoa anh đào dưới ánh mặt trời, yêu kiều sáng lên một mảng màu xanh lá rất đẹp, gió mát quét tới, vang lên tiếng xào sạc làm cho lòng người bình tĩnh thoải mái, anh đứng ở chỗ tưởng thiên lỗi đứng, nhìn qua bờ sông đối diện. Anh đứng ở đó làm gì? Tô Lạc Hoành nhìn bóng lưng của anh, ngạc nhiên hỏi. Lãnh mặc hàn lạnh nhạt nói, đây là chỗ người đàn ông kia đứng. Tô Lạc Hoành không nhịn được bật cười nói, tại sao anh biết, đây chính là chỗ tổng giám đốc tưởng đứng. Có lẽ bọn họ ngồi ở trong xe nói chuyện phiếm. Lãnh mạc hàn bất đắc dĩ quay đầu nhìn Tô Lạc Hoành, nói tổng giám đốc tưởng và tiểu đường lái xe đi vào nơi yên tĩnh này, chính là vì để nói chuyện, nếu như ở trong xe, bên lề đường cũng có thể nói rồi. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, tổng giám đốc tưởng và tiểu đường vốn là có mâu thuẫn tình cảm, anh ấy muốn tới tranh thủ tiểu đường, đàn ông nếu như muốn bình tĩnh, nhất định sẽ không nhìn phụ nữ trước, mà nhìn sự vật để cho mình càng bình tĩnh hơn, nhất là đàn ông như Tổng Giám Đốc Tường, anh ấy yêu tiểu đường, khẳng định không muốn mình nói lời quá khích, tổn thương cô ấy. Cho nên phải bình tĩnh trước, chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành trợn to hai mắt nhìn lãnh mặc hàn, bình thường biết anh lợi hại, nhưng không biết anh cẩn thận như vậy, anh có chút lo sợ, vẻ mặt đau khổ hỏi, hôm nay tôi mặc quần trong màu gì. Lãnh mặc hàn bất đắc dĩ nhìn anh một cái. Nói cho tôi biết nhanh lên. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành nhất định muốn biết. Màu đỏ đậm, lãnh mặc hàn theo phương hướng của mình, nhìn bờ bên kia, phát hiện bờ sông bên kia cũng có một con đường ngô đồng, bên kia rừng anh đào rậm rạp, anh trao mày, vừa nhìn hướng bờ sông, vừa đi về phía trước. Làm sao anh biết, tô lạc hoành khiếp sợ nhìn anh. Lúc cậu mới vừa xuống xe, lộ ra ngoài một chút lãnh mặc hàn không để ý tới người nhàm chán này. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành sướng sờ nhìn lãnh mặc hàn, không chịu nổi, nói anh thật xấu xa. Nhìn lén quần lót người ta, lãnh mặc hàn không để ý đến anh nữa, mà tiếp tục đi về phía trước, đi qua cây cầu nhỏ, tiếp tục theo phương hướng di động mỗi góc độ, nhìn chỗ đứng của tưởng thiên lỗi và đường khả hinh. Anh muốn làm gì, tô lạc hoành nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Tôi muốn xem một chút, Lúc ấy người này đứng ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, Lãnh Mặc Hàn tiếp tục từng bước một đi về phía trước, đi qua tầng tầng cây anh đào, rốt cuộc đứng ở ven đường ngô đồng, dừng bước lại, hai mắt nheo lại, phát hiện vị trí này, vừa vặn nhìn tới diện chỗ đứng của Tưởng Thiên Lỗi ở bờ sông đối, hai tay anh cắm túi quần, thở mạnh một hơi. Tô Lạc Hoành cũng ngạc nhiên đứng ở vị trí này, nhìn bờ sông bên kia, hỏi, nhìn ra cái gì? Cậu có iPad không? Lãnh Mặc Hàn hỏi có tô lạc hoành thuận tay lấy ra thông qua hệ thống vệ tinh nhanh chóng vẽ bản đồ kết cấu địa lý công viên hoa anh đào cho tôi lãnh mặc hàn nói xong lui về phía sau hai bước nhìn vài gốc hoa anh đào bên cạnh bờ sông còn có lá vàng bay xuống mặt đất ánh mắt híp lại đeo bao tay trắng ngồi xuống quan sát bùn đất bên cạnh gốc cây còn có khe hở đá đỏ thậm chí nhìn xung quanh tô lạc hoành lấy ipad nhỏ ra dùng kỹ thuật máy tính siêu cường của mình sờ trên màn hình mấy lần bản vẽ công viên Hoa Anh Đào nhanh chóng làm xong, lại thấy Lãnh Mặc Hàn đã nhìn vào khe hở gần đó, anh liền ngạc nhiên hỏi, anh làm gì vậy? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt quan sát tình trạng mặt đất, sâu kín nói, nếu muốn phá giải bí mật của một số người, nhất định phải hành động tỉ mỉ, ngày hôm qua lúc bọn họ bị đụng xe, là trời mưa, cho nên tất cả dấu vết nơi này đều sẽ bị tẩy rửa, nhưng bởi vì khu thế đất này bằng phẳng, nếu như anh ta đứng ở phương hướng này, nhất định sẽ để lại dấu vết ở gần đây như vậy tìm khó hơn à? tô lạc hoành cao mày nhăn mặt nói điều tra vụ án vốn chính là so tính nhẫn nại và trí tuệ cùng thời gian với đối phương loại người như cậu không hiểu đâu chấm ngoặc kép lãnh mặc hàn nói xong đột nhiên nhíu mày thật chặt nhìn vị trí gốc cây phía trước có cái lỗ đen bằng đầu ngón tay có ít nhất ba lỗ khuôn mặt của anh căng thẳng nhanh chóng đẩy lá vàng ra đối chiếu ba cái lỗ đen nhỏ ánh mắt sáng lên tìm được cái gì Tô Lạc Hoành cũng tò mò tiến lên ngồi xổm xuống, hỏi. Cậu cảm thấy ba cái lỗ đen khác thường này, giống như cái gì? Lãnh mặc hàn nhìn chăm chú ba cái lỗ đen trên mặt đất, lạnh lùng hỏi. Tô Lạc Hoành ngạc nhiên nhìn ba cái lỗ đen, nói, không giống cái gì. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh. Thật không giống cái gì cả, tại sao anh cảm thấy ba cái lỗ đen này có liên quan ngày hôm qua? khả năng này là rất nhiều ngày trước sóc đào lỗ tô lạc hoành nhanh chóng chỉ ngón tay nói lãnh mặc hàn bất đắc dĩ nhìn anh một cái ngón tay chỉ ba cái lỗ đen lạnh nhạt nói cậu nói cũng có lý có thể rất nhiều ngày trước để lại nhưng cái lỗ rất nhiều ngày trước để lại sẽ không như vậy làm sao anh phán đoán tô lạc hoành lại hỏi lá cây chấm ngoặc kép lãnh mặc hàn ngẩng đầu lên nhìn cây anh đào đón gió lay động sạc sào lại nhàn nhạt, nhạt nói số lá cây vẫn rơi xuống nhìn độ dày phủ lên cái cái lỗ nhỏ có thể phán đoán, lúc tôi mới vừa đi tới, quan sát lá cây trên mặt đất, độ dày khá cao, thậm chí còn có dấu vết lá rửa nát, chứng minh nơi này đã 3 tháng không có ai tới quét dọn, mà lá cây phủ lên ba cái lỗ đen này, chỉ có vài lá rơi xuống, còn có hai cái lỗ đen lộ ra. Vậy có thể là ngày hôm trước, Tô Lạc Hoành lại nói. Lãnh mặc hàn quay đầu lại, nhìn vẻ mặt phân cao thấp của anh, trên mặt lộ ra nụ cười khó được, nói, đúng vậy, có thể là ngày hôm trước, nhưng ngày hôm trước độ ẩm không cao, cái lỗ sẽ không quá sâu như vậy. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tô Lạc Hoành bất đắc dĩ chỉ vào ba cái lỗ, "Cho đứng lên, ba cái lỗ này chứng minh điều gì?" Lãnh Mặc Hàn không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy bờ sông đối diện, nhã tuệ đỡ đường khả hinh, cùng cảnh sát đi về phía cây anh đào, anh liền căn dặn, gọi quản lý Lưu tới đây một chút. "Gọi cô ấy tới đây làm gì?" Tô Lạc Hoành ngạc nhiên hỏi. Gọi cô ấy tới đây, chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn bất đắc dĩ quay đầu, nhìn Tô Lạc Hoành. Được, 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 Tô Lạc Hoành vừa lầu bầu vừa cầm điện thoại di động lên, vừa bấm số điện thoại của Nhã Tuệ, đưa tay với cô tới. Nhã Tuệ đang nhận điện thoại, nhìn thấy Tô Lạc Hoành ở bên kia bờ sông đưa tay với mình, cô liền có chút ngạc nhiên nhẹ nhàng mở tay khả hinh, bước nhanh đi qua bên con đường lớn anh đào, đi qua cây cầu nhỏ có chút dịu dàng và lo lắng đi tới trước mặt của Lãnh Mạc Hàn và Tô Lạc Hoành, ngạc nhiên hỏi, hai vị phó tổng tìm tôi. Lãnh Mạc Hàn nhàn nhạt ngẩng đầu lên, liếc nhìn nhã tuệ từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên đôi giày cao gót màu đen của cô, mới từ trong túi của mình, lấy ra một cây bút máy, đầu tiên là cắm nó vào trong cái lỗ đen, lại dơ lên quan sát độ sâu của nó, mới nói với nhã tuệ quản lý lưu, mời cô tiến lên mấy bước, ở bên cạnh gốc cây anh đào này, dẫm một chân chấm ngoặc kép. À, nhã tuệ ngạc nhiên nhìn anh. Lãnh mặc hàn quay đầu lại nhìn nhã tuệ mỉm cười nói, làm ơn. Nhã tuệ nghe vậy liền có chút ngạc nhiên, có chút cẩn thận đi ra đường ngô đồng, đi tới một gốc cây anh đào, trên bùn đất mềm mại, nhẹ nhàng bước ra, gót giày chen vào trong đất bùn đêm qua có nước mềm ra. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tô lạc hoành a hát một tiếng, chỉ vào lỗ nhỏ gót giày, la hoảng lên tôi hiểu rồi. Chấm ngoặc kép, à, vẻ mặt nhã tuệ lại ngạc nhiên muốn xoay người. Đừng động, chấm ngoặc kép, lãnh mạc hàn nhắc cổ tay nhìn thời gian, đúng 9 giờ 30 phút, anh lập tức gọi điện thoại cho đường khả hinh hỏi, tiểu đường, cô và tổng giám đốc tưởng ở dưới cây anh đào nói chuyện khoảng bao lâu. Đại khái không đầy 3 phút, chấm ngoặc kép, đường khả hinh tiếp điện thoại, mệt mỏi nói. Lãnh mạc hàn lập tức cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt nhã tuệ đang sững sờ, lại mỉm cười nói cô làm ơn đứng khoảng 2 phút. À, chấm ngoặc kép, nhã tuệ liền ngạc nhiên đứng ở tại chỗ, thở nhẹ một hơi. Khuôn mặt lãnh mặc hàn cứng lại, đứng lên, nhìn thời gian, từng phút từng phút trôi qua, rốt cuộc thời gian được hai phút, liền đưa tay cầm cổ tay nhã tuệ, nhẹ nhàng xốc cô ra ngoài. Nhã tuệ nhìn anh một cái, liền nâng nhẹ gót giày, để cho bùn đất trên gót giày đẩy ra ngoài, lui ra sau hai bước. Lãnh mặc hàn và tô lạc hoành lập tức tiến lên, đứng ở trước cái lỗ nhỏ kia, quả nhiên độ sâu không khác lắm, hai người đàn ông anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Nhã tuệ ngạc nhiên nhìn bọn họ, là một phụ nữ, chấm ngoặc kép, hai người đàn ông đồng thời trầm trọng nói ra. Audio điện tử võ tấn bền chương 631, thối lui Phụ nữ, chấm ngoặc kép, chiếc len rover dọc theo đường lớn Tân Hải thật dài, chạy về phía bệnh viện. Đường khả hình tựa vào ghế lái phụ, lắng nghe tô thủy kỳ nói với mình kết quả điều tra của lãnh mặc hàn và tô lạc hoành sắc mặt hoàn toàn trắng bệch có lẽ giờ phút này cô không còn hơi sức suy nghĩ đến những thứ này tô thủy kỳ cầm tay lái nhìn cô một cái mới đau lòng nói em khỏe chứ đường khả hinh mệt mỏi đầu dính vào trên ghế lái phụ hai mắt mờ mịt nhìn phong cảnh ven đường giống như thật nhìn thấy được đường sóng biển thật dài có một bức tượng điêu khắc vàng dòng đứng ở bên bờ biển tô thủy kỳ bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của cô nặng nề thở dốc một hơi lại tăng tốc độ đưa cô tới trước cửa bệnh viện chiếc len rover màu đen chậm rãi ngừng lại hai cô gái mặc tây trang màu đen bó sát người vẻ mặt giống nhau như đúc buộc tóc đuôi ngựa thật cao vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên cung kính gật đầu ánh mắt đường khả hình hơi xoay tròn có chút mờ mịt nhìn bọn họ xảy ra chuyện này cuối cùng anh cảm thấy bên cạnh em sẽ gặp nguy hiểm đôi song sinh này bình thường vẫn đi theo anh hiện tại anh để cho các cô đến bảo vệ em. Chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cởi bỏ dây an toàn của mình trước, sau đó im lặng cởi bỏ dây nịt an toàn cho đường Khả Hinh, mới lặng lẽ nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô, mỉm cười nói, không biết ở trong lòng người khác, thân phận em như thế nào, nhưng ở trong thế giới của anh, em rất kiêu ngạo. Đã từng có bao lâu, ông nội còn tưởng rằng em là cháu dâu của ông, nói có thời gian đến nhà, cùng đánh cờ với ông chuyện này anh cũng đã nói với ông nội rồi ông nói sẽ phái người nghiêm chỉnh điều tra em hãy yên tâm đi bọn họ một người tên tiểu vi một người tên là tiểu hà là cô gái rất ngoan ngoãn đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ mệt mỏi đến không còn hơi sức phản đối muốn anh đưa em đi vào không tô thủy kỳ dịu dàng hỏi đường khả hình khẽ lắc đầu chỉ im lặng đẩy cửa xe ra đi xuống xe chậm rãi đi vào bên trong bệnh viện Tô Thủy Kỳ ngồi ở trong ghế lái, nhìn bóng dáng của Đường Khả Hinh, cảm giác cô giống như lúc mới gặp, cô đơn, trôi nổi, không còn hơi sức. Anh thở dài một hơi. Đường Khả Hinh chậm rãi đi dọc theo hành lang thật dài của bệnh viện, đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, hai mắt nhấp nhô ánh sáng mở mịt. Phòng chăm sóc đặc biệt mở ánh đèn màu đỏ. Bác sĩ và y tá nhanh chóng chạy phía trước, bọn vệ sĩ cầm máy điện đàm bảo người thông báo cho chủ tịch và phu nhân. Đường khả hình mới vừa đi đến trước cửa, nhìn thấy bác sĩ và y tá mới vừa vọt vào trong phòng bệnh, hai mắt của cô mãnh liệt chợt lóe, lập tức nhanh chóng đi tới trước bức tường thủy tinh của phòng bệnh, nhìn thấy thân thể tưởng thiên lỗi đang ngủ say, đột nhiên bị mãnh liệt co quắp, bên cạnh máy điện tâm đổ bắt đầu nhảy lên kịch liệt, bác sĩ và y tá lập tức làm ra các biện pháp cấp cứu. Hai mắt của cô lập tức rưng rưng, đau lòng nhìn tưởng thiên lỗi nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt khổ sở, trái tim của cô đau đớn giống như bị xé nát bác sĩ nhận lấy thuốc nước y tá đưa tới hết lần này đến lần khác, tự mình pha trộn, cầm ống kim, tiêm vào cho anh. Tưởng thiên lỗi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn tưởng thiên lỗi nằm ở trên giường bệnh, hai mắt khép chặt, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng lúc đó anh đỡ chiếc Ferrari đụng mình, trái tim lạnh lẽ, lo lắng nói anh nhất định phải sống. Nhất định không xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, cầu xin anh. Tưởng thiên lỗi đột nhiên co giật cho nên bác sĩ và y tá nhanh chóng cấp cứu, đột nhiên máy tính bên cạnh truyền đến hình ảnh điện tâm đồ, vẻ mặt lộ ra nặng nề, lập tức mời bác sĩ khoa mắt tới đây. Y tá nhanh chóng đi ra ngoài. Y tá, bệnh nhân ra sao, đường khả hình hoảng sợ cuống cuồng gọi. Tình trạng không tốt lắm, y tá bước nhanh đi, không đến bao lâu, liền gọi giáo sư khoa mắt và khoa não hàng đầu trong nước đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, phân tích số liệu, lại lập tức dơ cao tấm phim hai mắt, trực tiếp phân tích. Đường khả hình nhìn tình hình này, cả người giống như rơi vào đáy cốc, giống như sắp hư mềm. Phía trước tiếng bước chân dồn dập truyền đến một lần nữa. Diệp Mạn Nghi và tưởng Vĩ Quốc nhanh chóng đi vào bệnh viện, đi tới phòng chăm sóc đặc biệt thì nhìn thấy đường khả hình canh giữ ở cửa, ánh mắt bà lập tức bốc lửa tiến lên, muốn tát cô một bạt tai. Mạn Nghi, chấm than ngoặc kép, tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng kéo vợ, tiến lên trước, hướng về phía giáo sư mới đi ra, căng thẳng gấp hỏi bác sĩ, tình hình của con tôi như thế nào? Bác sĩ mệt mỏi nặng nề thở dài, tháo bỏ khẩu trang, mới nhìn bọn họ nói, hiện tại tình trạng tạm thời ổn định, nhưng lúc này thân thể của cậu ấy đột nhiên xuất hiện co giật ngắn ngủi, suýt chút nữa xuất huyết não, đè dây thần kinh mắt. Thật may là cấp cứu kịp thời, tổng giám đốc tưởng đã tỉnh, vào xem cậu ấy một chút đi, thuận tiện trấn an tâm trạng kích động của cậu ấy một chút. Hay lắm, chấm ngoặc kép Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi vội vàng đáp lời, muốn bước nhanh đi vào. Đường Khả Hinh cũng vội vàng muốn đi vào. Cô đi theo làm gì? Cô không có nghe bác sĩ nói sao? Nó bị co giật, thiếu chút nữa đè dây thần kinh não, cô muốn nó bị mù, cô mới vui. Diệp Mạn Nghi nhìn đường Khả Hinh, lời nói hết sức ác độc, lạnh lùng nói, nó chưa chết, bây giờ không cần chôn theo, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cô. Đường Khả Hinh im lặng đứng ở một bên. Diệp Mạn Nghi hung hăng lườm cô một cái, mới theo chồng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tưởng thiên lỗi thoi thóp, trong thân thể co giật khổ sở, chậm rãi nặng nề mở mắt, hé một đường may, lộ ra một chút ánh sáng hơi yếu, nhìn vẻ mặt cha mẹ này kích động và vui mừng, trái tim của anh hơi run rẩy. dù sao lúc đụng xe, không có nghĩ qua còn sống. Thiên lỗi, chấm ngoặc kép, Diệp Mạn Nghi nắm chặt tay của con trai, đau lòng gọi con khá hơn rồi sao? Hù mẹ chết rồi chấm ngoặc kép. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi tái nhợt, hai mắt không còn hơi sức phát ra ánh sáng yếu ớt, nằm ở trên giường bệnh, lập tức như bị ngàn ngọn núi đẻ ép, đau đớn khó chịu, nhưng hai mắt nhẹ xoay tròn lóe lên. Giống như đang tìm người. Tưởng vĩ quốc nhìn ánh mắt con trai như vậy, đột nhiên hiểu ý, im lặng. Diệp Mạn Nghi cũng bất đắc dĩ nhìn con trai, đau lòng nói, thật sự là sinh con, phải tới giải vò những người làm cha mẹ chúng ta, nuôi nấng nhiều năm như vậy, cùng chung máu ngủ, tỉnh lại liền nhớ tới người ngoài. Khuôn mặt tưởng thiên lỗi tiểu tụy, thân thể cứng ngắc, nói không ra lời, đau lòng nhìn mẹ, nhưng hai mắt lại tràn ra nhớ nhung thật sâu. Tưởng Vĩ Quốc và Diệp Mạn Nghi nhìn ánh mắt anh, bất đắc dĩ thở dài, mới tức giận bảo y tá nói, gọi người ở bên ngoài vào đi. Y tá nghe xong, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn đường khả hình trống trước kính thủy tinh, khổ sở nhìn vào, gọi nhỏ tiểu thư, tưởng phu nhân gọi cô vào. Đường khả hình nghe lời này, hai mắt mãnh liệt chợt lóe, vội vàng kích động gật đầu, đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy tất cả máy móc đều đang lóe sáng số liệu, tưởng thiên lỗi nằm ở trên giường bệnh, vừa mới phẫu thuật xong, đang tiểu tụy im lặng nằm ở giữa những máy móc, cô lập tức đau lòng đi tới bên cạnh anh, kích động, run rẩy nhìn hai mắt anh lộ ra một chút ánh sáng nhớ thương và thâm tình, cô lập tức rơi lệ, nghẹn ngào nắm tay của anh, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm lấy, gọi tưởng thiên lỗi. Chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn thấy đường khả hình, vẻ mặt hiện lên mấy phần kích động, hai tròng mắt lại lộ ra ánh sáng thâm tình, dùng ánh mắt muốn biết cô có gặp chuyện gì hay không. Đường khả hình nhìn ánh mắt anh, trong lòng đau xót, nắm chặt tay của anh, nghẹn ngào nói em. Em không sao, chấm ngoặc kép. Ánh mắt tưởng thiên lỗi giống như chỉ có thể lộ ra ánh sáng nhớ thương, dùng hết hơi sức cả người, đau đớn khẽ gật đầu. Khuôn mặt đường khả hình run rẩy, chớp mắt, nước mắt chảy xuống. Người đàn ông trên giường không nói gì, chỉ nắm nhẹ tay của cô, muốn dùng sức ôm cô vào trong lòng. Đường khả hình hiểu được, cô nén nước mắt, nhẹ nhàng cúi người xuống, mặt dán nhẹ vào trước lồng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, nước mắt chảy xuống. Tưởng thiên lỗi chậm rãi nhắm mắt lại, khổ sở nuốt nước mắt vào lòng, tay ôm nhẹ cô gái trong ngực, giống như hy vọng đời đời kiếp kiếp, dùng tánh mạng đổi lấy. Một giọt nước mắt, chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống tưởng vĩ quốc và diệp mạn nghi đứng ở một bên nhìn con trai yêu một người sâu đậm như vậy cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài cánh cửa nhẹ nhàng mở ra trang hạo nhiên đứng ở trong khe cửa hai mắt hiện lên mấy phần đau đớn và mất mát nhìn hai người trước mặt buồn bã như thế lại tâm đầu ý hợp ôm nhau anh cố nén kích động tâm tình dâng lên nặng nề sau khi do dự một lúc nhưng vẫn thối lui ra khỏi phòng bệnh tay chậm rãi đóng cánh cửa lại chặt kín hai mắt chăm chú nhìn mặt đất một chút cười khổ một tiếng cuối cùng, vẫn xoay người đi khỏi. Còn sót lại suy nghĩ nhạt nhòa, trôi theo một chút thời gian cuối mùa xuân. chương 632, không còn ở chỗ của anh nữa. Một tuần lễ sau, ánh nắng mặt trời rực rỡ, cây hoa anh đào lay động, gió mát thổi khắp nơi. Một buổi sáng tinh mơ đầu mùa hè, có mấy tiếng xèo 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 vang lên. Phòng trọ nhỏ màu trắng, phản chiếu màu sắc dịu dàng. Không đến bao lâu, bên trong bay ra từng trận mùi cháo thơm nồng. Đường khả hình mặc váy dài cổ rộng màu đen, lộ ra bả vai và cái cổ trắng như tuyết, vén mái tóc thật dài, dùng bút chì quấn thành búi tóc, trên trán hơi đổ mồ hôi, cầm đôi đũa, đảo đảo từng miếng thịt lươn ra muối trong chảo nóng, quan sát màu sắc của nó, sau khi trở nên vàng óng, liền đặt vào đĩa, lại mở nắp một cái nồi khác, quan sát cháo thơm ngát sôi cuồn cuộn đã nấu xong, cô lập tức lấy bình giữ nhiệt, dùng muỗng múc nó vào trong bình, rất cẩn thận dậy nắp tầng đầu tiên lại, mới dùng đôi đũa gấp một chút thịt lươn, từng chút đặt vào tầng thứ hai giữ ấm, đậy nắp lại. Lại muốn đi bệnh viện à? Hôm nay Nhã Tuệ nghỉ ngơi, chậm rãi đi xuống lầu, nhìn Đường Khả Hinh. Ừ, chấm ngoặc kép, sắc mặt Đường Khả Hinh bình tĩnh cầm muống từ trong tô thủy tinh múc ra mấy phần xoài cắt thành từng miếng nhỏ, để ở trên thịt lươn rang muối, mới đậy nắp. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ không chịu nổi nhìn cô nói, cô đừng đi, tôi vừa nhìn chủ tịch tưởng đối cô như vậy tôi liền tức giận. Giống như trước đó cô làm cho tổng giám đốc đều vô ích, quá kiêu ngạo, sau này cô gả vào nhà bọn họ, sẽ chịu uất ức. Gả vào nhà bọn họ, đường khả hình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhã tuệ, vì những lời này, khẽ mỉm cười, cầm khăn lau màu trắng, lau lau thân bình, mới dịu dàng nói chị không phản đối sao. Anh ấy vì cô, ngay cả mạng sống cũng không còn. Tôi còn dám như thế nào? Nhã tuệ khẽ thở dài một hơi, tựa vào trước tủ lạnh, bất đắc dĩ nói. Đường khả hình chỉ cười nhạt, nhắc bình giữ nhiệt, im lặng đi ra ngoài. Hôm nay Tổng Giám Đốc Trang trở lại, nhã tuệ nhìn đường khả hình, nói. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ đáp nhẹ, đặt bình giữ nhiệt ở trên bàn ăn, lại nắm áo khoác len màu trắng phủ thêm, quên gạt bút máy trên đầu xuống, cứ như vậy kéo túi sách, mang dép lê màu trắng, đi ra ngoài. Nhã tuệ bất đắc dĩ nhìn đường khả hình, mấy ngày nay cực kỳ bình tĩnh, khẽ thở dài. Ngoài phòng, ánh mặt trời thật mãnh liệt. Đường khả hình sách theo bình giữ nhiệt, từng bước từng bước đi dọc theo con đường nhỏ cong cong ở chung cư đi tới, trên mặt hiện lên trang nghiêm, nhớ tới ngày đó ở bên tưởng thiên lỗi, trang hạo nhiên tạm thời đến Nhật Bản, xử lý chuyện khẩn cấp cho tưởng thiên lỗi, ngẩn ngơ cũng đã 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều bận rộn, lãnh mặc hàn vì điều tra vụ án, cũng đuổi theo trinh sát rồi. Tiểu Vi và Tiểu Hà vẫn đi theo phía sau mình thật chặt. Đường Khả Hinh thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn hai người bọn họ, thái độ trung thành, đột nhiên mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Bệnh viện. Hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ, rất náo nhiệt, rất nhiều bệnh nhân đều đi ra ngoài phơi nắng. Đường Khả Hinh đi xuống xe buýt, nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ trưa, cô lập tức bước nhanh, sách theo bình giữ nhiệt cùng bộ sách rượu đỏ mới vừa đọc trên xe buýt, đi tới khu nội trú phòng bệnh VIP, bên trong đang náo nhiệt. Tưởng Tuyết Nhi đang muốn gọt trái táo cho anh trai, Trang Ngải Lâm liền trêu chọc cô nói, nếu như vỏ quả táo không đứt, 12 giờ tối nay, có thể hướng lên trên trời, thần tiên cho một nguyện vọng. Cô ngây ngốc tưởng thật, liền ngồi ở trên ghế salon đầu kia có ánh nắng mặt trời rực rỡ, rất nghiêm túc gọt trái cây, nhưng luôn sắp đến đích, liền đứt, cô tức giận, lại gọt từng trái từng trái, cả rổ quả táo cũng không còn dư mấy trái, làm cho vợ chồng tưởng vĩ quốc và vợ chồng trang tính vô tức cười tưởng thiên lỗi mặc đồng phục bệnh nhân màu trắng dáng vẻ vẫn đẹp trai và hấp dẫn trên đầu dán một khối băng gạc hơi suy yếu tựa vào trước giường nhắc cổ tay nhìn em gái cười khẽ thỉnh thoảng vẫn nhắc cổ tay nhìn thời gian trang ngải lâm nhìn tưởng thiên lỗi đột nhiên cười cười nói thế nào chờ người à tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng chỉ hơi lộ ra nụ cười Diệp Mạn Nhi tức giận nhìn bộ dáng con trai như vậy, không nhịn được rồi anh gáo nước lạnh nói, con đừng quá vui mừng, mẹ nhìn dáng vẻ cô ta chăm sóc, không giống như thích con. Mẹ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn mẹ. Diệp Mạn Nhi kéo nhẹ khăn lụa trong tay, lạnh lùng nhìn phía trước. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tưởng thiên lỗi lập tức ngẩng đầu lên, hơi lộ ra kích động nhìn cạnh cửa. Quả nhiên đường khả Hinh có chút mệt mỏi, thậm chí trên trán dịn mồ hôi, sách theo bình giữ nhiệt và quyển sách, nhìn mọi người có chút cẩn thận khẽ gật đầu, gọi nhỏ chủ tịch, phu nhân, đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, hai mắt lộ ra nụ cười dịu dàng. Diệp mạn nghi tức giận nhìn cô một cái, liền đen mặt một mình đứng lên, đi ra ngoài. Trang tính vũ và ân nguyệt sung, cùng con gái cũng đứng lên, mỉm cười chào hỏi cô, liền đi ra bên ngoài. Tưởng Tuyết Nhi vẫn ở chỗ này cố sức gọt trái cây. Tuyết Nhi, mau tới đây, chị dẫn em đi ăn kem. Trang Ngải Lâm vội vàng kéo tưởng Tuyết Nhi đi ra ngoài. Hôm nay không phải anh trai lớn từ Nhật Bản trở về sau, ngày đó em xem được tin tức, nói anh trai lớn ở Nhật Bản cùng công chúa Thiên Hoàng truyền ra xì sì căng đan. Chấm ngoặc kép, tưởng Tuyết Nhi có chút ghen nói. Đúng vậy, công chúa nhỏ này mới 3 tuổi, đã nói yêu anh trai lớn của em rồi. Tiếng của Trang Ngải Lâm từ đầu kia truyền đến. Đường Khả Hinh bình tĩnh nghe những lời này, mỉm cười đóng cửa lại liếc mắt nhìn toàn bộ táo đã gọt xong nói tại sao gọt nhiều táo như vậy tuyết nhi gọt chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nửa nằm ở trên giường mỉm cười nhìn cô đường khả hình khẽ gật đầu sau đó sách theo bình giữ nhiệt thật cẩn thận đi tới bên giường liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi nửa nằm ở bên giường mỉm cười hỏi hôm nay khá hơn chút nào không ừ khôi phục tương đối mau chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nói xong đã ngửi được mùi cháo thơm tho rất dễ chịu, anh liền cười nói, làm sao em biết hôm nay anh muốn ăn cháo. Đường khả hình đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo nhẹ màn cửa sổ ra, để cho ánh sáng phòng bệnh đầy đủ hơn, mới đi tới bên giường, mở bình giữ nhiệt, từ bên trong tầng thứ nhất lấy ra thịt lươn ướp muối và xoài cắt nhỏ, cầm ngũ ngúc nhẹ một chút cháo nóng, cẩn thận thả vào bên môi thổi thổi, mới đưa tới trước mặt của anh, mỉm cười nói em là chuyên gia hầu rượu, cũng là chuyên gia món ngon, làm sao có thể không biết khách muốn ăn cái gì? Anh là khách, Tưởng Thiên Lỗi hơi lộ ra nụ cười, nhìn cô nói. Đường Khả Hinh chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhìn anh, nói ăn đi. Khẳng định đói bụng rồi. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn cô, vừa cúi xuống ăn muỗng cháo. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, múc một chút thịt lươn rang muối và xoài cắt nhỏ, đưa đến bên môi Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ nhìn thịt lươn rang muối và xoài cắt nhỏ để chung, có chút ngạc nhiên nghĩ, món này có thể ăn sao? Có thể ăn. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh, cười nói. Tưởng Thiên Lỗi chỉ đành phải mỉm cười, hơi cúi thấp phía dưới ăn một miếng thịt lươn rang muối và xoài cắt nhỏ, chợt cảm thấy xoài chua chua ngọt ngọt kết hợp với thịt lươn rang muối hết sức ngon miệng, ánh mắt của anh sáng lên. Ăn ngon không? Đường Khả Hinh nhìn anh chăm chú, mỗi một phút đều cảm giác anh còn sống, thật tốt. Ừ, không tệ. chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười gật đầu. Trong thế giới của anh, không có rất tốt, chỉ có không tệ. chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn được hơi lộ ra nụ cười, nhai nhẹ thịt lươn, thật sự rất thơm. Đường Khả Hinh lại múc một chút cháo nóng, đưa đến trên môi anh, mới dịu dàng nói, ăn một hớp cháo. chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lại cúi đầu ăn muỗng cháo nóng cảm thấy dạ dày cũng ấm lên đường khả hình cảm thấy anh thoải mái liền cúi xuống múc cháo lại thổi nhẹ mấy cái tưởng thiên lỗi chăm chú nhìn bộ dáng dịu dàng của đường khả hình đột nhiên cười nói trước kia không quá cảm thấy em dịu dàng chấm ngoặc kép đường khả hình khẽ ngẩng đầu nhìn tưởng thiên lỗi mỉm cười nói thật sao trước kia em như thế nào em muốn anh nói sao tâm trạng tưởng thiên lỗi vui vẻ khó được, nhìn cô. Đường khả hình nhớ lại lúc hai người mới vừa gặp mặt thì đến cục cảnh sát, cô nhịn không được bật cười, lại múc cháo nóng, thổi nhẹ mấy cái, mới lại đưa đến bên môi tưởng thiên lỗi, nói ăn đi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại ăn hết muỗng cháo nóng, phát hiện bên cạnh bàn có một quyển sách rượu đỏ, liền hỏi thi đấu sắp đến rồi chứ. Chuyện của anh, có làm chế nãi em học tập hay không? Không có, chấm ngoặc kép. Đường khả hình lại gắp một phần thịt lươn đưa đến trong miệng của anh, mới cười nói, gần đây em chịu khó. Dù là lúc nào, rảnh rỗi sẽ cầm sách xem. Cho nên anh chưa bao giờ lo lắng em sẽ có thời gian yêu người khác. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi mỉm cười nói. Đường khả hình im lặng nhìn anh một lát, lại mỉm cười múc một chút cháo nóng, đưa đến trên môi anh, nói, ăn đi. Chấm ngoặc kép, hạo nhiên sắp trở về rồi hả, vậy em không phải bận rộn hơn. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, đột nhiên hỏi. Em không rõ lắm, thật lâu không có liên lạc. Đường khả hình thẳng thắn nói, gần đây vì chuyện tập đoàn, có chút bận rộn. Hơn nữa em chuyển đến bộ phận rượu của Hoàn Cầu, cũng không có báo cho anh ấy. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô. Đường khả hình bình tĩnh múc cháo nóng, thổi thổi nhẹ, lại đưa đến trên môi anh. Tưởng thiên lỗi trầm mặc nhìn cô. Đường khả hình dừng lại, nhìn vẻ mặt anh, đột nhiên mỉm cười, để muống xuống, đưa quyết định, mới sâu kín nói, lúc anh xảy ra chuyện, em mới phát hiện sinh mạng thật rất quý giá, người hô mưa gọi gió giống như anh, càng thêm quan trọng, quan hệ đến vận mệnh và cuộc sống của rất nhiều người trong tập đoàn. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, đường khả hình lại ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nói, gần đây em xem hình ảnh có liên quan khách sạn dưới nước, em rất kinh ngạc, cả khách sạn đều ở trong nước, hơn nữa vào mùa đặc biệt, nhìn thấy cá voi đẻ trứng, mấy đứa bé ở trong đại sảnh khách sạn, cùng đàn cá nhỏ trong biển cùng nhau chạy đua, kiến trúc tuyệt đẹp như vậy, không phải người bình thường có thể tạo ra. Em cảm ơn anh để cho em nhìn thấy thế giới vô cùng hoa lệ. Chấm ngoặc kép. Hai tròng mắt tưởng thiên lỗi khẽ lóe lên một chút kích động nhìn cô. Đường khả hình cũng nhìn anh thật sâu, hai mắt ngân ngấn nước mắt, đột nhiên cười cười nói, thế giới của anh, so với tình yêu của anh đặc sắc hơn nhiều. Cuộc sống thật không chỉ có tình yêu lúc đầu em bị anh hấp dẫn, cũng bởi vì khí độ nghiêm nghị của anh, trung thành và hết lòng đối đãi với tập đoàn. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi khẽ mỉm cười. Cho nên, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh thật sâu, hai mắt khẽ lóe lên, nhưng vẫn chậm rãi nói ra lời từ đáy lòng, nói em đã từng vì có thể bước lên ngang tầm cao với anh, em đã nỗ lực. Nhưng bây giờ em mới phát hiện, thì ra muốn cùng anh ở chung một chỗ, thật không cần quá nhiều, một lòng là đủ rồi bởi vì có thể còn sống, chính là yêu người kia, một tình yêu lớn nhất. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi khẽ kích động vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô. Đường khả hình nhìn anh, để mặc cho anh nắm, lại cười nói cho nên. Anh có thể hứa với em, tương lai sẽ chăm sóc mình thật tốt sao? Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô, trịnh trọng gật đầu một cái. Cảm ơn anh, như vậy em yên tâm rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thở nhẹ một hơi, trên mặt khẽ lộ ra nụ cười kích động, cố nén nước mắt, nói, xin tin tưởng, em đi khỏi, tuyệt đối không phải bởi vì anh không tốt, tuyệt đối không phải bởi vì không tha thứ, mà trái tim của em. Không còn ở chỗ của anh nữa. Chấm ngoặc kép, chương 633, 50.000. Mùa hè ánh mặt trời chiếu xuống, tất cả công trình kiến trúc chiếu lấp lánh. Tưởng thiên lỗi chống cả người đau đớn, hai mắt hiện lên ánh sáng vô hạn mất mát, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn cô gái nhỏ phía trước đài phun nước, mặc váy dài cổ rộng màu đen, đeo ba lô, một mình đi về phía trước, bóng lưng cô đơn, tịch mịch, trôi nổi, cũng khiến cho người ta chua xót. Không khỏi nghĩ tới lời cô mới vừa nói chưa xong ở trong phòng bệnh. Em đã xin với thầy giáo rồi, sau khi tranh tài rượu đỏ, em sẽ tiếp tục trở lại phòng ăn bách hợp ở nước Anh, sẽ ở đó cả đời, cùng với rượu đỏ qua hết cuộc đời của em, có lẽ ở nơi đó, em sẽ gặp được người yêu em, anh ấy nhất định là một người bình thường, có thể được cha em yêu mến, sau đó kết giao vài người bạn, sẽ rất hạnh phúc, rất cố gắng trải qua cuộc sống của em. Trong thế giới đó, không có âm mưu, không có chiến tranh, chỉ có những người khách mà em quý trọng, làm bạn với em. Tương lai anh có thời gian, nhất định phải đi thăm em, em sẽ để cho anh nhìn thấy em hạnh phúc. Tại sao? Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn bóng lưng kia, nắm chặt màn cửa sổ màu trắng, nặng nề, Khổ sở nói, tại sao em muốn chọn một con đường gian nan như thế để đi? Tương lai nếu có người lại muốn phản đối tình yêu của em, em nhất định phải hỏi người đó cho rõ ràng, mặc kệ là người hãm hại em hay là cha của em, em cũng tuyệt đối không thỏa hiệp nữa, bởi vì em muốn tự quyết định cuộc đời của em, bởi vì cuộc đời em cũng rất kiêu ngạo. Cô gái kia đeo ba lô, đón gió mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái, đứng ở dưới ánh mặt trời, chậm rãi đi khỏi, chỉ có cái bóng nhàn nhạt. nhạt sẽ không buông tha vẫn theo đuổi cô phòng trọ nhỏ màu trắng vào lúc giữa trưa khó được bốn cô gái ở nhà từ trên xuống dưới không đi làm buổi chiều đường khả hinh vừa gian nan nhìn tới trước vừa dùng đôi đũa lùa một chút cơm bỏ vào trong miệng nhai không có mùi vị gì nhã tuệ cũng không thể tin nổi bưng chén cũng cầm đôi đũa lùa cơm bỏ vào trong miệng nhai nhưng cô nhìn về phía trước thật sự cũng không muốn ăn một chút nào bà nội của tôi chấm ngoặc kép Trần Mạn Hồng cũng không thể tin nổi. Cùng ngồi ở bàn ăn thật dài, nhìn hai người xanh đôi trước mặt, mặc áo khoác trẻn màu đen bó sát người, vóc người xinh đẹp hấp dẫn. Một người tên Tiểu Vi, một người tên là Tiểu Hà. Hai người này mới vừa được Đường Khả Hinh mời vào ăn cơm trưa, sau khi bọn họ từ chối đến mấy lần, ngay lập tức mỉm cười đi vào. Sau đó, sau đó, sau đó đôi song sinh này ngồi ở trên bàn ăn cũng không cần gắp món ăn, chỉ cầm chén cơm rất biết điều cúi đầu ăn cơm, hai chị em các cô, mỗi người có thể ăn bảy chén cơm. Bảy chén cơm. Vẻ mặt của Tiểu Nhu cũng trợn trừng đến biến hình, lông mày trụng thành một chỗ, rất khó khăn nhìn đôi song sinh này, mới vừa rồi Khả Hinh bảo mình đi nấu hai nồi cơm, bây giờ là nồi cơm thứ ba rồi. Cô, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không thể tin được quay đầu nhìn đường Khả Hinh, có chút mất hồn kêu lên, cô tìm được hai cực phẩm như vậy từ nơi nào. Một người ăn bảy chén cơm à. Trời à, cô nuôi nổi sao? Đường khả Hinh cũng không thể tin nổi trợn to hai mắt, nhìn một người không biết là chị gái hay em gái, rất chăm chú ăn xong chén cơm thứ bảy, mới gắp mấy cọng khoai tây bỏ vào trong miệng, lại đưa tay muốn múc cơm. Cô còn muốn ăn à? Tiểu Nhu không thể tin nổi nhìn cô chằm chằm, có loại ý niệm muốn dắt các cô về nhà nuôi. Chưa no, chấm ngoặc kép, Tiểu Vi liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, sau đó xoay người cầm cái va cơm, lại đi vào phòng bếp, múc một chén cơm thật to, Tiểu Hà cũng ăn không khác lắm, tiếp tục đi vào sới cơm. Thân ái, cô tính nuôi bọn họ bao lâu? Nhã Tuệ cũng có chút hoảng sợ, nhìn đường khả hình hỏi. Em, em cũng không biết, Tô Thủy Kỳ đưa cho em. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng hết sức hoảng sợ, nghĩ tới mấy ngày này tiền sinh hoạt giảm xuống cực nhanh, cái gì cũng phải mua ba phần, ngồi xe buýt cũng phải mua cho ba người, cô cũng không phải là mẹ đứa bé, tại sao phải nuôi hai người bọn họ? hơn nữa nhìn các cô giống như nghèo rất mồng tơi. Tại sao cô không bảo anh ấy đưa cho cô hai chục trái chuối tiêu? Trần Mạn Hồng nghiêng đầu nhìn đường khả hinh bật cười nói, chuối tiêu cũng còn có thể lấp đầy bao tử, có một ngày, hai người này gặm tất cả cọc gỗ trong phòng của cô. Sẽ không khoa trương như vậy chứ, nhã tuệ cũng sợ choáng váng. Cô nhìn một chút đi, chấm than ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lại chỉ vào không biết là tiểu vi hay tiểu hà, lúc sới cơm, trông chất cao giống như kim tự tháp, sau đó nhanh chóng đi tới, sau đó lại cúi đầu ăn cơm, cũng chỉ có ăn cơm. Cô sụp đổ nói, hai cô ấy ăn cơm một ngày, bằng mấy bữa cơm của tôi. Chấm than ngoặc kép, tiểu nhu cũng thật sự hết sức kinh ngạc trợn to hai mắt, tiến lên trước, nhìn hai người bọn họ, rất gian nan hỏi, xin hỏi. Các cô, các cô, ăn cơm từ lúc nào? Tiểu vi mỉm cười ngẩng đầu lên, đáng yêu nhìn tiểu nhu nói, 9 giờ sáng hôm nay. Bốn cô gái đồng thời khiếp sợ. Tô Thủy Kỳ thật sự đối với tôi rất tốt, Tiểu Nhu, cô có thời gian, nhớ tìm cho tôi nhiều tiền lẻ." Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nói. "Tại sao?" Tiểu Nhu không hiểu. Hiện tại mua cái gì ăn cái gì cũng phải ba phần, ngồi xe buýt cũng phải ba phần, nếu sớm biết như vậy, mới vừa rồi không gọi bọn họ vào." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh không muốn ăn nữa, để đũa xuống đứng lên, muốn đi lên lầu. "Đợi một chút." Trần Mạn Hồng lập tức cầm đúa, chỉ vào Đường Khả Hinh cao mày gọi, "Cô nói cho tôi biết, tiền lương của hai người ngoài hành tinh này, người nào phát?" Đường Khả Hinh thật sự sụp đổ, nắm tay vịn cầu thang kêu to, "Sẽ không phải là tôi phát chứ." "Tiền lương của hai cô bao nhiêu vậy?" Nhã Tuệ thật ngu ngốc hỏi. Tiểu Vi mỉm cười ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ nói, "Lương của tôi và em gái, tổng cộng 50 000 một tháng." Rầm 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 cả người đường khả hình loạn trọng ngã ở trên bậc thang, hoảng sợ đến đôi tay run rẩy khó khăn bỏ dậy. 50 ngàn, 50 ngàn còn dám ăn nhiều cơm như vậy, chấm hỏi ngoặc kép, tiểu nhu cũng không thể nhịn được nữa, kêu lên. Bình thường cậu chủ tô đều chuẩn bị cho chúng tôi một thùng cơm. Chấm ngoặc kép, tiểu hà là em gái, hơi hài lòng, lại gắp mấy cọng khoai tây ăn. Đừng ăn khoai tây nữa. Tiểu Nhu cảm thấy không chịu nổi nói, các người ăn nhiều như vậy, quả thực là sỉ nhục khoai tây nhà tôi. Nhà của thủ tướng thật sự rất hào phóng. Chứa hai người như vậy, tôi nhìn bọn họ mấy ngày, cũng chưa có thấy bọn họ có tác dụng, ngay cả đập hai con muỗi cho cô một lần. Trần Mạn Hồng nở nụ cười chế nhạo, mới cầm đũa muốn gấp thức ăn ăn cơm, sau đó món ăn trong đĩa trống không, cô trợn to hai mắt kêu, gì? Món ăn đâu? Bọn họ ăn rồi, tiểu nhu như học sinh tiểu học, tố cáo tất cả cho quản lý, chỉ vào tiểu vi và tiểu hà trần mạn hồng sụp đổ ngừng đầu quả nhiên nhìn thấy đôi song sinh này bới cơm xong mới bắt đầu gắp thức ăn ăn rất nhịp nhàng không chút nào có lỗi cô không chịu nổi lập tức nện đôi đũa xuống tức giận nói chơi ạ à? lưu nhã tuệ tôi tới nhà cô ngay cả cơm tôi ăn cũng không no ngay cả cọng khoai tây ở nhà cô cũng quý giá thần kinh cô không nói hai lời xoay người đi khỏi đừng đi đừng đi tôi chuẩn bị một chút món ăn cho cô Nhã tuệ bất đắc dĩ kéo Trần Mạn Hồng, ngượng ngùng cười nói, đừng nóng giận mà. Tôi đói chết, Trần Mạn Hồng tức giận nói. Nhã tuệ cũng thở dài, xoay người đi về phía phòng bếp. Lúc này đường khả hình cũng đã nhanh chóng thay quần áo xong, mặc áo sơ mi màu trắng bó sát người, váy ngắn màu đen, bên khoác tây trang màu đen bó sát người, đi xuống, vừa đi vừa cài cúc áo. Tiểu Vi và Tiểu Hà nhìn thấy cô chuẩn bị ra cửa, lập tức đứng lên, dọn xong tư thế vệ sĩ, nhìn cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn họ như vậy, thở dài, lắc đầu một cái, chỉ đành phải xoay người đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Nhã tuệ đang chuẩn bị cắt cà chua, nhìn đường khả hình ngạc nhiên hỏi. Hôm nay tổng giám đốc trở lại, phải đi họp gấp, mặc dù em chuyển đến bộ rượu, nhưng vẫn lấy danh nghĩa thư ký tổng giám đốc điều động qua, đương nhiên phải đi họp, hơn nữa đã bắt đầu thay mặt sàng lọc các đại lý rượu đỏ mới, em là giám sát viên. Đường khả Hinh đi tới bên cửa, hơi nâng chân dài hấp dẫn, thay giày cao gót màu đen, khom người móc nhẹ dây dày. Cô tốt chứ, chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút lo lắng nhìn cô. Em không sao, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh xoay người, mỉm cười nhìn cô nói, hôm nay có thể em sẽ về chế một chút, bởi vì bác dịch tiên sinh phải châm cứu cho em, vì chuyện này, anh ấy đã mắng em một lúc. Anh ấy có thời gian ở chỗ này lâu như vậy sao? Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi vòng một phẩm tử sắp bắt đầu rồi, hơn nữa anh ấy là dám khảo chính trong cuộc thi rượu đỏ vòng 2. Đường Khả Hinh đã bước nhanh đi ra ngoài, lập tức cảm thấy không khí nóng nực khiến người không chịu nổi, cô bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời gay gắt, nặng nề thở dài một hơi, tiếp tục chống cây dù, lau mồ hôi trên trán đi về phía trước. Tiểu Vi và Tiểu Hà lập tức che dù, đuổi theo. Chuyện của Khả Hinh và Tổng Giám Đốc tưởng ra sao? Trần Mạn Hồng nhìn nhã tuệ ngạc nhiên hỏi. Từ chối rồi, nhã tuệ cắt lát cà chua, nói. Từ chối, chấm hỏi ngoặc kép, Trần Mạn Hồng không thể tin nổi nói, thật hay giả. Ừ, chấm ngoặc kép, nhã tuệ dừng lại động tác, nhớ tới đường khả hình từ bệnh viện trở lại, ôm mình, dịu dàng nói, nhã tuệ. Em sẽ rất chăm chỉ thi đấu, nếu như em thua, chúng ta cùng đi nước Anh, đó là một đất nước xinh đẹp, cũng là thị trấn nhỏ xinh đẹp nhất trên thế giới, có thật nhiều truyền thuyết và câu chuyện tình yêu rung động lòng người, nếu như em thắng, em sẽ cùng chị trông chừng vườn nhau cả đời, tin rằng ở nơi đó sẽ tìm được hạnh phúc của chúng ta." Chấm ngoặc kép. Khả Hinh bỏ qua, nhưng tổng giám đốc Tưởng sẽ buông tha sao? Hai mắt Trần Mạn Hồng lóe lên, nhàn nhạt hỏi. "Sẽ không sao." Nhã Tuệ nhìn cô, có chút lo lắng để phòng hỏi. "Không biết." Chấm ngoặc kép. Trần Mạn Hồng cười nói. Nhã Tuệ nghe vậy, im lặng một lát liền cười nói, chẳng lẽ tôi lại phải cho cô ấy xem mắt à? Tôi muốn giới thiệu con trai của trưởng thôn chúng tôi cho Khả Hinh. Chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu trợn to hai mắt, rất sôi nổi ngẩng đầu nói, con trai của trưởng thôn có thể có tiền, có ba ngọn núi, còn có hồ Sen Minh Mông. Hiện tại hoa Sen sắp nở, rất thơm. Chấm ngoặc kép, hoa Sen nở rồi, cô vẫn còn ở nơi này. Trần Mạn Hồng lại trêu chọc cô, tại sao tôi không thể ở chỗ này? Tiểu Nhu tò mò hỏi người khác không cần nói, mùa hè năm nay sắp thi lên cấp 4 sao. Nếu như cô không đi, theo quy định của khách sạn, cô phải nghỉ việc đấy. Trần Mạn Hồng liếc mắt cười nhìn cô. Tiểu Nhu lập tức kinh ngạc há hốc, nhảy dựng lên nói tôi đi làm trước. Phải lấy giấy chứng nhận, chương 634 có một cô bé. 2 giờ chiều, đường khả hình sách theo tài liệu, nhanh chóng từ trên xe buýt nhảy xuống, lập tức liền bị ánh mặt trời gay gắt làm cho bỏng rát sau lưng, cô thở ra một hơi, nóng đến mở bung cổ áo tây trang của mình, vừa thở vừa đi về phía trước. phía trước một chiếc Bugatti Veyron màu đen số lượng có hạn, lấy dáng vẻ hết sức chói mắt, chạy về phía trước, cuối cùng dừng ở trước đại sảnh khách sạn. đường khả hinh lập tức dừng bước lại, gian trước vẫn muốn thi bằng lái, cho nên cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen này, la hoảng lên, trời ạ, à, xe thể thao cực đẹp. cô vẫn cảm thấy chiếc Audi pipic đã xinh đẹp nhất. Đây là Bugatti Veyron, 43 triệu. Tiểu Vi ở phía sau, mỉm cười đáp lời. Đường Khả Hinh nghe lời này, lại kinh ngạc nhìn tới trước. Hai nhân viên tiếp tân khách sạn, mặc đồng phục màu trắng nhanh chóng đi ra, cung kính gật đầu đối với người khách phía trước. Cửa xe từ từ mở ra. Một thanh niên tuổi chừng 23 đến 24 tuổi, để mái tóc ngắn hơi xoăn, tay trái đeo hoa tai đinh bằng kim cương, khuôn mặt rất đẹp trai, còn lộ ra mấy phần mùi thơm sữa ngọt, mặc tisoắt tay ngắn màu xanh dương nhạt nhãn hiệu thời thượng quần dài màu trắng đơn giản trên bả vai quàng khăn cổ đang lưu hành paris rất hấp dẫn hai mắt giống như không nhìn thấy thế giới này linh hồn trống rỗng bình thản cánh mũi thật cao lộ ra thân phận cao quý của anh đôi môi mím chặt lộ ra không một chút thỏa hiệp đường khả hình nhìn anh cả người chấn động giống như gặp qua ở nơi nào hai nhân viên tiếp tân hết sức cung kính gật với anh muốn giúp anh cầm túi sách lv trong tay Thế nhưng anh lại nhàn nhạt, nhạt hết sức nhẹ nhàng nắm túi hành lý, quăng ra ở phía sau vai, chậm rãi đi vào đại sảnh khách sạn. Rất đẹp trai, khách sạn chúng ta rất lâu không có khách nam đẹp trai rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên ôm tài liệu, mỉm cười nói một câu thế, liền ôm tài liệu đi vào trong. Tiểu Vi và Tiểu Hà lập tức theo đuổi. Trước quầy tiếp tân đại sảnh sang trọng, ba nhân viên tiếp tân, người mặc đồng phục màu đen, buộc búi tóc trang nhã, cùng nhau ngây ngô đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt. Người thanh niên trẻ tuổi này nhàn nhạt đứng ở trước mặt ba người các cô, ánh mắt khẽ xoay tròn, đưa ngón trỏ đeo chiếc nhẫn đen thật to, cong lên, gõ nhẹ mặt bàn một cái, dùng tiếng chung không quá lưu loát, lộ ra mấy phần đàn ông người Nhật Bản, nhẹ giọng nói tôi muốn một gian phòng. Lúc này từ trạch minh, mới giao ban trở lại, nhìn một thanh niên rất đẹp trai đứng ở trước mặt, ba cô gái lại ngây ngốc, anh vội vã ngại mất mặt lắc đầu đi tới, lập tức đẩy các cô ra, ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười nói: Xin lỗi, xin hỏi ngài cần phòng khách như thế nào? Là phòng tổng thống, hoặc khu biệt thự vip, hoặc phòng cảnh biển cao cấp. Hai mắt người thanh niên chỉ lóe lên một cái, mới dùng thái độ giống như không liên quan tới tôi, lạnh lùng nói: Tôi muốn phòng cảnh biển cao cấp, thuận tiện chuẩn bị một chai cao Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hình chậm rãi dừng thân, đứng ở giữa đại sảnh khách sạn ôm tài liệu, khẽ quay đầu nhìn người thanh niên kia. Cao và đốt là rượu vang trắng mùi táo người Pháp tương đối ưa chuộng, từ trước đến giờ là loại rượu uống sau bữa ăn, tại Trung Quốc ít người biết uống loại rượu vang trắng này. Vâng, xin hỏi ngài còn có cần cái gì khác không? Từ trạch minh lập tức mỉm cười hỏi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, anh không nói nữa, chỉ nhàn nhạt đưa thẻ căn cước ra, đặt tại trước quầy, giao cho từ trạch minh. Từ trạch minh khẽ mỉm cười đưa hai tay ra, nhận lấy thẻ căn cước, sơ lên, đột nhiên thấy đại danh tưởng văn phong. Hai mắt của anh sáng lên, lập tức cung kính khom lưng về phía anh lễ phép căng thẳng nói cậu chủ tưởng. Hoan nghênh trở về nước, chấm than ngoặc kép. Ba nhân viên tiếp tân có chút kinh ngạc nhìn quản lý. Tưởng văn phong giống như không xem trọng địa vị này, chỉ căn dặn nói, đừng thông báo cho bất cứ ai, tôi tự có tính toán. Vâng. Chúng tôi lập tức chuẩn bị phòng cảnh biển nhìn 360 độ cho cậu. Từ trạch minh lập tức nói. Tôi muốn phòng 2507 lầu 25. Chuẩn bị xong kính thiên văn và bản vẽ phản quang. Tưởng văn phong lại nhàn nhạt căn dặn. Vâng, từ trạch minh lập tức gật đầu. Tưởng văn phong không nói chuyện nữa. Chỉ cầm thẻ mở cửa phòng từ trạch minh đưa cho mình. Lại sách túi sách, nện ở sau vai chậm rãi bước đi. Đường khả hình ôm tài liệu. Dương mắt nhìn thanh niên đẹp trai ở trước mặt, tuổi hơi sắp xỉ với mình, so với thực tế bề ngoài càng lộ vẻ trẻ tuổi, có thể do thân phận sống trong nhung lụa, lúc nhìn người, luôn kinh ngạc, giống như một người chăm chú làm nghệ thuật, đối với tất cả thế giới bên ngoài đều không quan tâm, thậm chí lộ ra mấy phần coi thường. Nhưng, cô hơi nhíu mày, cảm giác người thanh niên này có chút giống với người kia. Tưởng Văn Phong nắm túi du lịch của mình, đi về phía trước đi qua bên cạnh đường khả hình thì giống như đang suy nghĩ chuyện gì, bả vai va vào bả vai của cô một phát. Ôi, chấm than ngoặc kép, tài liệu trong tay đường khả hình rào rào rơi trên mặt đất, văng đầy sàn, cô lập tức quay đầu nhìn sang. Người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đó đã đi xa. Người tuổi trẻ bây giờ thật không có lễ phép, chấm than ngoặc kép, thậm chí đường khả hình đã quên nhớ mình còn nhỏ hơn so với anh, trong lúc nhất thời tức giận ngồi sổ người xuống. Nhặt tài liệu một phần hai ba phần phần, vừa nhặt cô đột nhiên có chút không thể tin nổi quay đầu nhìn tiểu vi và tiểu hà ở sau lưng kinh ngạc nói kỳ lạ không phải tô thủy kỳ phái các người tới đây giúp tôi sao đúng vậy đôi song sinh mỉm cười sảng khoái trả lời vậy anh ta mới vừa đụng tôi các người chấm ngoặc kép đường khả hình kinh ngạc nói tại sao các người không bảo vệ tôi tiểu vi mỉm cười trả lời cô bởi vì anh ta không có ý nguy hiểm với cô càng không có ý công kích cậu chủ tô căn dặn chúng tôi tuyệt đối không thể quấy rầy sinh hoạt hàng ngày của cô. Đường khả hình trợn to hai mắt, không nói nhìn bọn họ, thật lòng cảm thấy hôm nay không nên mời các cô vào trong nhà ăn cơm. Cô thở dài một cái, nhanh chóng nhặt tài liệu trên mặt đất lên, một phần hai ba phần phần, hôm nay phải đi họp ở tòa nhà hành tránh Á Châu. Thời gian có chút gấp, cô lập tức ôm lấy tài liệu, đi về phía thang máy thật nhanh, không ngờ lại nhìn thấy người thanh niên kia cũng đứng ở trước thang máy, chờ thang máy, trong mắt không có người hai mắt của cô chợt lóe nhớ tới anh mới vừa không có lễ phép, trong người không khỏi nổi lên ý xấu, ngẩng đầu nhìn con số thang máy, sắp đến lầu một, cô liền ho khan một tiếng, quay đầu nhìn người thanh niên kia, mỉm cười nói, tiên sinh. Tưởng văn phong giống như không có nghe thấy. Đường khả hình hít mắt nhìn anh, lại không nhịn được cao giọng gọi, trai đẹp. Chấm than ngoặc kép. Lúc này tưởng văn phong mới giống như có chút nhàm chán quay đầu, nhìn cô gái trước mặt. Anh rất đồ ở bên kia dường như là một phần tài liệu chấm ngoặc kép đường khả hình chỉ một bình hoa cao lớn ở trước đại sảnh nói hai mắt tưởng văn phong lóe lên nghi ngờ liền có chút hít ngạc nhiên đi về phía trước cũng không nói tiếng cảm ơn cửa thang máy mở ra sau đó đường khả hình nở nụ cười một mình đi vào tiểu vi và tiểu hà cũng cười đi tới tưởng văn phong đi tới bên cạnh bình hoa kia đang ngạc nhiên cúi đầu nhìn trên đất không có gì nha lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn thang máy ở đầu kia đường khả hình cũng đang đóng cửa thang máy nheo mắt nhìn anh nở nụ cười vẫy vẫy tay tưởng văn phong sướng sờ nhìn người này cửa thang máy lập tức đóng lại chặt kín không có lễ phép không cho anh nếm thử một chút hậu quả xem anh còn uống ra mùi vị cao va đốt không hừ đường khả hình nghiêm mặt nhìn thang máy vọt lên trên sắp tới lầu phụ tầng không khỏi nghĩ tới chút nữa sẽ có thể nhìn thấy trang hạo nhiên sắc mặt của cô khẽ thu lại, nắm tài liệu, thở mạnh. Hôm nay cuộc họp quan trọng là thảo luận tất cả hạng mục giai đoạn 1 của dự án khách sạn dưới nước, còn có sàng chọn nhà cung cấp tất cả mọi thứ, cho nên lãnh đạo cấp cao hoàn cầu và giám sát viên đến, rồi giết đứng ở trước phòng họp to lớn số 12, nhỏ tiếng trò chuyện sơ qua tình hình cuộc họp. Tiêu Đồng và Đông Anh hai thư ký trưởng đang bận rộn cả trong ngoài phòng họp, bởi vì tưởng thiên lỗi bị thương nằm viện, cho nên do tưởng vĩ quốc và bốn phó tổng chủ trì cuộc họp bên phía khách sạn Á Châu. Đường Khả Hinh đi tới trước phòng họp, vừa vặn nhìn thấy đồng nghiệp phòng thư ký Hoàn Á, mọi người đều hết sức gấp gáp bận rộn trong trong ngoài ngoài, cô lập tức mỉm cười đi tới, dịu dàng gọi nhỏ, An An. Cô tới rồi, đã lâu không gặp, tiểu Đường. An An nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức hoài niệm cô chịu khó ở phòng thư ký, mỉm cười đi tới trước mặt cô, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô hỏi ở bộ rượu có tốt không tốt chấm ngoặc kép đường khả hinh mỉm cười gật đầu sau đó nhìn về phía đám người vô cùng náo nhiệt vừa vặn nhìn thấy đám tô lạc hoành bốn người đàn ông ở nơi đó cười nói cô liền mỉm cười gật đầu chào hỏi bọn họ nhìn thấy tổng giám đốc chưa tiêu đồng đi tới sốt ruột hỏi an an lại thấy đường khả hinh tới cô lập tức vui mừng cười nói khả hinh cô tới rồi chấm than ngoặc kép ừ chấm ngoặc kép đường khả hinh mỉm cười đáp cuộc họp hôm nay cô nhất định phải tham gia tương lai hết sức thú vị bởi vì kiến trúc sư thiết kế tòa nhà khách sạn dưới nước mô hình giống như một bức tranh chính giữa còn có một nhà trưng bày dưới nước hoặc bên trong khách sạn còn có nhà hàng cá cảnh nhiệt đới và vườn san hô thậm chí còn có kho chữ rượu đỏ mới dùng kỹ thuật lưu trữ rượu đỏ hàng đầu lauren và vitus tiên sinh sẽ xuất hiện ở cuộc họp vòng thứ ba để nghe báo cáo tiêu đồng mỉm cười nói có thật không đường khả hình thật không ngờ đặc sắc như vậy. Ừm, tiêu đồng đáp lời, nhưng vẫn nhìn đám người xung quanh, lại lo lắng hỏi, mọi người thấy tổng giám đốc không? Không có, An An nghi ngờ nói, nghe nói đã xuống máy bay trực tiếp đến phòng họp bên này. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng suy nghĩ một chút, liền thực vội căn dặn An An nói, An An, cô mau vào đi vào phòng hội nghị, chuẩn bị bản văn họp cho đi cây, khả hình. Cô giúp một chuyện, đến bên hoàn á giúp tôi nhìn xem lão đại đã về chưa mới vừa rồi tôi gọi điện thoại di động anh ấy không có nghe vì đến giờ họp rồi nội dung tăng thêm ba hạng mục gần đây anh ấy luôn luôn có thói quen trước khi họp phải xem qua nội dung cuộc họp một lần tôi sợ lúc anh xem sẽ quên thời gian họp điện thoại bên trong phòng làm việc cũng không nghe đây là thói quen của anh ấy à tôi đi đây chấm ngoặc kép mặt của đường khả hình có chút ửng đỏ nhiều ngày trôi qua vẫn không có liên lạc Hiện tại gặp mặt cảm giác có chút xấu hổ. Ừ, làm ơn, làm ơn, tôi yêu cô, bảo bối. Chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng không nói hai lời, liền vội vàng kéo An An, gấp gáp vội đi tới phòng họp. Này, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ôm tài liệu, nhìn bóng lưng Tiêu Đồng, khẽ thở dài, lại không có cách nào xoay người đi tới lầu phụ Hoàn Á. Đã lâu cũng không có trở lại tòa nhà Hoàn Á, Đường Khả Hinh nặng nề đứng ở trước vườn hoa, ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc này hai mắt khẽ lóe lên, nhưng vẫn nhắm mắt đi vào. Bởi vì hôm nay phải đi họp, rất nhiều lãnh đạo cấp cao và thư ký cũng tham gia, cho nên tòa nhà có vẻ vắng lạnh, nhưng bộ phận hành chính vẫn náo nhiệt. Đường Khả Hinh mỉm cười đi ra thang máy, nhìn đồng nghiệp phòng hành tránh nhau nhau gật đầu mỉm cười chào hỏi, nhưng không có lưu ý đến bọn họ đang sôi nổi ở trong, mà một mình bình tĩnh đi đến trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một hơi, vẫn vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa bên trong không âm thanh âm truyền đến. Đường Khả Hinh liền đưa ra tay, nhẹ nhàng gõ cửa, dịu dàng gọi Tổng Giám Đốc, sắp bắt đầu họp rồi, xin hỏi anh có thể đi chưa? Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Đường Khả Hinh sững sờ, không có cách nào, bởi vì quá quen thuộc anh thức giật, liền đẩy nhẹ cửa chính phòng Tổng Giám Đốc ra, đi tới trước vừa nhìn. Trên ghế da to lớn màu đen sáng ngời trong phòng làm việc, tượng trưng thân phận Tổng Giám Đốc Tôn Quý hiền Hách, chậm rãi đón gió biển mãnh liệt quay tới, một cô bé chừng 5 tuổi, buộc hai bím tóc đáng yêu, mặc váy lụa trắng như tuyết, trợn to hai mắt sáng ngời, bộ dạng tổng giám đốc nhí từ trên cao nhìn xuống, hai tay vịn hai bên tay ghế ra, khí thế nghiêm túc nhìn đường khả hình. Tài liệu trong tay rào rào ào ào rất xuống. Đường khả hình trước mắt, ngu ngốc đứng ở trước cửa, đầu lập tức phóng đại, nhướng mày, khoa trương nghĩ chuyện này. Ai vậy? Chương 635, bài ca hôn lễ. Chị là ai, cô bé này, rất vinh váo, hai tay nắm chặt tay ghế, ngẩng đầu lên nhìn đường khả hinh, cất tiếng trong trẻo hỏi. Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hinh mới vừa muốn nói. Cửa phòng nghỉ ngơi nhẹ nhàng truyền đến tiếng động. Đường khả hinh lập tức, sững sốt quay đầu. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, tay áo mở ra, hai tay áo sắn lên, rất phong độ tự nhiên đi ra, mới vừa muốn nói lại nhìn thấy đường khả hình đã đứng ở bên trong phòng làm việc. Anh sững sờ, nhìn cô đột nhiên mỉm cười, nói, sao em lại tới đây? Đường khả hình không biết nói sao, chỉ là dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô như vậy, lại bật cười nói, em làm sao vậy? Chú, chị ấy là ai vậy? Cô bé này tên là Sa Sa, đột nhiên nhìn đường khả hình chầm chầm giống như nhìn tình địch, có chút cảnh giác hỏi. Chị ấy là chị đường. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười đi về phía ghế giữa salon, bưng một đĩa anh đào, đi tới trước mặt xa xa, đặt ở trước bàn làm việc, mới hơi quay đầu nhìn đường Khả Hinh hỏi em tìm đến anh có chuyện gì sao? Đường Khả Hinh vẫn nhìn cô nhóc tay hái một trái anh đào to nhét vào trong miệng, ăn ngọt ngào như thục nữ, cô lạnh nhạt nói, cuộc họp sắp bắt đầu, tiêu đồng có chút bận tâm anh đang xem nội dung cuộc họp, quên mất giờ đi họp, mọi người đang bận, để em tới nhắc nhở anh. Nhưng không ngờ, anh không có xem nội dung mà xem bảo bối nhỏ này chấm ngoặc kép trang hạo nhiên bật cười đi về phía bên cạnh bàn làm việc tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của xa xa sửa bím tóc của cô bé một chút mới đầy vui vẻ và thương yêu nói thật ra tối hôm qua anh từ nhật bản trở về thuận tiện đi thăm người bạn học ở cambridge một chút không ngờ cô bé này giống như yêu anh muốn đi theo anh trở về vừa lúc cha mẹ có việc quan trọng nên để cho nó đi về cùng anh chơi mấy ngày đáng yêu chứ trêu chọc chết người chấm than ngoặc kép chú năm nay cháu 5 tuổi, 13 năm nữa con sẽ có thể gả cho chú. Chấm than ngoặc kép, bé xa xa nở nụ cười ngọt ngào vô địch thiên hạ, lập tức ôm chặt bên hông trang hạo nhiên, ngẩng đầu lên rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu nói, ở trong 13 năm này, chú ngàn vạn lần không thể cùng bất kỳ người phụ nữ nào ở chung một chỗ nhé. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên không nhịn được phì cười, tay vỗ nhẹ ở trên vai của cô bé, nói, vậy trong 13 năm này, cháu cũng không thể ở chung một chỗ với người khác. Dĩ nhiên, cháu là cô dâu của chú mà, dĩ nhiên không thể cùng người khác ở chung một chỗ. Xa xa lại ngẩng đầu lên, rất vui tươi ái mộ nhìn Trang Hạo Nhiên. Đường khả hình a hát một tiếng, trong lòng nhàm chán, sau khi nở nụ cười, mới nói, trong 13 năm này, em không thể nói chuyện với bất kỳ một bé trai khác, nếu như nói chuyện với bé trai khác, thần tình yêu sẽ dùng mũi tên bắn cái mông của em cô nhóc xa xa lập tức giống như nhìn tình địch trừng mắt nhìn về phía đường khả hình. Không nên nói như vậy, sẽ làm đứa bé bị sợ. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cảm nhận được thân thể xa xa có chút cứng ngắc, liền lấy tay vuốt nhẹ bả vai của cô bé, cười nói. Qua 13 năm con bé cũng đã là vợ của anh rồi, không phải đứa bé. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cũng giống như nói đùa nhìn anh, vẻ mặt hơi thu lại, hơi nghiêm túc nói, cuộc họp sắp bắt đầu, khi nào anh mới đi lập tức chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức đứng ở trước mặt cô nhóc xa xa vẻ mặt dịu dàng nở nụ cười sửa nhẹ lại tóc ngắn bên khuôn mặt nhỏ bé của nó mới nói nhóc chấm ngoặc kép sắc mặt của đường khả hình cứng đờ cháu ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi chú phải đi học ngay đợi chút nữa chú học xong đưa cháu đi phòng ăn biển ăn cơm được không trang hạo nhiên khẽ đùa với người bạn nhỏ cười nói không muốn xa xa lập làm nũng nhìn trang hạo nhiên bĩu môi nói cháu muốn đi theo chú đi học cháu không muốn tách khỏi chú trang hạo nhiên lại không nhịn được cười run người liền vỗ nhẹ khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cô bé nói được chú đưa cháu đi học nhưng cháu phải hứa với chú lúc chú đang học cháu không được phép nói chuyện biết rồi chú của cháu nhất định rất đẹp trai rất đẹp trai chấm than ngoặc kép cô nhóc xa xa lập tức đưa bàn tay nhỏ bé ra đặt ở cằm của mình giống như nâng hoa sen cười nói ha 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 chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lại bị cô nhóc này chọc cười nói một câu cháu chờ một chút anh liền đứng dậy đi về phía giá áo trước cửa sổ sát đất buông ống tay áo của mình xuống im lặng cài cúc áo xong lại lấy tây trang màu đen của mình xuống đưa lưng về phía hai người nhẹ nhàng mặc vào đôi mắt đường khả hình vẫn nhìn chằm chằm cô nhóc đó ánh mắt cô nhóc xa xa sáng lên dáng vẻ người thắng cuộc nhìn đường khả hình đường khả hình lại nở nụ cười Bộ dáng hoàn toàn khi dễ. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, hai mắt khẽ lóe lên mấy phần dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười hỏi, "Tổng giám đốc tưởng chúng ta gần đây khỏe không?" Lúc này Đường Khả Hinh mới thu sắc mặt, nhìn anh lạnh nhạt nói, "Khôi phục rất tốt, nhưng khẩu vị nhạt một chút." Chấm ngoặc kép. Hai mắt Trang Hạo Nhiên hơi xoay tròn, lại nở nụ cười nhiệt tình, hơi sửa sang lại tay trang, cổ áo tùy ý mở ra rất phong độ đẹp trai liền đi về phía xa xa cười nói đến đây đi cô dâu của tôi chấm ngoặc kép đợi một chút chấm ngoặc kép đường khả hình có chút buồn cười nhìn trang hạo nhiên luôn luôn xem cuộc họp như thần thánh nhẹ nhàng chỉ về phía cô nhóc xa xa có chút miễn cưỡng và nghi ngờ nói anh thật tính cùng cô nhóc này tham dự cuộc họp à cuộc họp hôm nay chấm ngoặc kép cô nhóc xa xa lập tức trợn to ánh mắt như chuông đồng nhìn đường khả hình khuôn mặt không thích mất hứng không vui Đường khả hình cũng không có khách khí nhìn cô bé nói, cô bé tham gia thật không quá ổn chứ. Không biết, anh hiểu nó, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên bật cười tiến lên, tự tay sửa sang lại tài liệu họp. Cháu tới giúp chú, chú, chấm than ngoặc kép, TCO nhích xa xa lập tức đứng lên, thân thể thấp bé đứng ở trước bàn làm việc, hơi nhón chân lên sửa sang lại tài liệu thật tung tung trước bàn. Xa xa ngoan, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên lại vuốt nhẹ đầu của cô bé, sau đó người lại đi vào phòng nghỉ ngơi, lấy tài liệu mình mang về từ Nhật Bản, cùng mang đi, tối hôm qua anh hẳn không có về nhà. Tối hôm qua, anh không có về nhà nghỉ ngơi à? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhịn được hỏi. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô mỉm cười nói, không có, bởi vì có một chút việc gấp phải xử lý. Vậy, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại không nhịn được chỉ về phía cô nhóc xa xa, không thể tin nổi hỏi, hai người nghỉ ngơi thế nào? ngủ chung nha, em ôm chú, chú ôm em ngủ. Chấm than ngoặc kép, cô nhóc xa xa lập tức ngẩng đầu lên, hả hê nhìn đường khả Hinh cười đáng yêu, nói. Ánh mắt của đường khả Hinh nóng lên, nhìn chằm chằm cô nhóc chết tiệt này một cái, lại lập tức quay đầu nhìn trang hạo nhiên, vẻ mặt khẽ động có chút không thể tin nổi nói, có thật không? Tổng giám đốc trang, chấm ngoặc kép chấm, ừ, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên không nhịn được bật cười nói. Anh, làm sao anh có thể cùng một? chấm ngoặc kép, đường khả hình lại nhịn không được nói. Thân ái, con bé còn chưa có đầy 5 tuổi. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình bật cười nói, lúc nó sinh ra, anh vẫn ôm nó. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhịn không được, lại muốn nói chuyện. Trang hạo nhiên hơi thu nụ cười, nhìn đường khả hình, không tức giận nói, không có gì. Tối hôm qua con bé tới, không đến bao lâu đã ngủ mất rồi, anh vẫn xem tài liệu đến bây giờ. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình mới buông lỏng một chút. Tối nay chúng ta sẽ ngủ chung á, chú đã hứa với cháu, phải ôm cháu ngủ chung. Xa xa vui vẻ ngẩng đầu lên, hả hê nói. Đường khả hình lập tức nhìn vẻ mặt cô bé, lại muốn khi dễ. Trang hạo nhiên chỉ cười, cũng không phát biểu ý kiến, mà xoay người đi vào phòng nghỉ ngơi, cầm hai phần tài liệu đi ra, cùng tài liệu xa xa sửa sang lại cho mình đưa cho đường khả hình. Đường khả hình nhẹ nhàng nhận lấy. Đi thôi, bảo bối chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức vươn tay về phía cô nhóc xa xa cười nói chúng ta phải đi học rồi chấm ngoặc kép vâng cô nhóc xa xa lập tức rất thuộc nữ đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay của trang hạo nhiên nở nụ cười ngọt ngào như cảm ơn lại nói chú chúng ta đi vào giáo đường làm lễ kết hôn chứ được ha 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 chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lại phì cười cô nhóc xa xa vừa nghe lập tức thật vui vẻ chứ cô dâu nhỏ xấu hổ khẽ hát bài ca hôn lễ là la 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 chấm ngoặc kép trang hạo nhiên bị chọc thật vui vẻ đi theo sát cô dâu nhỏ thật giống như chú rễ đẹp trai hấp dẫn đi về phía trước căn dặn khả hinh mau mở cửa giáo đường đường khả hinh ôm đống tài liệu khuôn mặt thối hoác đứng ở phía sau thật sự quá nhàm chán nở nụ cười nhưng chỉ đành bất đắc dĩ đi về phía hai cánh cửa phòng làm việc phịch một tiếng đẩy cửa ra sau đó đứng ở một bên. Tất cả đồng nghiệp phòng hành tránh, toàn thể nhất trí ngẩng đầu nhìn tới trước. La 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 la, La 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 la, La 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 la, chấm ngoặc kép, cô nhóc xa xa nện bước chân rất thục nữ, một tay nắm nhẹ tay, chú rể vừa vén nhẹ đuôi váy, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào đi về phía trước, biết đồng nghiệp phòng hành tránh đều đang nhìn, cô bé lập tức rất chính thức, trong trẻo nói cảm ơn mọi người tới tham gia hôn lễ của chúng tôi, cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Trang hạo nhiên hơi nheo mắt nhìn tất cả nhân viên. Tất cả nhân viên phòng hành tránh, lập tức đứng lên, rối rít vỗ tay, mọi người vỗ tay cuồng nhiệt. Đường khả hình đứng ở trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt bốp bốp bốp, hận không được coi tài liệu trong ngực đều là giấy màu hất tung tất cả trước mặt đôi người cô dâu chú rể hạnh phúc, cắn răng nghiến lợi chúc mừng hai người bọn họ trăm năm hạnh phúc. Audio điện tử võ tấn bền Chương 636, vào thời khắc này. Phòng họp, tất cả lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu ngồi vào bên trong, tất cả thư ký đã đem tài liệu cuộc họp đã chuẩn bị xong đưa đến trong tay tất cả lãnh đạo cấp cao, bao gồm bốn phó tổng của Tưởng Thiên Lỗi và bốn phó tổng của Trang Hạo Nhiên. Tiêu Đồng và Đông Anh cùng nhấc cổ tay, nhìn thời gian vừa đúng 3 giờ chiều, liền cùng gật đầu, chia ra cầm hộp điều khiển lên, nhấn nhẹ mở màn hình tinh thể lỏng lớn trong phòng họp, chỉ thấy sau mấy trận lóe lên lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu trên toàn thế giới cùng xuất hiện ở bên trong màn hình lớn. Đông Anh mỉm cười nhìn mọi người, nói nhỏ cho mời hai vị chủ tịch hoàn cầu. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cửa chính ầm ầm mở ra, tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ hai người đồng thời mỉm cười đi vào phòng họp. Các lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới vì hai vị chủ tịch tề tụ lại với nhau chủ trì cuộc họp vào thời khắc này, mà cảm thấy vui vẻ đứng lên, hướng về phía bọn họ rối rít vỗ tay, bày tỏ tâm trạng vô cùng hưng phấn. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tính vô cùng nhau hơi dơ tay về phía các lãnh đạo cấp cao, sau đó cùng nhau ngồi vào vị trí ngang hàng tại bàn họp hình bán nguyệt, hai thư ký trưởng lập tức mang tài liệu đưa lên. Tiêu đồng có chút lo lắng ngồi ở vị trí thư ký hàng đầu, lại nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, tại sao suy nghĩ Trang Hạo Nhiên còn chưa tới. Tổng Giám Đốc Trang đến, bên ngoài một tiếng hô truyền đến các lãnh đạo cấp cao lập tức hơi sửa sang lại Tây Trang, nét mặt lộ ra nghiêm túc, đồng thời đứng dậy, đứng thẳng người nhìn tới trước. Cửa chính mở ra lần nữa. Suốt cuộc trang hạo nhiên giống như ánh mặt trời rạng rỡ, nở nụ cười dắt một cô bé đi vào phòng họp. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, bao gồm bọn người Tô Lạc Hoành và Tiêu Đồng, thậm chí tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ Nhíu chặt mày, đồng thời gỡ mắt kính xuống, nhìn trang hạo nhiên. Vẻ mặt đường khả hình bất đắc dĩ đi theo phía sau, nhìn bóng lưng bình tĩnh của Trang Hạo Nhiên, thật sự không hiểu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười rất xa xa, hết sức bình tĩnh thong dong đi lên ba bậc thềm trải thảm đỏ, đi tới vị trí tổng giám đốc, thậm chí thoải mái giơ tay đối với mọi người, nói, mời ngồi. Mọi người dối rít kinh ngạc ngồi xuống, mờ mịt nhìn Trang Hạo Nhiên. Mặc dù tiêu đồng cảm thấy kỳ dị, bởi vì từ buổi sáng hôm nay cô vẫn bận rột, không có đi qua văn phòng tổng giám đốc, tìm được một bảo bối nhỏ như vậy từ nơi nào cô cảm thấy rất không hiểu đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên đã dẫn cô bé đi về phía phía chỗ ngồi tổng giám đốc, cô lập tức hiểu ý, đang trong ánh mắt kỳ dị của mọi người, bước nhanh đi ra ngoài, một lát sau để cho hai bảo vệ mang cái ghế ra nhỏ hơn, nhưng vẫn hết sức tinh xảo, đặt ở bên cạnh ghế tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười đỡ bảo bối nhỏ mồi lên, giống như cha người ta, dịu dàng thân thiết nói với cô bé, cháu ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chú chuẩn bị họp đấy. Vâng. Vẻ mặt cô nhóc xa xa bình tĩnh gật đầu, không chút nào rung động vì tình huống tại hiện trường, mỉm cười gật đầu. Trang hạo nhiên nở nụ cười, cởi bỏ cúp áo trang tây, ngồi ở trên ghế ra. Đường khả hình chỉ đành phải lạnh nhạt đi lên trước, đưa cho anh tài liệu mới vừa thu thập xong, liếc xa xa một cái. Thái độ xa xa vẫn đáng yêu giống như vợ của Tổng Giám Đốc, mỉm cười nhìn mọi người. Cô A hát một tiếng, sau đó nở nụ cười, mới đi về phía vị trí bản số 2 của mình trong phòng họp. Lúc này Đông Anh lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên, ở bên tai của anh cúi đầu nói một câu. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười có chút kinh ngạc nhìn Đông Anh, nói thật sao? Mau mời. Vâng, chấm ngoặc kép, Đông Anh đáp lời, lập tức đi ra khỏi phòng họp. Trang Hạo Nhiên lập tức nở nụ cười nhìn mọi người nói, hoàn cầu chúng ta cho tới nay đều dựa vào thái độ chuyên nghiệp cẩn thận nhất, sáng tạo ra từng thứ tốt đẹp, hơn nữa tôi rất mừng vì tất cả nhân viên hoàn cầu chúng ta đều dùng thái độ hoàn hảo tuyệt đối, thể hiện năng lực mạnh mẽ của mọi người. Lần này khách sạn dưới nước có thể thuận lợi triển khai, một là do tất cả lãnh đạo khách sạn của chúng ta siêng năng, dũng cảm, có tinh thần không nản chí, hai là do hoàn cầu chúng ta chính xác có nhân tài xuất hiện lớp lớp. Có người được xưng là thiên tài, đứa con cưng mới nhất của giới kiến trúc, Tưởng Văn Phong, là một trong những kiến trúc sư chính của dự án khách sạn dưới nước của chúng ta hôm nay cuối cùng cậu ấy du học ở Nhật Bản đã trở về, lần đầu tiên sẽ thể hiện những điều đặc sắc nhất đối với các vị. Mời mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Anh nói xong, mỉm cười giơ tay vỗ tay trước. Người cả phòng họp cũng rối rít kinh ngạc vỗ tay. Bốn người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai đồng thời khiếp sợ nhìn Thái Hiền mới vừa từ Nhật Bản trở về. Thái Hiền thật sự ủy khuất cao mày căng thẳng cúi đầu, cảm thấy thật có với lỗi lão đại. Tiêu đồng cũng nặng nề thở dài một hơi, Cười khổ vỗ tay. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng, hỏi khẽ chuyện gì. Tiêu Đồng thừa dịp tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mới lại gần Đường Khả Hinh, nói khẽ tưởng Văn Phong là em họ tổng giám đốc tưởng, lúc nhỏ tình cảm của hai người cực tốt, hơn nữa cậu ấy là kiến trúc sư thiên tài, cậu ấy đã từng được kiến trúc sư thế giới cho rằng là người sáng tạo ra nghệ thuật kiến trúc, tên tuổi sẽ được lưu giữ vào lịch sử kiến trúc huy hoàng, lần này cậu ấy trở lại, đoán chừng là bởi vì thân thể tổng giám đốc tưởng không tốt để tránh tổng giám đốc chúng ta làm ngư ông đắc lợi, cho nên trở về trấn áp toàn trường. Nhưng điểm chết người không phải là cái này, mà là cậu ấy có sức thu hút cực cao, lại là một thiên tài, từ trước đến giờ bậc thầy đi cây chúng ta sáng tác càng ngày càng nghiêng về khuynh hướng bảo thủ, cho nên lần này cậu ấy trở lại, có lợi cho tập đoàn Á Châu tranh thủ càng nhiều hạng mục khách sạn dưới nước hơn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn có chút không hiểu. Tiêu đồng cười khổ quay đầu, nhìn đường khả hình dịu dàng cười nói, phải biết, người nào tranh thủ hạng mục nhiều, người đó sẽ nắm giữ phần lớn nguồn tài chính khách sạn dưới nước. Đường khả hình lập tức hiểu rõ, cô vẫn ngây thơ cho rằng hai người đàn ông đấu nhau, sẽ căn cứ vào hoàn thành hạng mục khách sạn dưới nước lần này, mà hủy bỏ đối kháng, không ngờ lúc này vừa mới bắt đầu. Nói thật, chấm ngoặc kép. Tiêu đồng có chút khổ não cười nói, bản thân tôi cũng thích tên nhóc trẻ tuổi đẹp trai đó, làm cho người ta hết sức kinh ngạc. Đường Khả Hinh vừa nghe, ngược lại thật sự muốn gặp tưởng Văn Phong, người được gọi là thiên tài, một lần. Cửa chính ẩm ầm mở ra, trước cửa một thanh niên tuổi còn rất trẻ nhàn nhạt, nhạt đứng đó, mặc áo sơ mi tay ngắn màu xanh dương, quần tây màu trắng, nhìn về phía mọi người hơi lễ phép gật đầu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy người thanh niên quá quen thuộc, ánh mắt của cô trừng to, sau lưng trượt lạnh, không ngờ lại có thể là anh. Không trách được quen mặt như vậy, thì ra là em họ của tưởng thiên lỗi, giữa hai lông mày khí thế vẫn không tha người, thật sự là như một khuôn đúc ra. Tưởng Văn Phong chỉ nhàn nhạt, nhạt đi tới, nhìn mọi người hơi gật đầu, liền ngồi vào đội kiến trúc sư trưởng ở bên dưới, cung kính chào thầy giáo đi cây ở bên cạnh. Đi cây cũng hết sức vui vẻ nhìn Tưởng Văn Phong mỉm cười gật đầu. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, Đông Anh lại mỉm cười nhìn mọi người nói, chúng ta cho mời Tổng Giám Đốc Tưởng, mặc dù thân thể bị thương nhưng vẫn kiên trì tham dự cuộc họp. Chấm ngoặc kép, Cô nói xong, liền nhanh chóng cầm lên hộp điều khiển từ xa, mở LCD ngay chính giữa phòng họp. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu đen, mặc dù sắc mặt hơi lộ ra mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn rất lạnh lùng lóe lên, xuất hiện trong màn hình lớn. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy tưởng thiên lỗi, đột nhiên mỉm cười, vỗ tay. Cả hội trường cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường khả hình cũng rất đau lòng nhìn tưởng thiên lỗi, vừa vỗ tay, trong lòng vừa nghĩ, cuộc họp này cùng đến đối với anh quan trọng đến cỡ nào. Hoàn cầu chúng ta phải có tinh thần hy sinh giống như Tổng Giám Đốc Tưởng, nhất định sẽ đón gió lướt sóng, trăm trận trăm thắng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười mở microphone trước bàn, nhìn mọi người lại nghiêm nghị phong độ, nói. Tổng Giám Đốc Trang khách khí, Tưởng Thiên Lỗi liếc mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười không có nói gì thêm, mà tiếp tục nhìn mọi người một vòng, rốt cuộc chính thức nghiêm túc nói, đối với bản thiết kế bên ngoài khách sạn dưới nước, cơ bản đã hoàn thành, mà do đi cây dẫn dắt đội kỹ sư thiết kế, thực hiện kết quả mô phỏng hiện trường một gian gian dài, cũng đã khảo sát tình hình hiện trường, rốt cuộc xác định khách sạn dưới nước của chúng ta là một công trình vĩ đại, hoàn thành cách khách sạn Á Châu chúng ta khoảng 37 cây số về BN Đỡ âng. Hiện tại chúng ta hãy xem mô hình kiến trúc giống như con sứa của chúng ta. Phòng học chợt tối xuống bốn hướng chậm rãi mở ra màn hình LCD khoảng 100 inch, khắp nơi hiển thị tòa nhà hình, con sứa tuyệt đẹp ở trong làn nước xanh thẳm theo hiệu ứng màn hình tinh thể. Mọi người nhìn hình ảnh con sứa đã hoàn thành, trong lòng hết sức sôi trào. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, Đông Anh với tư cách là thư ký chính khách sạn Á Châu, mỉm cười nhìn mọi người, nói, do đội kỹ sư thiết kế chúng ta cũng phải có người phát ngôn chính. Lâm Tử Huy sẽ trình bày bản thiết kế bên trong khách sạn cho mọi người trên khuôn mặt đẹp trai của lâm tử huy lập tức lộ ra nghiêm túc chậm rãi đứng dậy từ vị trí kỹ sư thiết kế đứng lên kéo nhẹ cây thước màu bạc đi tới trước lcd dùng tay thao tác bản vẽ trong máy vi tính trong lúc chờ bản vẽ sáng lên anh ngẩng đầu lên nhìn mọi người chậm rãi nói chúng ta xây dựng khách sạn dưới nước là để tạo nên một kỳ tích đối với tất cả khách sạn trên thế giới chúng ta di rời tầm mắt từ mặt đất đi vào trong nước phải biết trái đất chúng ta còn có tên gọi là quả cầu nước thật ra khách sạn dưới nước càng đặc sắc hơn Cảnh tượng khách làm sao từ mặt đất tiến vào khách sạn? Chúng tôi đã mô phỏng hiện trường nhiều lần, phát hiện ngồi thang máy đi vào khách sạn, thật ra khách sẽ bỏ lỡ quá trình trải nghiệm tâm lý từ mặt đất đến dưới nước, bởi vì đây là quá trình vô cùng kỳ diệu, chúng ta không muốn khách có bất kỳ tiếc nuối nào, nhất là thế giới đặc sắc ở dưới nước. Cho nên kỹ sư thiết kế chúng tôi đã lớn mật sáng tạo, cầu thang nước từ mặt đất kéo dài xuống dưới nước. Chấm ngoặc kép. Cầu thang nước, Trang Hạo Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Mỉm cười hỏi, cái gì gọi là cầu thang nước? Có nước thang đi thông lên thiên đường, tự nhiên chúng ta có cầu thang nước đi thông xuống nước." Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lối cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn vào màn hình lớn. "Phải biết dưới đáy nước là một quá trình vô cùng đặc sắc, nhưng chúng ta phải giữ gìn thế giới đặc sắc này, đồng thời chúng ta cũng sẽ tăng thêm yếu tố khoa học kỹ thuật hiện đại để cho hiệu hiệu quả cảnh tượng càng tốt hơn." Lâm Tử Huy giơ cây thước dài về phía màn hình lớn mọi người cũng cùng nhau tò mò ngẩng đầu lên. Màn hình lớn chợt xuất hiện mặt biển xanh thẳng, tòa nhà con sứ, trong nước đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt kỳ lạ giống như ngoài hành tinh. Trong màn hình mô phỏng, đầu tiên khách từ cây cầu lớn trên mặt biển, ngồi xe ngắm cảnh đi tới một con đường cong cong kéo dài đến trước đại sảnh trong suốt của tòa nhà hình vỏ ốc khoảng 3.000m2. Đại sảnh dùng hiệu ứng 3D kỳ lạ làm cho cả tòa nhà khổng lồ, trong trong ngoài ngoài phát ra thế giới kỳ ảo dưới đáy biển thậm chí nhìn thấy có một con cá voi khổng lồ đang nhảy múa. Sau đó sẽ vui vẻ bơi loạn dọc theo xung quanh tòa nhà khách, theo chân của bọn họ cuối, cùng nhảy vào biển. Đường khả hình kinh ngạc nhìn hình ảnh này, thiết kế này được bố trí trước khi khách đi thang máy xuống khách sạn dưới đáy biển, phòng dưới biển càng kinh ngạc hơn, thậm chí có sinh vật bơi tới bơi lui tới, người ở trên mặt đất cũng có thể nhìn rõ hiệu ứng đặc sắc này ở trong thế giới tự nhiên rất chấn động lòng người. Tất cả mọi người cùng kêu lên vì hiệu ứng này, Thật sự là quá chấn động lòng người. Tất cả mọi người cùng kêu lên vì hiệu ứng này, thật sự là quá chấn động lòng người. Chúng ta tạo ra kỳ tích, chính là vì mang đến cho khách trải nghiệm hiệu quả có 102 trên thế giới này, để cho bọn họ cả đời không quên. Lâm Tử Huy mỉm cười, lại nhấn xuống mô hình hiệu ứng thứ hai, trong màn hình mô phỏng 3D, đầu tiên tân khách tiến vào đại sảnh khách sạn, sau khi vào, căn phòng đại sảnh 3D hướng về phía cầu thang nước từ từ tiến vào khách sạn dưới nước chúng tôi áp dụng hiệu ứng 3D mới nhất, có thể để cho khách bước vào thang máy, giống như bước vào trong một khối nước hình lập phương, dưới chân có vô số cá nhỏ màu đỏ, xanh, vàng, lục, chậm rãi đưa khách tới giữa đại sảnh khách sạn, trong đó, dĩ nhiên còn có mỹ nhân ngư xinh đẹp của chúng ta, phải của nó màu vàng óng, thân thể xinh đẹp uyển chuyển, mặt mũi xinh đẹp, mái tóc màu vàng, để cho chúng ta dần dần quên mất tất cả ấn tượng trên mặt biển. Sau đó, chúng ta sẽ dẫn dắt bọn họ đi vào thế giới nước kỳ diệu, sẽ hiểu thêm sắc thái dưới nước khác với trên mắt đất. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy xoay người nhìn mọi người mỉm cười nói. chương 637, lòng tin. Thích không, lúc này, Trang Hạo Nhiên đột nhiên đưa tay phủ nhẹ bả vai san xa ở bên cạnh, mỉm cười hỏi. Thích, rất nhiều cá nhỏ, còn có mỹ nhân ngư, xa xa vui vẻ nói. Cả phòng họp, mọi người dối rít nở nụ cười. Tưởng thiên lỗi im lặng ngồi ở một bên, không nói lời nào, bởi vì đội kỹ sư thiết kế này do đi cây dẫn dắt lực lượng chính, vốn là kiến trúc đỉnh cao, lại thêm yếu tố đặc sắc, chính xác làm cho khách sạn dưới nước càng lộ ra màu sắc huyền thoại. Tưởng Văn Phong ngồi ở một bên, nhàn nhạt ngẩng đầu không lên tiếng. Đường Khả Hinh ngồi ở dưới khán đài, trong chấp nhoáng này, cô chợt hiểu ra một chút, có vài người cuối cùng không thể hợp tác với nhau, ví dụ như Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người thể hiện tất cả tinh thần và bản lĩnh cao cường, không chỗ nào mà không thể hiện năng lực siêu cường của bọn họ, cùng tất cả đều phi thường, ví dụ như Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế tổng giám đốc, bạn sẽ phát hiện, nếu một mình anh hô mưa gọi gió, có lẽ càng có thể phát huy năng lực khổng lồ của anh, ví dụ như Tưởng Thiên Lỗi. Tin tưởng anh cũng lấy phong độ tao nhã, cùng gan giả dũng cảm ra sức sáng tạo, tương lai có thể càng lộ ra sáng lạn. Hai con hổ, tất có một con tranh giành. Đường Khả Hinh ngồi dưới khán đài, lại cảm giác có chút rối trí, ngây thơ nghĩ Rõ ràng hai người đều xương vua một phương, thật không thể sống chung sao. Lâm Tử Huy tiếp tục mỉm cười nhìn mọi người giảng giải, nói mọi người cho rằng thế giới dưới biển như thế nào. Toàn trường, lãnh đạo cấp cao đều nhìn Lâm Tử Huy. Lâm Tử Huy cũng mỉm cười nhìn mọi người, nói nhất định là cá voi lớn xinh đẹp, còn có cá nhỏ nhiều màu sắc khác nhau, theo sau một mảnh san hô xanh mềm mại dưới đáy biển, còn có cái gì? Có vài người hơi suy tư bản thân đường khả hình cũng có mấy phần nghi ngờ. Đáp án dĩ nhiên là, chúng ta cũng chưa chính thức tiến vào đáy biển, mà hưởng thụ cảm giác kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy lại giải thích cặn kẽ, mỉm cười đưa cây thước bạc ra, chỉ vào màn hình tinh thể lỏng cực lớn, chỉ thấy lúc khách bước vào cầu thang nước hình lập phương, cho tới khi xuống trước đại sảnh huy hoàng khách sạn dưới nước, cá heo nhỏ ở ba hướng, từ mặt sàn 3D nhảy tới dưới chân khách, giống như bắn lên một chút bọt nước trắng xóa, cùng với mọi người đi về phía đại sảnh kỳ ảo. Lúc này, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy mỉm cười xoay người, nhìn mọi người chậm rãi nói, trong thân thể của những vị khách sẽ có phát hiện mới lạ, chính là sẽ có cảm giác nước đẻ ép rất nhỏ, giống như là mọi người chầm người xuống dưới nước, thậm chí sẽ có một chút trôi nổi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình kinh ngạc nghe nói như vậy, bởi vì cô không khỏi nhớ tới, mình đã từng cùng trang hạo nhiên nhảy vào trong biển, cảm giác nước đẻ ép mãnh liệt, để cho mình hít thở không thông, Tưởng Thiên lỗi chậm rãi mở miệng, "Theo tôi được biết, nếu như đáy nước tạo cảm giác nước đè ép, không khí sẽ bị thay đổi, đối với thân thể con người không có ảnh hưởng sao?" Lúc này Tưởng Văn Phong chậm rãi mở miệng nói, "Loại cảm giác nước đè ép vô hình này của tôi cũng không tự thay đổi chất lượng không khí, mà lợi dụng sức nổi đáy nước, cùng vòng quay thích hợp có thể di chuyển mặt sàn khách sạn rời khỏi nơi tạo nên lực ép." Tưởng Thiên lỗi nghe vậy liền khẽ gật đầu, lúc này mới cúi đầu xem tài liệu. Lâm Tử Huy tiếp tục giải thích, cầm cây thước dài lên, chỉ về phía đại sảnh khách sạn, nơi tiếp đãi khách giống như khối nước hình lập phương, nói, lúc khách đăng ký phòng khách sạn dưới đáy nước, cùng với các hạng mục dịch vụ kế tiếp, toàn bộ dữ liệu sẽ tạo thành quang ảnh, sau đó dùng hiệu ứng 3D, hợp thành tấm thẻ cỡ nhỏ ở trước mặt khách, khách đặt hai bàn tay vào miệng cá heo ngậm lấy thẻ, xuyên qua khúc xả ánh sáng, truyền tới tất cả các bộ phận. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh không thể tin nổi khi nhìn hình ảnh ở bên trong, không ngờ có thể xuất hiện nhân viên tiếp tân hư cấu, sau khi tiếp đãi khách xong, đem nội dung và hạng mục hợp thành tấm thẻ lớn nhỏ, tạo thành khối nước 3D, từ miệng cá heo nhỏ ngậm thẻ, lơ lửng trên không chung, trôi về phía các bộ phận, cô rốt cuộc có chút kinh ngạc mở miệng nói, điều này sẽ trở thành thực tế sao? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn cô. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng cùng nhau cười khẽ nhìn cô. Mặt của đường khả hình đỏ lên, bởi vì quá nhập tâm, lập tức quên bây giờ mình đang ở phòng học ngàn người. Lúc này tưởng văn phong cũng hơi ngạc nhiên xoay người, nhìn cô gái chợt kêu la, đột nhiên trong mắt hơi híp phát hiện cô khá quen, lại hơi hồi tưởng một chút, mới nhớ là cô, anh mỉm cười, đột nhiên búng ngón tay. Lâm tử uy hiểu ý, ngay lập tức ra hiệu cho lập trình viên máy vi tính, dùng đèn quang ảnh 3D đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng dùng máy vi tính, phân giải số liệu thành một hình ảnh, sau đó thông qua ánh sáng đa chiều, phóng hình ảnh này về phía đường khả hình. Đường khả hình mới vừa xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, tránh ánh mắt mọi người, lúc này mới chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy một con tinh tinh nhỏ ngồi ở bên trong màn hình thể, đột nhiên nhe răng rũi móng, kêu to một tiếng nhào về phía mình, cô hoảng sợ ôm mặt hoa một tiếng, né người kêu to, cứu mạng. Ngoặc kép, cả đại sảnh náo nhiệt cười to một trận. Lúc này đường khả hình mới thở dốc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt buồn cười của mọi người, tiêu đồng cũng cười một tiếng, nhắc nhở cô nói, đây là hiệu ứng 3D, lợi dụng ánh sáng đa chiều phóng tới trước mặt của cô, thật ra giống như phim hoạt hình anime. À, đường khả hình lại ngây ngốc kêu một tiếng. Mọi người lại phì cười một trận. Xa xa ngồi ở phía trên, nhìn đường khả hình chắt lưỡi một tiếng, chế nhạo cô nói, ngu ngốc. Đường khả hình cảm giác nóng mắt nhìn cô bé, cắn răng. Xa xa, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên bật cười nhìn xa xa, nói, không được mất lễ phép. Chấm ngoặc kép, xa xa liền không thể làm gì khác hơn là chu mỏ, cúi đầu không lên tiếng. Đường khả Hinh mới vừa bị giật mình, thở phì phò, mới suy nghĩ mình chỉ kêu là một tiếng, tại sao lại tinh tinh liền nhào về phía mình, cô khẽ sững sờ, lại ý thức ngẩng đầu lên, cũng đã nhìn thấy lập trình viên máy vi tính đem tài liệu quang ảnh mới vừa cắt đưa cho tưởng văn phong, cô nhíu chặt mày, lập tức liền biết anh trêu cợt mình, cô cắn răng nghiến lợi nắm chặt bút máy. Lâm Tử Huy tiếp tục xoay người, ra lệnh cho lập trình viên máy vi tính, mở vòng phân giải ánh sáng, giải thích cho mọi người, khách sạn dưới nước chúng ta cũng giống như khách sạn trên mặt nước, phân chia phòng thương vụ, phòng đôi, phòng VIP, phòng bạch kim, thậm chí còn có phòng tổng thống, bên trong phòng tổng thống có hồ bơi bong bóng, nó có thể lay động theo kiến trúc khách sạn dưới nước, dùng vách ngăn đặc biệt, Mở rộng ra các nơi trong biển, giống như có thể ngao du cùng tất cả các cảnh nhiệt đới đầy màu sắc. Chấm ngoặc kép, trong hình quả nhiên nhìn thấy hồ bơi trong, phòng tổng thống, xa hoa, thủy tinh trong suốt dần dần mở rộng, bao phủ hồ bơi, sau đó theo nước bập bình, lúc này một con cá voi khổng lồ từ trong biển nhẹ nhàng bơi đến, vây quanh bong bóng khổng lồ này. Mọi người nhìn thấy phải trợn mắt há hốc mồm, đường khả hình nhìn thấy cũng ngây người. Lâm Tử Huy lại chỉ vào kết cấu bên trong khách sạn dưới nước lại phân giải tất cả cửa sổ phòng khách trong suốt phân loại san hô đủ mọi màu sắc khác nhau toàn bộ để cho công nhân trồng trọt sau đó còn có thể phân công tất cả thợ lặn chuyên nghiệp trên thế giới xuống đáy biển lấy nhiều mẫu san hô trở lại trồng trọt sau đó bố trí cơ sở giải trí của khách sạn bao gồm sòng bạc ma cao tại khách sạn dưới nước phòng ăn phòng xì gà nhà hàng hải sản đặc sắc nhất thế giới viện bảo tàng còn có sân khấu hollywood có âm thanh và ánh sáng đáng kinh ngạch nhất phòng hòa nhạc sân khấu kịch trường mỗi thời gian đều sẽ có siêu sao thiên vương khác nhau vào ở biểu diễn, thậm chí còn có biểu diễn ảo thuật, cùng mỹ nhân ngư biểu diễn dưới nước, mà gần đây đã kiến nghị chính phủ phê duyệt bảo tàng nước, khách dùng danh nghĩa của mình trồng trọt san hô, cùng chăn nuôi cá biển. Đường khả hình càng xem càng kích động, rốt cuộc hiểu rõ, trên thế giới này, cũng không có chuyện gì là không thể hoàn thành, chỉ cần bạn dám tưởng tượng, cô thở dốc một hơi. Trong quá trình trên, các lãnh đạo cấp cao tập trung tinh thần nghe, Lâm Tử Huy lại tiếp tục giải thích phân tích thiết kế bên trong khách sạn dưới nước, kể cả phòng hòa nhạc đẳng cấp, có thể so với nhà hát viên, xung quanh hiện trường, thể hiện rõ sự hào hoa bậc nhất thế giới. Mọi người lật xem từng tờ từng tờ tài liệu theo thông tin giải thích, vừa nghe vừa căng thẳng nhìn, chúng thư ký nhanh chóng hoạt động ngón tay, ghi chép nội dung cấp trên của mình cần nhớ kỹ. Cuối cùng đã tới cuộc họp thứ ba, nội dung có liên quan đến bỏ phiếu và phương pháp lưu trữ rượu đỏ mới nhất thế giới cửa chính nữa ầm ầm mở ra, một bộ phận lãnh đạo cấp cao đi ra ngoài, Lauren và Vitus chờ mọi người lại nghiêm túc đi tới, chúng thư ký lập tức đưa lên nội dung cuộc họp sau cho bọn họ, đường khả Hinh cũng chậm rãi đứng dậy, lấy thân phận của bộ phận kinh doanh rượu, ngồi ở bên cạnh thầy giáo, mở nội dung tài liệu. Lâm Tử Huy với tư cách là người phát ngôn cho khách sạn, tiếp tục giải thích nội dung bỏ phiếu các hạng mục khác có liên quan khách sạn dưới nước. Cuối cùng vì khách sạn giữ lại bảo tàng dưới nước hết sức quan trọng, bên trong một làn sóng gợt xuất hiện một chai rượu vang sủi bọt tuyết lợi pháp. Đám người Vitus và đường khả hình cùng nhau ngẩng đầu lên, ngưng mặt nhìn chai rượu kia. Mọi người đều biết, 10 năm trước Pierre Trudeau đã từng nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy lại dùng cây thước bạc chỉ một người đàn ông trong màn hình tinh thể lỏng nói ông ấy cho rằng biển so với bất kỳ một hầm chứa rượu dưới lòng đất nào đó đều ưu việt hơn, nhất là đối với rượu vang sủi bọt mà nói, nhiệt độ dưới đáy biển thích nghi bảo quản rượu nhất bởi vì không có tia bức xạ ánh sáng dưới đáy biển cho dù một chút không khí cũng không lọt vào chai được không chỉ như thế trọng lực dưới đáy biển cũng có thể giữ vững bọt khí ở bên trong cuối cùng quan trọng nhất là nước biển giống như máy rung khẽ gõ chai rượu có lợi cho cặn rượu ở trong chai lắc một vòng như vậy hương vị sẽ càng thêm đậm đà tươi ngon bởi vì sáng kiến này có thể thực hiện làm cho ngành công nghiệp rượu vang thế giới có thêm truyền thuyết bất qua chúng tôi đã thương lượng với chính phủ về tình trạng bảo vệ môi trường, nhất là lĩnh vực hàng hải cho rằng chứa rượu đỏ dưới đáy biển sẽ bất lợi cho việc bảo vệ môi trường. Cuối cùng chúng tôi đã trải qua 2 năm thí nghiệm, chứa khoảng 300 chai rượu vang sủi bọt Pháp năm 2007 dưới đáy biển. Chúng tôi muốn quan sát vùng biển trong nước ta có thể thích hợp bảo quản rượu dưới đáy biển hay không. Vào một tháng trước, chúng tôi đã vớt lên rượu vang sủi bọt đã được bảo quản dưới đáy biển một năm, thông quan chuyên gia rượu đỏ nếm thử. Phát hiện hương vị rượu tươi ngon, nhu hòa khác thường, mang theo mùi thơm trái cây khó nói rõ. Chúng tôi cũng cần cứ báo cáo thử nghiệm, kiến nghị với chính phủ một lần nữa, gần đây mới vừa nhận được phê duyệt. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh nghe xong cũng cảm thấy hưng phấn đưa hai tay ra, vỗ tay nở nụ cười. Thật ra, mọi người cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy mỉm cười nói với mọi người, nguyên thủy cây nho cũng là một loại thực vật sinh trưởng dưới đáy biển, trải qua hàng ngàn năm biến hóa, cuộc sống mới rời khỏi mặt biển, hôm nay quay trở lại lần nữa, cái này cũng chính là một vòng tuần hoàn thôi, nhưng tôi lại có lý do tin tưởng, những loại rượu đỏ và rượu vang sủi bọt này sẽ được tăng giá nhiều hơn. Lúc này, Trang Hạo Nhiên hơi ngừng đầu lên mỉm cười nhìn hai ông già Lauren và Vitus, nói, nghe nói, cũng không phải tất cả rượu đỏ trên thế giới cũng thích hợp bảo quản ở đáy biển, chuyện này làm phiền hai vị tiên sinh, Bắt đầu từ hôm nay, phân tích tất cả loại rượu đỏ trên thế giới, sau đó chọn lựa số lượng lớn đưa vào chứa ở đáy biển. Điều này cũng thật sự có thể xem là thỉnh thoảng giải quyết vấn đề khó khăn không gian hầm chứa cho chúng ta. Lauren và Vitus khẽ gật đầu. Đường Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khẽ cúi xuống, nhìn trong nội dung tài liệu, gọi cô. "Vâng," chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức đáp lời. Cô có lòng tin, cùng hai thầy giáo khám phá thế giới dưới đáy biển đưa rượu đỏ thích hợp vào đáy biển bảo quản, bảo đảm tương lai chúng có thể tỏa ra hương vị tốt hơn vì chúng ta không. Trang Hạo Nhiên hỏi, Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn Đường Khả Hinh. ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nghĩ rằng điều này không phải là vấn đề thí nghiệm rượu đỏ mà là bảo quản chính thức, không phải hơn ngàn chai, mà là hơn triệu chai, thậm chí nhiều hơn. Một quyết định, cô có thể sẽ phá vỡ một số lượng rượu thật lớn. Cô có chút sững sờ. Vitas quay đầu nhìn học trò. Trang hạo nhiên hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái này, hai mắt khẽ lóe lên một chút ánh sáng sắc bén. Lưu ý mấy chương về sau tôi có điều chỉnh một chút để tránh sau này beta lại mệt hơn, bộ rượu bằng bộ phận kinh doanh rượu, xương hô giữa đờ cây ếch và NT bằng chị, em. Chương 638, thắng hay thua? Tôi, chấm ngoặc kép, lúc đường khả hình đang nói, ngập ngừng lo lắng. Tưởng thiên lỗi nhàn nhạt, nhạt nhìn đường khả hình, nhớ tới cô đã nói sau khi kết thúc cuộc tranh rượu đỏ tài, tính trở lại nước Anh. Nếu như cô không có lòng tin, có thể từ chối tại chỗ, tôi sẽ giao cơ hội này lại cho người khác, nhưng tôi lại hy vọng cô có thể tham gia, chính là cơ hội học tập rất tốt, mà chỗ tổng giám đốc tưởng cũng đã chuẩn bị phái người ổn thỏa, còn thiếu cái gật đầu đồng ý của cô. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên hời hợt nói. Quản lý bộ phận kinh doanh rượu ngồi ở phía dưới, mỉm cười nói, đường khả hình, Mặc dù đang nhậm chức ở bộ rượu chúng ta, nhưng cô ấy vẫn là thư ký của tổng giám đốc Trang thuộc về tập đoàn Hoàn Á Ngài, thậm chí phải tham gia tranh tài chuyên gia hầu rượu, chạy tới chạy lui như vậy, cô ấy có thể quá mệt mỏi hay không? Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười nhìn quản lý bộ phận kinh doanh rượu, nói: "Tại sao chúng ta phải xây dựng khách sạn dưới nước kinh thế, đây chỉ là một kiến trúc sao? Đây là một nền tảng tinh thần, một sản phẩm của thời đại" có thể lưu tên trong lịch sử kiến trúc, biến ước mơ thành hiện thực. Nhân viên hoàn cầu chúng ta càng cần những yếu tố tinh thần này để dũng cảm đi về phía trước. Chúng ta sẽ không miễn cưỡng bất cứ người nào, nhưng bất cứ ai muốn cố gắng đạt tới mục tiêu của mình, chúng ta sẽ dành cho họ cơ hội. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hảo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hai mắt sắc bén cũng thoáng qua mấy phần không vui. Đám người Trần Tuấn Nam cũng im lặng không nói, thẩm quân dụ càng bóp ngón tay, cúi xuống, trên mặt lạnh lùng. Nếu như đường khả hình đồng ý với Trang Hạo Nhiên, đi theo Lauren và Vitus tiếp nhận hạng mục rượu đỏ khách sạn dưới nước, như vậy tất nhiên cô trở thành đại biểu cho tập đoàn hoàn á của Trang Hạo Nhiên đấu thắng lợi hạng mục đầu tiên của khách sạn dưới nước, vốn là hai con hổ tranh nhau, mỗi một phần thắng lợi cũng vô cùng quan trọng. Hai người đàn ông đều không lên tiếng nhìn cô. Đường khả hình suy đi nghĩ lại, vẫn không có chủ ý, quay đầu nhìn thầy giáo. Vitas ngồi ở một bên, lạnh nhạt không lên tiếng, hai mắt đông cứng nhìn tới trước. Đường Khả Hinh nhớ tới ngày đó ở bệnh viện đã nói với Tưởng Thiên Lỗi, cô im lặng một lúc, rốt cuộc dịu dàng nói, "Rất xin lỗi. Bây giờ tôi không có biện pháp tiếp nhận công việc này." Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nhìn cô. Trang Hạo Nhiên lại im lặng nhìn cô, hai mắt thoáng qua một phần tiếc nuối thở dốc một hơi. Lâm Tử Huy thấy Đường Khả Hinh im lặng, liên tiếp tục chủ trì cuộc họp nói hiện tại chúng ta tiến hành dựa trên kết quả phân chia các hạng mục khách sạn dưới nước bởi vì hạng mục này thuộc về hai tập đoàn hoàn á và á châu cùng phối hợp khai phá cho nên hội đồng quản trị hoàn cầu nghe phía bên tổng giám đốc trang đề nghị đầu tiên do thành viên hội đồng quản trị thành lập tổ giám sát sau đó sẽ theo số lượng người tương quan trong tập đoàn sàng chọn phụ trách các hạng mục chúng thư ký rối dít đứng dậy cầm tài liệu đã chuẩn bị trong tay Bắt đầu chia từ hai người trang tính vũ và tưởng vĩ quốc trước, sau đó từ từ đưa tới trong tay mọi người. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, hiểu ra quyết định mới vừa rồi, trong lòng cô sinh ra ái náy, nhưng không có cách nào nữa mà cúi đầu. Tiêu Đồng vừa nhận lấy tài liệu của trợ lý thư ký, vừa quay đầu nhìn đường Khả Hinh, cười cười nói không có chuyện gì đâu, Khả Hinh. Cô thật đủ mệt mỏi, còn đồng ý làm giám sát viên sàng chọn đại lý trong cả nước, bây giờ còn đi phòng kinh hát hát doanh rượu phụ giúp lại phải thi đấu, từ chối là chuyện bình thường. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nghe vậy, hai mắt lóe lên, nhưng vẫn khẽ thở dài. Lâm Tử Huy bắt đầu cầm tài liệu lên, vừa được thư ký đưa vào số liệu quan trọng, vừa đọc tên tất cả nhân viên có liên quan của tập đoàn Hoàn Á và tập đoàn Á Châu. Hạng mục phụ trách, trước tiên bắt đầu từ tổ thiết kế cơ bản, sau đó đến lãnh đạo cấp cao bỏ phiếu. Hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu, dối rít sơ lên lá phiếu màu đen trong tay, dựa vào báo cáo phát ra cho mỗi ứng cử viên, còn có tình hình kiểm tra giám sát sàng chọn mấy ngày nay đối với bọn họ, đưa ra quyết định bỏ phiếu lần cuối. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, hai người đều im lặng ngồi ở một bên, nhìn từng hạng mục khách sạn dưới nước được phân loại, tất cả nhân viên phải có năng lực phi phạm, dối rít xuất hiện ở bên trong màn hình lớn, có một số thuộc Hoàn Á, có một số thuộc Á Châu. Lãnh đạo cấp cao hai bên, dối rít căng thẳng nhìn cảnh tượng này bọn tô lạc hoành càng căng thẳng bởi vì tưởng văn phong xuất hiện có thể phá vỡ cục diện sắp hình thành quả nhiên lâm tử uy cầm tài liệu trong tay tiếp tục nói bắt đầu bỏ phiếu có liên quan đến việc thiết kế phòng khách của khách sạn dưới nước và người phụ trách bộ phận mua sắm chủ yếu kiến trúc sư trưởng thiết kế phòng khách tiến vào vòng chọn cuối cùng vị thứ nhất là tưởng văn phong vị thứ hai là thầy đi cây chấm than ngoặc kép một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên dành cho hai người hết sức quan trọng của hoàn cầu thầy đi cây mỉm cười đứng lên trước, nhìn mọi người gật đầu, lại ngồi xuống. Lúc này tưởng văn phong cũng chậm rãi đứng lên, hai mắt khẽ lóe lên ánh sáng của người làm nghệ thuật, bình tĩnh thong thả nhìn mọi người nói, trong tương lai, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực, dẫn dắt đội kỹ sư thiết kế, vì khách sạn dưới nước của Hoàn Cầu, cho mọi người một thiết kế hài lòng. Lời này vừa nói ra, hội đồng quản trị cùng đám lãnh đạo cấp cao dối rít cúi đầu, lại suy tính. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng ngưng mặt nhìn anh. Anh đoán, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành có chút không có chú ý hỏi lãnh mặc hàn. Đi cây đã phụ trách phần tổng thiết kế phòng khách sạn dưới nước, lần này thiết kế bên trong phòng khách là sở trường của tưởng Văn Phong, chắc chắn hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao sẽ hướng vào vị kia rồi. Chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn nói không chút do dự. Đường khả hình cũng có chút căng thẳng nhìn trong màn hình tinh thể lỏng, xuất hiện hình ảnh hai kiến trúc sư trường, mà bên cạnh bọn họ số liệu màu đỏ đang không ngừng đi lên trên. Lần này thua, chúng ta không phải thua thiệt lớn. Tô Lạc Hoành nắm chặt quả đấm, vẻ mặt chặt ngưng nói, mới vừa rồi Khả Hinh không có đồng ý nhận hạng mục rượu đỏ. Đây chính là một công việc béo bở, sau khi cô ấy từ chối, bên chúng ta ở trong bộ phận kinh doanh rượu, ngoại trừ Vitus không có người. Chấm ngoặc kép. Vitus là thuộc về hoàn cầu, không phải chúng ta. Chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn lạnh nhạt nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành có chút lo lắng nói, vậy, nếu như tưởng văn phong giành được hạng mục này, như vậy mua hàng nhất định là đi theo tưởng văn phong. Mẹ kiếp, thật uổng công, chấm ngoặc kép, Trang Hảo Nhiên và tưởng thiên lối cùng ngưng mặt ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình tinh thể lỏng lớn, rốt cuộc xuất hiện dữ liệu quyết đấu của hai người, lấy một nghìn lá phiếu làm chuẩn, tưởng văn phong đạt được khoảng 645 lá phiếu, giành được hạng mục thiết kế phòng khách chủ yếu nhất của cả khách sạn. Quả nhiên tiếp theo thành viên mua hàng, do người của hội đồng quản trị đưa ra hoàn cầu tất nhiên nối gót đi theo kỹ sư thiết kế một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên tưởng văn phong chậm rãi đứng dậy nhìn tất cả hội đồng quản trị và lãnh đạo cấp cao khẽ gật đầu cảm ơn ánh mắt tưởng thiên lỗi thoáng qua nụ cười mấy phần sắc bén trang hạo nhiên hết sức phong độ giơ tay lên vỗ tay chúc mừng tưởng văn phong mấy người tô lạc hoành cùng khẽ cúi đầu chán nản nếu tưởng văn phong không kịp thời xuất hiện có lẽ kết quả cuộc so tài sẽ cơ hội thay đổi. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Huy tiếp tục mở một phần khác tài liệu, công bố nhân viên phụ trách hạng mục kho lưu trữ khách sạn dưới nước, cuộc họp tiếp tục diễn ra. Sắc mặt của đường khả hình càng ngày càng trắng bệch, cả người của cô bắt đầu trôi nổi cực nhanh, rốt cuộc hiểu rõ tại sao mới vừa rồi Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng bâng qua hỏi mình có muốn cùng tham gia vào nơi lưu trữ rượu đỏ dưới đáy biển với kỹ thuật mới nhất hay không, bởi vì trong cuộc chiến long tranh hổ đấu này, nếu như đến lúc cuối cùng mới hỏi mình về quyết định hạng mục, mình nhất định sẽ không từ chối, trái tim đau giống như bị xé rách, áy náy sông lên não, mới phát hiện kiến trúc kinh thế này quan hệ đến vận mạng sống chết của hai người đàn ông trong tương lai. Mà mình lại dễ dàng mang một lợi thế trong tay Trang Hạo Nhiên mạnh mẽ vứt ra ngoài. Cô lập tức gấp rút ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn nở nụ cười đẹp trai, hơi ngửa mặt nhìn tình hình bỏ phiếu trong màn hình lớn, không chút nào phát hiện thái độ của anh có chút không đúng khả hinh tiêu đồng gọi nhỏ cô à lúc này trái tim đường khả hinh đập thình thịch cô vốn là nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh rượu của hoàn cầu nhưng lúc này tổng giám đốc mới vừa hỏi cô có muốn tham gia vào hạng mục hầm chứa rượu đỏ hay không cô từ chối vậy chấm ngoặc kép tiêu đồng có chút khó nghĩ tay đặt nhẹ ở trên phím enter có chút bất đắc dĩ xóa quyền bỏ phiếu của cô mới phát hiện đáng tiếc nói tôi xóa đây chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh lập tức nhìn có bốn nhân viên của bộ phận kinh doanh rượu, bởi vì mình rút lui, lập tức biến thành ba người, đầu tiên là Lauren, thứ hai Vitus, người thứ ba là Quách Thái Nhi thuộc bộ phận kinh doanh rượu. Một cấp dưới tài giỏi của tưởng thiên lỗi trong bộ phận kinh doanh rượu. Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch. Hiện tại chúng ta công bố diện tích kiến nghị chính phủ phê duyệt hầm chứa rượu đỏ dưới nước, khoảng 10.000 10 mét vuông, nhưng số lượng rượu đỏ được lưu trữ là một triệu chai. Lâm Tử Huy đọc trước số lượng. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nghe được con số liệu này, sau lưng của cô cảm thấy rét lạnh. Nguồn vốn dự định đầu tư xây dựng, 1 tỷ 700 triệu. Lâm Tử Huy chậm rãi mở nội dung tài liệu ra, sau khi đọc số liệu, lại đọc tên ba người Lauren và Vitus cùng Quách Thái Nhi, chọn ra hai người tiến hành bỏ phiếu, nhưng bởi vì Vitus và Lauren cùng là người của Hoàn Cầu, cho nên không cần tiến hành bỏ phiếu, mà Đường Khả Hinh là ứng cử viên mới trong giới chuyên gia hầu rượu, càng là đứa con cưng mới nhất trên tạp chí của các nước. Theo như hội đồng quản trị nghiêng về kiến trúc sư tưởng văn phong tuổi trẻ và năng động, chứng minh những người già vẫn rất khát vọng có thể rót nhiều máu mới cho hoàn cầu. Có lẽ bọn họ sẽ coi trọng phát huy Đường Khả Hinh, đứa con cưng mới nhất trong giới rượu đỏ, nhưng bởi vì trong câu hỏi cuộc họp vòng thứ nhất, Đường Khả Hinh rút lui quyền bỏ phiếu, mà Quách Thái Ni đã trao đổi với Thưởng Thiên Lỗi, đã sớm lập cam kết có ý muốn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng bởi vì không có người cạnh tranh, cho nên Quách Thái Ni lấy tư thế không có người phản đối, toàn bộ thông qua, trở thành một trong những người chịu trách nhiệm hạng mục hầm lưu trữ rượu đỏ dưới đáy biển. Một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Từ chỗ ngồi, Quách Thái Ni mỉm cười đứng lên, nhìn về phía mọi người gật đầu cảm ơn. Cả người đường khả hình giống như ở trong đám mây, trên trán toát mồ hôi lạnh, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn các hạng mục khách sạn dưới nước của Hoàn Cầu, hai tập đoàn lớn phân chia hạng mục chủ yếu, Hoàn Á phụ trách 57 hạng mục, mà tập đoàn Á Châu phụ trách 58 hạng mục, chỉ kém một phiếu, con hổ bị mất vị trí của mình. Đầu cô như nổ tung, máu nhanh chóng đông lại, trái tim lại bị nện một phát thật nặng. chương 639, không cần. Một chàng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ầm ầm vang lên cả phòng họp, tiếng vỗ tay của mọi người dành cho tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng ngồi ở trước màn hình, khẽ nở nụ cười trấn an, nhìn mọi người gật đầu. Tưởng Vĩ Quốc hết sức kiêu ngạo và tự hào đóng tài liệu lại, ngẩng đầu lên nhìn con trai, lúc ấy nghe anh đưa ra kiến trúc này cũng than thở con trai lớn mật, nhưng không ngờ anh thật tốn tất cả 7 năm, chuẩn bị tiền bạc, biến ước mơ thành sự thật. Vào lúc này, ông mỉm cười nói, xem ra, đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Chấm ngoặc kép, trang tính vũ cũng nhàn nhạt nở nụ cười, đóng tài liệu lại, mới bất đắc dĩ nói, nếu biết đại nạn không chết, tất có phúc về sau, lúc trước đối xử với khả hình như vậy, có phải mọi người cho cô ấy một chút phần thưởng hay không? phần thưởng, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nhìn trang tĩnh vũ, hỏi muốn phần thưởng gì? hạng mục này là thiên lỗi của tôi tốn hao tâm huyết nhiều năm mới thúc đẩy. nếu quả thật là ngẩng đầu có thần thánh, cũng là thần thánh bảo vệ nhà họ tưởng tôi, có quan hệ gì với cô ta? trang tĩnh vũ nghe vậy, liền hơi xoay người nhìn tưởng vĩ quốc có chút nghi ngờ nói, thiên lỗi khó được thích một đứa bé các người khi dễ và phản đối như vậy nó cũng khó xử chúng tôi không có phản đối cô ta tưởng vĩ quốc lạnh lùng đứng dậy cài cúc áo tây trang xong hai mắt trang tính vỗ lé lên suy nghĩ một chút cũng hơi sửa lại tây trang đứng lên cài cúc áo tây trang xong trang hạo nhiên nở nụ cười đứng lên cài cúc áo tây trang dịu dàng thân thiết nói với xa xa bảo bối cháu ngồi ở đây trước chú đi xuống chào hỏi được xa xa mỉm cười gật đầu Trang Hạo Nhiên nở nụ cười một mình đi xuống bậc thang tổng giám đốc, đầu tiên bắt tay với DK, "Cảm ơn ông đã vất vả tới tham gia cuộc họp." Sau đó bắt tay với cựu thành viên hội đồng quản trị, cuối cùng mới đi đến được trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc, hết sức thật lòng chúc mừng nói, "Chúc mừng chú Tưởng, chúc mừng Thiên Lỗi, lại nắm được một hạng mục quan trọng, dẫn dắt cả tập đoàn tiến về phía vinh quang." Hạo Nhiên, chấm ngoặc kép, Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn anh, hỏi, "Đây là lời thật lòng của con sao?" "Dĩ nhiên" Trang Hạo Nhiên cười nói. Vậy tương lai, còn ít đi đụng chạm với thiên lỗi đi, hiện tại thân thể của nó không thoải mái, không chịu nổi đâu. Chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc lạnh lùng nói. Ôi, chú, chú đừng nói chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên nói đùa, tổng giám đốc tưởng chúng ta thân trải qua trăm trận, làm việc mềm dẻo có phương pháp, kẻ địch lại ít, không thẳng băng giống như con. Người lãnh đạo rất có sức hấp dẫn, chống lại dông tố càng nhiều, tương lai con nhất định sẽ hỗ trợ anh ấy quản lý hoàn cầu thật tốt chú yên tâm. Hy vọng là như vậy, tưởng vĩ quốc nói xong, liền nhìn trang tính vũ lạnh lùng nói, tôi chuẩn bị trà phổ nhì thượng hạng, muốn đi uống một chén hay không? Tôi sẽ tới sau, chấm ngoặc kép, trang tính vũ mỉm cười giơ tay. Tưởng vĩ quốc đi trước, trang hạo nhiên mới có chút xin lỗi nhìn cha. Trang tính vũ cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn con trai, nói tại sao muốn hỏi khả hình lựa chọn. Trang hạo nhiên chỉ cười. Trang tính vũ bình tĩnh nhìn vẻ mặt con trai, liền chậm rãi hỏi con làm như vậy gánh nổi hậu quả sao thắng thua cũng chỉ là một phong cảnh đầy xuân sắc trong đời trang hạo nhiên nở nụ cười nói trang tính vũ nghe nói như liền không có để ý nhiều nữa chỉ hơi lưu ý nhìn cô bé xinh đẹp ngồi cạnh bên vị trí tổng giám đốc hỏi cô bé đó là chấm ngoặc kép xa xa con của người bạn thân ở trong nước bởi vì bọn họ vợ chồng có việc gấp nhờ con mang đi mấy ngày xa xa tới đây Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn xa xa ngó tay. Xa xa lập tức cười ngọt ngào đi xuống, chạy về phía Trang Hạo Nhiên lập tức ôm lấy cái hông của anh, gọi chú. Chấm than ngoặc kép, mau gọi ông nội, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khẽ vuốt ve bả vai xa xa, cười nói. Chào ông nội, cháu tên là xa xa, tương lai là muốn gả làm cô dâu của chú. Xa xa hết sức thục nữ đáng yêu nhìn Trang Tĩnh Vũ khom lưng gật đầu. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Trang tính vũ hơi sướng sờ, cúi đầu nhìn xa xa hoạt bát vui vẻ khom lưng chào hỏi, hết sức hài hước, ông không nhịn được phì cười, nói thật lâu cũng không có loại cảm giác này, có thể ở phòng họp nhìn thấy được cháu bé vui tươi hài hước như vậy. Chấm ngoặc kép, ông đột nhiên sướng sờ, nhớ lại nhiều năm trước, trong phòng họp cũng có một cô bé dáng dấp vui vẻ, ngồi bên cạnh cha, mắt to hiền lành, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhìn tới trước, vừa nhìn cũng làm người ta hết sức vui vẻ, lúc ấy mình thích đứa bé kia hơn so với lúc này. Trang tính Vũ nghĩ tới đây không nhịn được quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. sắc mặt của Đường Khả Hinh trắng bệch, ngồi tại chỗ nhớ tới chủ trì mới vừa công bố Hoàn Á chỉ kém một phiếu, đã thua Tưởng Thiên Lỗi, không thể giành được hạng mục quan trọng. Lòng của cô lại như bị búa nện mạch cả người một ngạt, không thở nổi, chỉ siết chặt ngón tay của mình, hai mắt rưng dưng nhấp nháy. Khả Hinh chấm ngoặc kép Tiêu Đồng có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh nói không có chuyện gì, thật không có việc gì chỉ kém một phiếu, cho dù cô có đồng ý nhận hạng mục này cũng chỉ là con số lẻ. Nếu như tôi đồng ý hạng mục đó, không phải là còn có cơ hội sao? Tổng giám đốc có một chút cơ hội, anh ấy cũng có thể có toàn bộ thế giới, nhưng tôi. chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhớ tới mình mới vừa hời hợt vứt bỏ hạng mục như vậy, cô lập tức siết chặt quả đấm, hai mắt kịch liệt khổ sở. Tôi tin lão đại làm mỗi một việc đều có lý do của anh ấy. Tiêu đồng lại đau lòng an ủi cô nói, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi không thể tiếp nhận bản thân tôi mới vừa làm chuyện như vậy, tôi cũng không hiểu một chuyện. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh lập tức đứng lên, ngẩng đầu lên tìm trang hạo nhiên khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy anh đang đứng ở trước mặt đám người tô lạc hoành mất mát, nở nụ cười động viên, không chút nào cảm thấy anh có bất kỳ cái gì không ổn. Cô lập tức bước nhanh đi đến trước mặt của anh, căng thẳng gọi nhỏ tổng giám đốc. Hả, Trang Hạo Nhiên nở nụ cười quay đầu, nhìn cô. Vẻ mặt đám người Tô Lạc Hoành cũng bất đắc dĩ nhìn cô. Em muốn nói chuyện với anh một chút. chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn anh, nói nhanh. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lát, mới dịu dàng hỏi, nói chuyện gì? chấm ngoặc kép. Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút. chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn anh, lại căng thẳng nói. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô nóng nảy, vốn họp xong còn có một chút chuyện liền nhắc cổ tay liếc mắt nhìn thời gian, nói anh chỉ có 30 phút thôi. Đủ rồi, đường khả hình nói nhanh. Tốt, đi ra bên ngoài trò chuyện thôi. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên căn dặn tiêu đồng chăm sóc cho xa xa thật tốt, liền hơi giơ tay. Đường khả hình lập tức đi trước. Trang hạo nhiên bình tĩnh đi khỏi. Tô Lạc Hoành lại rất đau lòng, rất tức giận nói tôi đi với lão đại lâu như vậy, cũng không có thua qua. Xít, chấm than ngoặc kép. Lâm sở nhai cũng mang theo vài phần mất mát, thở dài, nói, được rồi, đừng nói nữa, tối nay đi uống rượu. Mọi người có thể quá dối rắm hay không? Lãnh mặc hàn nhàn nhạt, nhạt nói xong, liền lách mình đi khỏi. Giống như chuyện gì anh ấy cũng biết, anh ấy có bản lãnh, tại sao đoán không ra 6 con số đồng màu ra ngày mai đi? Chấm hỏi ngoặc kép, Tô Lạc Hoành tức giận chỉ vào bóng lưng của anh, gầm nhẹ. Có lần anh ấy nói chúng không phải sao, Tào Anh Kiệt cười khổ nói chúng sáu con số đồng màu, nhưng cũng chỉ hơn một chục triệu. Tôi đây bao nhiêu trăm triệu, tô lạc hoành gào khóc đi khỏi. Cuối hành lang thật dài, chính là cửa sổ sát đất cảnh biển. Đường khả hình đứng ở trước cửa sổ sát đất, lập tức quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận hỏi, tại sao anh phải làm như vậy? Cái gì, Trang Hạo Nhiên không hiểu nhìn cô. Em hỏi anh tại sao phải làm như vậy? Đường khả hình nhìn anh tức giận nói, thật ra anh cũng không cần hỏi em, tự nhiên em sẽ tiến vào bỏ phiếu giai đoạn cuối cùng. Đến lúc đó cho dù em thật sự không có cách nào, vẫn tham gia vào dự án khách sạn dưới nước. Đường Khả Hinh, em xem công việc là cái gì? Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, hơi nghi ngờ nhìn cô. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh sững sờ, nhìn anh. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên hơi nguội lạnh nhìn cô, lộ ra một chút cảm xúc bất đắc dĩ, nói bây giờ vị trí của em là một vị trí quan trọng của lịch sử sự nghiệp rượu đỏ trong tương lai đây là một sự kiện quan trọng của cuộc đời người lý do lúc này anh hỏi em có muốn tham gia hay không không phải là vì bảo vệ em càng không phải vì muốn thành toàn cái gì mà đến cùng em có chấp nhận làm chuyện này hay không phải biết tình huống của em bây giờ anh cảm thấy em không thích hợp tham gia công việc này nhưng anh vẫn suy nghĩ muốn biết rốt cuộc em có tách sự nghiệp thần thánh của em và tình cảm của em ra hay không anh rất tiếc em không có. Em biết cuộc họp một ngàn người này, nếu như không có anh và thiên lỗi kéo em, cho dù em bắt thang lên trời, em cũng không vào được. Hiện tại có lẽ cuộc đời của em gánh chịu rất nhiều, anh cũng đau lòng. Nhưng công việc chính là công việc, công việc của em không phải của cá nhân em, là tương lai sự nghiệp rượu đỏ từng người đấy. Trong mắt của anh, Quách Thái Ni thật sự thích hợp gánh vác trách nhiệm này hơn em. Nhưng anh đã thua, hai mắt đường khả hình có chút đỏ bừng đừng sớm gia nhập vào cuộc cạnh tranh đáng sợ trong xã hội này trang hạo nhiên lạnh lùng cứng rắn nhìn cô cao giọng nói là ai dạy em ở trước sự nghiệp đắn đo những thứ không chính đáng như vậy em còn chưa có thông minh đi so đo với người khác đã bị người nhồi nhét học coi trọng thắng thua rồi sao người không phải so thắng thua với người khác thắng người khác không phải quan trọng nhất quan trọng nhất là em có chiến thắng chính bản thân mình hay không hôm nay em đã thua chính mình chấm than ngoặc kép trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại đầy thâm ý, nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt căng thẳng, ánh mắt chợt lóe, mới nói tiếp, em là một viên ngọc xinh đẹp, nhưng sau khi trải qua mài rũa, ngược lại càng không thấy rõ mình hơn, một người muốn chạy trốn sẽ không có biện pháp nhận được quà tặng của thượng đế. Ông trời cho để cho em thiên phú nói chuyện hùng hồn, nhưng em cũng không có dùng nó cho tốt. Anh không cần em đau lòng cho anh hôm nay đảo ngược thắng thua. Nếu Trang Hạo Nhiên anh không chấp nhận thua nổi, tương lai anh sẽ không thắng được. Chấm than ngoặc kép, chương 640, Vago. Đường Khả Hinh một mình chậm rãi đi về phía trước, nghĩ tới lời của Trang Hạo Nhiên, trong lòng đè nén vô hạn mệt mỏi nặng nề. Vitus nhàn nhạt đi ra phòng họp, đứng ở bên cửa, nhìn học trò một mình cô độc đi tới, ánh mắt ông lộ ra bình tĩnh, bỏ qua thói quen thái độ lạnh lùng và cẩn thận. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của thầy giáo đang ngưng trọng, giống như đối với mình cực độ mất mát, trong lòng của cô đau nhói, đi tới trước mặt thầy giáo, cúi đầu. Lúc này Vitus mới nhíu chặt mày nhìn cô. Xin lỗi, thầy, lúc này tôi không thể gánh trách nhiệm nặng nề, là tôi không tốt, thẹn với sự dạy dỗ của thầy. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình ửng đỏ. Ánh mắt thâm thúy của Vitus chăm chú nhìn đường khả hình, hơi do dự, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, đã ăn cơm chưa chưa. Đường khả hình sửng suốt ngẩng đầu, nhìn thầy giáo. Tôi hỏi cô đã ăn cơm chưa, mới đến đi học sao? Vitus chỉ nhàn nhạt hỏi như vậy. Đường khả hình nghi ngờ nhìn thầy giáo, gật đầu một cái. Khuôn mặt Vitus căng thẳng, chậm rãi buông lỏng, hơi lộ ra thân thiện và nụ cười hiếm thấy. Gật gật đầu nói, tôi biết chuyện của Tổng giám đốc tưởng, cũng biết đoạn thời gian này cô rất vất vả. Mấy ngày trước vốn muốn đi thăm cậu ấy, thuận tiện thăm học trò của tôi một chút, có vì chăm sóc người khác mà quên ăn cơm hay không? Chấm ngoặc kép, trong lòng đường khả hình đau xót, nhanh chóng cúi đầu, cắn chặt môi dưới. Suốt cuộc Vitus có chút đau lòng nhìn học trò, bất đắc dĩ nói, người không phải thần tiên, xảy ra chuyện lớn như vậy, trong đáy lòng cô khổ sở là bình thường, có thật nhiều chuyện, phải tha thứ cho mình đúng lúc. Lần này cô từ chối dự án rượu đỏ, thầy cũng không có trách cô, dù sao cô còn trẻ, trước kia yêu cầu cao đối với cô, là bởi vì cô không đủ chín chắn, nhưng hiện tại thầy tin tưởng, cô trải qua từng chuyện sẽ càng suy nghĩ chín chắn hơn. Học trò của tôi, ở nước Anh lập nên chuyện xưa thần kỳ như vậy, tương lai sẽ tốt hơn. Đường Khả Hình cắn chặt răng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, nghẹn ngào nói tôi. Tôi tình nguyện ngài mắng tôi, như vậy tôi càng khó chịu hơn. chấm ngoặc kép. Vitas im lặng một lúc lâu, trên mặt hơi lộ ra chút bối rối, nhưng vẫn đưa tay cất vào trong túi tây trang của mình móc ra một cây kẹo que màu hồng đưa cho học trò đường khả hình sửng sốt nhìn cây kẹo que trên không trung thật đáng yêu cô là học trò duy nhất thầy có thể thật sự hiểu được và nói thẳng cho dù cho cô một cây kẹo que cô sẽ tìm cách cố gắng vô hạn và báo đáp thứ quý trọng và tốt đẹp nhất chính là tâm hồn của cô Vitas lại chậm rãi nói trong lòng đường khả hình cảm động hai mắt kích động ứa nước mắt run rẩy vươn tay nhận lấy cây kẹo que đặt ở trong tay, rốt cuộc nước mắt nóng bỏng từng viên chảy xuống. Vitus mỉm cười nhìn học trò, ngón tay hơi buộc chặt, nhưng vẫn trải qua giấy ruộng, chậm rãi buông lỏng, giơ lên trên đầu học trò vỗ nhẹ nhàng, liền nhàn nhạt xoay người đi khỏi. Đường khả hình nắm cây kẹo que, rơi lệ nhìn bóng lưng thầy giáo tịch mịch và cô đơn, lại đau lòng nức nở. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng khắp muôn nơi. Đường khả hình đón gió biển mãnh liệt thổi tới, chậm rãi đi ra đại sảnh, Khẽ ngẩng đầu, nhìn trời xanh mây trắng, từng áng bồng bình đông đưa, có con chim nhỏ vỗ cánh bay lên bầu trời. Cha, tại sao mỗi khi con muốn cố gắng một chút, số mạng luôn kéo con về phía sau? Đó là số mạng của người thích nhất tranh đấu và dũng cảm kiên cường. Khi con càng hăng hái, con sẽ phát hiện chướng ngại vật càng nhiều hơn. Phải biết, một người thành công cũng không dễ dàng. Đây là một cảnh giới khác mà con đi về phía cuộc sống. Cảnh giới này cũng không phải con đạt tới là có thể vui vẻ hạnh phúc mà có thể chịu đựng dần vặt và khổ sở ngang bằng với thành công. Con đừng yêu cầu xa vời cả đời cũng có thể sáng ngời trói lọi, nhưng nhất định phải hướng trời cao van xin, ý chí của con không bao giờ đứt đoạn. Chấm ngoặc kép, đường khả hình sững sờ, giống như cảm thấy những lời này nghe qua ở nơi nào. Một cơn gió mạnh mẽ phà vào mặt. Đường khả hình đứng ở dưới ánh mặt trời, ôm chặt tài liệu, bước chân vững vàng, nóng mắt nhìn về phía trước, dần dần siết chặt tài liệu trong ngực, mặc cho thế giới này xoay tròn, nhưng chính thức hiểu ra, mục đích chống lại không phải vì lập thật nhiều lời thề và cam kết, mà là trái tim phải không ngừng phấn đấu. Tòa nhà bộ phận kinh doanh rượu. Tiểu Linh, trợ lý trẻ của Vitus, đứng ở trong phòng rượu mà Vitus chỉ chấp thuận cho Đường Khả Hinh một mình đi vào, kinh ngạc nhìn cô, nói cô nhất định phải làm sao như vậy. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, cắn răng nói, tôi chắc chắn. Thế nhưng sẽ rất đau nha. chấm ngoặc kép tiểu linh vẫn giữ ý kiến phản đối lắc đầu đến đây đi chấm than ngoặc kép đường khả hinh thở dài một hơi cắn răng nói tiểu linh có chút khó khăn nhìn cô một cái chỉ đành phải thở dốc một hơi nhẹ xoay người cầm một miếng vải đen đi tới sau lưng đường khả hinh bịt kín hai mắt cho cô đánh một kết ở sau ót của cô đường khả hinh nhất thời cảm thấy xung quanh đột nhiên tối tăm nhưng vẫn cắn chặt hàm răng ngửa mặt nói bắt đầu tiểu linh im lặng không lên tiếng Nhẹ nhàng mở một trong những chai rượu, sau đó thật cẩn thận rót vào trong ly cao cổ, đưa đến trước mặt của đường khả hinh, nói, rượu đây. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh nhắm chặt hai mắt, bàn tay đưa tới phía trước, lập tức cầm đế ly cao cổ, cô khẽ động ngón tay, nắm ly rượu, kỹ thuật thuần thục để cho cái ly nhẹ nhàng xoay tròn ba vòng trên không chung, mùi rượu thơm lan ra, cô vừa dùng khứu rác tìm tòi mùi thơm này, lại nhẹ nhàng cúi đầu, uống một hớp rượu đỏ để cho hương rượu nồng lan ra ở trong khoang miệng một lần, lại khẽ mở đôi môi, hít vào một hơi. Tiểu Linh lập tức cầm tới cho cô một cái đĩa bằng bạc có hoa văn. Đường khả hình nhả nhẹ ngụm rượu vào trong đĩa, chỉ còn sót lại một chút mùi thơm nơi đầu lưỡi, đọng trong khoang miệng, cô từ từ thưởng thức, mới mỉm cười nói, năm 1098, giáo chủ thiên giáo tín ngưỡng, khổ tu canh thực. Giáo hội phương Tây này đến một nơi nổi tiếng có sông ngòi, đầm lầy và rừng rậm để khai hoang, hơn nữa từ năm 1228 năm 1370 từ từ thu mua đất đai, xây dựng khu vườn nho 50 hecta Thượng đế rất thiên vị, mà vườn nho này không chỉ thu hoạch cực kỳ tốt, trưng cất rượu cũng thật tốt, mà khu vườn nho này là nơi duy nhất được quân đội Pháp cho phép thành lập, thậm chí được quân đội toàn thế giới vinh danh. Vườn nho gì? Tiểu Linh vừa nhìn tài liệu vừa hỏi. Nho và gô, đường khả hình nhanh chóng nói chính xác. Tiểu Linh khẽ gật đầu, lại chậm rãi đưa lên một cây kim sắc bén đâm mạnh xuống cánh tay Khả Hinh. A, à, tôi sai chỗ nào rồi? Đường Khả Hinh không dám kéo vải ra, đau đến kêu nhỏ. Là năm 1227 năm 1370, không phải 1228. Chấm ngoặc kép Tiểu Linh đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, đau đớn đến khó chịu, lập tức nhớ kỹ. Tiểu Linh nói xong, theo lời Đường Khả Hinh mới vừa căn dặn lại đâm mạnh xuống trên cánh tay của cô hai cái. Đường khả hình đau đến kêu nhỏ. Nếu quyết định thì chịu đựng một chút đi, huấn luyện như vậy có thể cùng hiểu rõ thi viết và nhắm mắt uống, rất tốt. Tiểu Linh lại mở một chai rượu mẫu khác. Đường khả hình đau đến đổ mồ hôi hột, vẫn không nhịn được nhớ tới lời của Trang Hạo Nhiên, em là một viên ngọc xinh đẹp, nhưng sau khi trải qua mài rũa, ngược lại càng không thấy rõ mình hơn, một người muốn chạy trốn, sẽ không có biện pháp nhận được quà tặng của Thượng Đế ông trời cho để cho em thiên phú nói chuyện hùng hồn nhưng em cũng không có dùng nó cho tốt cô thở dài một hơi lại cắn răng nghiến lợi nói trở lại chấm than ngoặc kép tiểu linh lấy rượu ly khác không cần đường khả hình không để cho cô đổi tự có ý riêng tốt chấm ngoặc kép tiểu linh trực tiếp để nguyên ly rượu mới vừa dùng lại rót rượu cho cô thời gian từng phút từng phút trôi qua mặt trời từ trong sóng biển chậm rãi chìm xuống Đường Khả Hinh cắn chặt răng, vào lúc sắp hoàng hôn, một mình cô đứng ở trong phòng rượu, thử xong gần 57 loại rượu, tổng cộng bị kim đâm 36 lần, rốt cuộc cả người cô mệt mỏi, trên trán tràn mồ hôi, đưa tay kéo miếng vải đen mỏng, thở phì phò, tay chống tại cạnh cửa, có chút lảo đảo muốn ngã, đi ra ngoài. "Khả Hinh, không có sao chứ?" Tiểu Linh lập tức đi tới trước mặt cô, lo lắng nói, "Thật ra cô không cần nếm một lần nhiều như vậy." "Không có việc gì." chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh vươn tay hơi lau mồ hôi trên trán, mới mỉm cười xoay người nhìn Tiểu Linh nói: "Cám ơn cô." "Đừng cảm ơn tôi." Tiểu Linh nhìn cô bật cười nói: "Tôi đi theo cô, học được không ít kiến thức rượu đỏ, có lúc tôi đi theo Vitus, ông ấy luôn ghét bỏ tôi, nói cũng không hiểu cái gì cả." Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười. Lúc này điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh thoáng nghi ngờ cầm điện thoại di động lên, nhìn số gọi tới, là điện thoại của bác dịch cô nhanh chóng nhận, đáp lời, alo. Nếu như cô tính cả đời cũng không xuất hiện, tôi sẽ không cần ở phòng ăn chờ cô. Bác dịch lạnh lùng nói, thậm chí không cần châm cứu cho cô nữa. Đường khả hình khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã 6 giờ 45 phút, vốn hẹn 6 giờ 30 phút ăn cơm tối với bác dịch. Cô lập tức kêu lên, tôi sẽ tới ngay, xin lỗi, hiện tại anh ở đâu? Phòng ăn ngự tôn, bác dịch lạnh lùng nói chờ tôi nha, đường khả hình lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác màu đen nóng chết người, chỉ mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn màu đen bó sát người, đi thật nhanh tới phía trước. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời chiều trên biển, tự nhiên buông xuống nhưng vẫn phát ra ánh nắng chiều màu vàng nhạt. Khoảng 20 phút, đường khả hình nhanh chóng, mệt mỏi thở hồn hển đi vào phòng ăn ngựa tôn, được Trần Mạn Hồng hướng dẫn, nhìn thấy bác dịch ngồi ở một bên. Đám người tô lạc hoành đang cười nói ngồi ở một bên, Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí đầu, tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của xa xa, đang nở nụ cười dịu dàng thân thiết, thậm chí còn cầm một chút bánh sandwich, đút cho cô bé ăn một ngụm. Cô đứng ở ngoài cửa, đột nhiên sửng sốt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 640.